Lâm Minh Thủy và Tố Huệ lúc này kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, họ đều không cảm thấy bí tùy anh. Chẳng lẽ là một người bình thường lại có thể khiến ngài bác lại kính nể như vậy? Hoàng Thiên đã gặp vận may chết tiệt nào? Lâm Minh Thủy và Tố Huệ khó hiểu và muốn nói chuyện với Hoàng Thiên, nhưng Hoàng Thiên thậm chí không thèm nhìn họ. Đi thôi, Vương Tử Tuyên tức giận đến mức hai con người muốn rất ra ngoài, hắn tức giận gọi Lâm Minh Thủy và Tố Huệ ra khỏi nhà hàng. Vương Tử Tuyên, chúng ta phải làm sao bây giờ? không thể cứ như vậy thừa nhận đứng ở trên đường lâm minh thủy không cam lòng hỏi vương tử tuyên trên mặt vương tử tuyên có một tia diễu cợt hừ hừ nhà họ vương không thể ký hợp đồng cho các dự án người khác cũng đừng mong yên ổn mà nhận hợp đồng con khốn tô lạc yến cô ta cũng quên mất nhà họ vương của chúng ta dựa vào cái gì lâm minh thủy lắng nghe khi vương tử tuyên nói câu này cô ta đột nhiên thức tỉnh vương tử tuyên ý của anh là nhà họ tô không thể tiếp tục sao em nói đúng cục cưng anh muốn làm công viên nước thậm chí không thể bắt đầu thi công công việc sau đó lương mạnh bắc sẽ phải đích thân đến cầu xin anh ha ha vương tử tuyên cười đắc ý trong nhà hàng lương mạnh bắc lo lắng đứng sang một bên hoàng thiên không nói ông cũng không dám nói ông bắc người phụ trách dự án công viên nước hiện đang không có ông có muốn bổ sung vào vị trí không hoàng thiên nhìn lương mạnh bắc hỏi cậu thiên trên công ty có quá nhiều việc một mình tôi không làm được. Lượng Mạnh Bắc ngượng ngùng đáp. Hoàng Thiên gật đầu. Một công ty lớn như quốc tế toàn cầu có rất nhiều việc hàng ngày. Lương Mạnh Bắc quả thực không thể phân thân. Suy nghĩ một chút. Hoàng Thiên nói với Lương Mạnh Bắc. Như vậy đi. Ông để cho Lưu Nguyệt Hoa thay thế vị trí của Đảng Nam. Nói xong Hoàng Thiên đưa tấm danh thiếp mà Tô Lạc Yến đưa cho anh đưa cho Lương Mạnh Bắc. Đây là danh thiếp của Tô Lạc Yến. Ông quay về đưa cho Lưu Nguyệt Hoa liên lạc với cô Nhiên công viên nước phía Tây và Sơn Trang Cầm Viên sẽ được bắt đầu xây dựng cùng một lúc. Vâng, vâng, tôi sẽ làm điều đó khi tôi quay trở lại. Lương Mạnh Bắc gật đầu mạnh mẽ, run rẩy. Không sao, ông có thể đi về. Hoàng Thiên thẳng thừng nói. Vậy tôi xin phép quay về, cậu Thiên. Lương Mạnh Bắc lau mồ hôi lạnh, xoay người rời khỏi nơi này. Tô Lạc Yến và Tô Đức Minh choáng váng. Đặc biệt là Tô Đức Minh, ông thực sự nghĩ ngờ mình có đang nằm mơ bây giờ không? Khi Hoàng Thiên lần đầu tiên bước vào nhà hàng, trong lòng ông ta đã coi thường trăm bề, không có hy vọng vào chuyện xin công trình. Nhưng không ngờ lại có kết quả như vậy. Cậu Thiên, cậu, tôi làm sao để cảm ơn cậu bây giờ? Tô Đức Minh đứng lên, hai bàn tay to run lên vì kích động. Nhìn về phía Tô Đức Minh, Hoàng Thiên cười nhạt, chúng Minh khách sáo, tôi và Lạc Yến là bạn học cũ, không có chuyện gì đâu. Làm sao lại không có chuyện gì đâu? Cậu Thiên, Cậu đã cứu cái mạng già này của tôi. Với một phần nhỏ của dự án công viên nước, cộng với việc hoàn thiện sơn trang cầm viên có thể kiếm được hàng chục tỷ đồng, món nợ ôm thân bao năm có thể trả hết trong vài tháng. Mừng quá, bố sẽ không làm phiền các con, tối nay bố và mẹ muốn đi ăn mừng nên không về nhà, đi chơi với cậu Thiên cho vui nhé. Tô Đức Minh nở nụ cười thật tươi. Ông dành cho con gái một cái nhìn đầy ẩn ý, mặt của Tô Lạc Yến ngay lập tức đỏ lên trong đầu nghĩ rằng bố cô đừng nói lộ liều như vậy được không. Nhìn Hoàng Thiên, Tô Lạc Yến quá xấu hổ không biết phải làm gì. Mọi người đều là người lớn, ai không thể biết điều này có nghĩa là gì. Hoàng Thiên cũng có chút xấu hổ, nhìn Tô Đức Minh, hắn có chút ngẩn người. Tuyên lai này đúng là có ý khác. Cậu Thiên, khi nào đến nhà tôi chơi, lúc đó cậu nhất định phải nể mặt đấy. Tô Đức Minh cũng cảm thấy những gì mình nói vừa rồi quá hấp tấp, ngượng ngùng chữa lỗi. Chắc chắn rồi. Được rồi, tôi về trước, tôi phải về chuẩn bị, ngày mai công việc có thể bắt đầu." Tô Đức Minh hào hứng nói, sau đó rời đi, khuôn mặt của Tô Lạc Yến vẫn còn đang đỏ bừng và những lời cha cô nói khi nãy khiến cô quá xấu hổ. "Hoàng Thiên, tôi thật sự không biết cảm ơn cậu như nào." Tô Lạc Yến nhẹ giọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lúc này cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Tình bạn giữa những người bạn cùng lớp vốn rất tốt đẹp đã bị Tô Đức Minh thay đổi đừng khách sáo với tôi, sau này Lưu Nguyệt Hoa sẽ liên lạc với cậu, nếu cậu gặp khó khăn gì, cô ấy có thể giúp cậu giải quyết. Nhân tiện, cậu có thể thanh toán hóa đơn, tôi có việc phải làm, vậy tôi đi trước đây. Hoàng Thiên cười nhẹ với Tô Lạc Yến, sau đó xoay người rời khỏi nhà hàng. Tô Lạc Yến ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên đã rời đi, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. Đây có phải là Hoàng Thiên mà các bạn cùng lớp của cô đã cười ở trường cấp 2 không? Bây giờ thân phận của Hoàng Thiên là gì 222 sau khi rời đi, Hoàng Thiên định lái xe đến khu đô thị Hoa Lan một chuyến. Cha nuôi cùng Hoàng Linh ở nơi biệt thự cao cấp nhất mà Hoàng Thiên mua cho đó. Không biết bọn họ đê quá dọn đến chưa? Nhưng đúng lúc này, Lâm Ngọc An gọi điện thoại tới, Hoàng Thiên, không tốt rồi, Huỳnh Mai xảy ra chuyện rồi. Giọng nói lo lắng của Lâm Ngọc An truyền đến điện thoại. Hoàng Thiên trong lòng có chút rung động đứa em vợ này có để cho người khác yên tâm một chút không tại sao lại xảy ra chuyện huỳnh mai bị làm sao vậy huỳnh mai đang gặp rắc rối lớn đừng hỏi thêm đến công ty đón tôi đi nhân tiện đừng nói với mẹ kẻo mẹ giận được rồi anh đi đón ngay hoàng thiên cúp máy lái xe đến công ty của lâm ngọc an lâm ngọc an đã sớm đợi ở cửa nhìn thấy hoàng thiên đến cô nhanh chóng lên xe ngọc an có chuyện gì vậy Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An vẻ mặt cực kỳ không tốt, cô run rẩy nói với Hoàng Thiên, "Mau đi tới khu công nghiệp Sala đi. Bọn họ kêu anh và tôi cùng đi, nếu không sẽ dùng dao cào nát mặt nó." "Con mẹ nó." Hoàng Thiên trong lòng trầm xuống, xem ra chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Cũng không biết bọn họ của Ngọc An rốt cuộc là bọn nào, nhưng mà phía bên kia chỉ đích danh anh và Lâm Ngọc An, nhất định họ đang nhắm vào anh. Hoàng Thiên lái xe rất nhanh, sau đó hỏi Lâm Ngọc An, Ngọc An, em có biết người bên đầu dây kia là ai không? Người gọi cho tôi nói rằng anh ta tên là Trịnh Minh Nghĩa, con trai của Trịnh Tiến. Lâm Ngọc An liếc nhìn Hoàng Thiên, và sau đó nói, khi anh và Tiếu Tam nứt tay chân của Trịnh Tiến không? Lần này Trịnh Minh Nghĩa trở về từ vùng khác để báo thù cho cha của hắn. Hoàng Thiên, giờ phải làm sao? Hoàng Thiên gật đầu, gây rối cả một ngày hóa ra là con trai của Trịnh Tiến, cái thứ có mắt không chồng còn muốn gây chuyện đừng lo lắng anh sẽ cứu ngọc anh hoàng thiên nhẹ giọng nói lâm ngọc an hơi ngạc nhiên cô thấy gần đây hoàng thiên thay đổi rất nhiều sau khi đến khu công nghiệp sa la hoàng thiên đưa lâm ngọc an đến một nhà kho lớn theo địa điểm được trịnh minh nghĩa báo trước đó qua điện thoại hai gã tóc vàng đứng ở cửa vẻ mặt tàn nhân khi thấy có người đi tới là hoàng thiên và lâm ngọc an à một tên tóc vàng nhìn chằm chằm vào hoàng thiên và lâm ngọc an ừ hoàng thiên liếc nhìn tên tóc vàng bình tĩnh nói. Tên tóc vàng cười khổ một tiếng, mở cửa kho hàng, giọng âm trầm nói với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, vào đi, con dao của anh Nghĩa đã đói khát lắm rồi. Cửa sắt nặng nề được kéo ra, Hoàng Thiên nhìn vào bên trong, trong kho hàng thật sự là dương cung bạt kiếm, bày sẵn thế trận đợi quân địch đối với anh. Chỉ thấy ở giữa chiếc giường bằng sắt, một người đàn ông cắt đầu húi cua khoảng hơn 20 tuổi nửa nằm ở phía trên, vẻ mặt hung ác nhìn một nam một nữ trước mặt một nam một nữ này đúng là lâm huỳnh mai và bạn trai của cô ta đỗ hành chẳng qua hai bọn họ đều quỳ trước giường vẻ mặt vô cùng hoảng sợ trên mặt lâm huỳnh mai là nước mắt chưa khô đôi má sưng lên còn hiện rõ mấy dấu tay rất rõ ràng là bị người ta tát cổ tay trái của đỗ hành còn bó thạch cao quấn băng gạc lần trước bị trịnh tiến đánh gấy tay còn chưa khôi phục huỳnh mai lâm ngọc an thấy một màn như vậy sốt ruột tới mức sông tới cô gái xinh đẹp, tốt nhất là cô nên thành thật một chút. Nếu không thì cô sẽ chịu đau đấy. Lúc này một người đàn ông đầu chọc xoay cánh tay của Lâm Ngọc An, cười âm trầm nói. Hoàng Thiên xông về phía trước, vươn tay đẩy người đàn ông đầu chọc ra, đừng động vào cô ấy, nếu không thì anh sẽ hối hận. Người đàn ông đầu chọc giận dữ, vừa định ra tay với Hoàng Thiên, thì người đàn ông đầu húi cua nửa nằm ở trên giường lên tiếng, Hoàng Huy, cậu tránh ra. Vâng, anh Nghĩa. Hoàng Huy rất có quy củ đứng sang một bên. Người đàn ông đầu húi cua đúng là con trai của Trịnh Tiến, Trịnh Minh Nghĩa. Lúc này Trịnh Minh Nghĩa ngồi dậy, nhìn lướt qua Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, cười mỉa nói, cậu là Hoàng Thiên đúng không? Cậu đúng là châu bò, dẫn theo người đánh gãy tay chân của cha tôi. Hoàng Thiên nhìn Trịnh Minh Nghĩa, nói, không sai, là tôi làm. Anh thả bọn họ ra đi, có chuyện gì thì cứ nhầm vào tôi đây này. Ha ha, tên nhóc này đúng là không biết sống chết thực cho rằng mình là nhân vật lớn sao ra vẻ là đàn ông ở đây à không nhìn xem trước mặt cậu ta là ai họ hoàng cậu biết anh nghĩa của chúng tôi lăn lộn với ai không mẹ nó hôm nay cậu đừng nghĩ tới việc ra ngoài đám đàn em của trịnh minh nghĩa hùng hùng hổ hổ châm chọc hoàng thiên anh tên trịnh minh nghĩa đúng không tôi lại cảnh cáo anh một lần nữa lập tức thả em vợ tôi chuyện này không liên quan tới cô ấy hoàng thiên trầm giọng nói nhưng hoàng thiên không ngờ anh mới nói những lời này xong lâm huỳnh mai liền đứng dậy xông tới trước mặt anh bốp lâm huỳnh mai giơ tay tát hoàng thiên một cái đánh hoàng thiên mơ hồ em vợ bị dọa hỏng đầu rồi sao huỳnh mai em em cái gì mà em đều tại anh làm hỏng việc nhiều hơn thành việc anh tàn nhẫn như thế làm gì bảo tiêu tấn đánh gãy tay chân của trịnh tiến lâm huỳnh mai tức giận kêu lên với hoàng thiên hoàng thiên không nói gì nhìn lâm huỳnh mai nói huỳnh mai không phải là anh vì cứu em và chị gái em sao anh cút đi anh cứu tôi và chị gái tôi là được rồi cần gì phải đánh gấy chân tay của trịnh tiến lần này thì hay rồi anh xem tôi bị người ta tát đây này lâm huỳnh mai vừa mắng vừa khóc chỉ gương mặt sưng đỏ của mình hoàng thiên không biết phải nói gì cô ta là bà lớn làm thế nào cũng là lỗi của anh ta cả lúc này đỗ hành cũng dũng cảm hơn anh ta không quỳ nữa, chạy tới trước mặt Hoàng Thiên, chỉ vào mũi Hoàng Thiên nói, mẹ kiếp, đều tại tên khốn nạn anh, nếu không vì anh, anh Nghĩa sẽ tức giận như thế sao? Anh xem tôi cũng bị tát đây này. Nói xong, Đỗ Hành chỉ mặt mình. Hoàng Thiên vừa nhìn, Đỗ Hành quả thật rất thảm, trên mặt là một mảng bầm tím, đôi mắt cũng xanh tím. Lâm Ngọc An thật sự không nhìn nổi nữa, lớn tiếng nói với Lâm Huỳnh Mai và Đỗ Hành, hai người kỳ quá rồi đấy, anh rể em tới cứu hai người, hai người còn nói anh ấy như vậy. Thôi đi chị, chị xem anh ta có ích lợi gì. Anh ta là một tên phế vật, hơn nữa tiêu tấn mà anh ta quen có tác dụng gì chứ. Lâm Huỳnh Mai nói xong, sợ hãi nhìn Trịnh Minh Nghĩa một cái. Trên gương mặt Trịnh Minh Nghĩa xuất hiện vẻ đắc ý, lúc này anh ta nhìn Lâm Ngọc An nói, không sai cô gái xinh đẹp, tiêu tấn ở trong mắt anh Nghĩa này, chỉ là cặn bã. Nói xong, Trịnh Minh Nghĩa võ tay. Rất nhanh, hai đàn em của Trịnh Minh Nghĩa đưa một người từ trong góc ra, người này bị đánh ở trạng thái gần chết, trên áo sơ mi còn dính không ít máu. Hoàng Thiên vừa nhìn, đúng là Tiêu Tấn. Trong lòng anh khiếp sợ, Tiêu Tấn là mãnh tướng số một đàn em của Lã Việt, ở thành phố Bắc Ninh này, ai dám động vào một đầu ngón tay của Tiêu Tấn chứ? Xem ra Trịnh Minh Nghĩa này không đơn giản. Trịnh Minh Nghĩa thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đều giật mình không thôi, anh A càng thêm đắc ý rồi. Thế nào, Hoàng Thiên, một lát nữa tôi sẽ lột da của cậu, cho cậu trơ mắt nhìn tôi làm vợ và em vợ cậu trước. Vẻ mặt Trịnh Minh Nghĩa dâm đáng, nhìn về phía Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai, quả nhiên là một đôi cực phẩm, hôm nay thật có phúc. Nói xong, Trịnh Minh Nghĩa đi về phía Lâm Ngọc An. Đúng lúc này, ở ngoài cửa có hai người xông vào. Huỳnh Mai, Huỳnh Mai con không sao chứ? Ôi trời, bọn họ đánh con sao? Trương Lan Phượng sốt ruột tới mức đầu đầy mồ hôi, xông lên ôm lấy lâm huỳnh mai em huỳnh mai em đừng sợ anh đến rồi trịnh hiếu phong đi theo sau trương lan phượng cũng tới đây an ủi lâm huỳnh mai nhìn thấy trương lan phượng và trịnh hiếu phong tới đây hoàng thiên vô cùng bất ngờ lâm ngọc an cũng không ngờ tới vội vàng đi tới nói mẹ à sao mẹ lại tới đây trương lan phượng đau lòng lâm huỳnh mai lúc này gấp tới mức dậm chân mẹ có thể không tới được sao huỳnh mai gọi điện thoại cho mẹ Mẹ mới biết là tên phế vật Hoàng Thiên gây ra họa lớn như thế. Nói xong, Trương Lan Phượng trừng Hoàng Thiên một cái, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói với Trịnh Hiếu Phong, "Cậu chủ Trịnh à, cậu và anh nghĩa là anh em, cậu khuyên nhủ cậu ấy thả Huỳnh Mai được không?" Trong lòng Trịnh Hiếu Phong cũng có ý này. Hơn 10 phút trước, Trương Lan Phượng gọi điện thoại cho anh ta cầu cứu, nói là Trịnh Minh Nghĩa bắt lấy Lâm Huỳnh Mai và Đỗ Hành, bảo anh ta đi cùng cứu người. Anh ta và Trịnh Minh Nghĩa là anh em việc này đối với anh ta mà nói rất dễ làm. Yên tâm đi gì, có cháu ở đây, chuyện gì cũng không xảy ra. Trịnh Hiếu Phong vỗ ngực đảm bảo, còn không quên nhìn chằm chằm mặt Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nhìn Trịnh Hiếu Phong, hiện giờ trong lòng cô tràn ngập cảm kích, cô nghĩ lúc này có Trịnh Hiếu Phong ở đây, Trịnh Minh Nghĩa sẽ phải nể mặt. Cậu chủ Trịnh, gì thật sự cảm ơn cháu. Trương Lan Phượng cảm kích nắm chặt lấy tay Trịnh Hiếu Phong. Minh Nghĩa, nể mặt em, thả Huỳnh Mai đi. Trịnh Hiếu Phong rất nằm chắc nói với Trịnh Minh Nghĩa. Nhưng không ngờ tới, Trịnh Minh Nghĩa chỉ cười mỉa vài tiếng. Nhìn Trương Lan Phượng, Trịnh Minh Nghĩa nói, được đấy bà già, bà còn quen em trai Hiếu Phong à. Nhưng mà hôm nay ai tới cũng không làm gì được. Cha tôi bị Hoàng Thiên tìm người đánh tàn phế, mối thù này ông đây không báo không được. Nếu bà không muốn con gái bà bị hủy dung, thì lập tức cho tôi 7 tỷ, mặt khác cho hai con gái của bà đi theo tôi một tháng việc này coi như xong. Bà già, bà nghe thấy không? Hoàng Huy ở một bên phân nổ quát Trương Lan Phượng, sau đó rút một thanh mã tấu sắc bén chỗ thắt lưng ra, đặt trước mặt Lâm Huỳnh Mai. Khiến Trương Lan Phượng sợ tới mức hồn vía lên mây, bà ta không ngờ tới cậu chủ trịnh tới đây cũng vô dụng, xem ra hôm nay mọi việc quậy lớn rồi. Nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, Trương Lan Phượng tức tới mức sắc mặt xanh mét. Đều tại tên sao chổi này làm hại, nếu không có anh, có thể gây ra họa lớn tới vậy sao? Bốp, Trương Lan Phượng đi tới trước mặt Hoàng Thiên, dùng hết sức lực tát mạnh Hoàng Thiên một cái. Mẹ nó đúng là tai họa của nhà chúng tôi. Mẹ à, việc này có thể trách con được cứu bà nội cậu ấy. Cậu có bản lĩnh cứu sao? Lúc ấy cậu chủ Trịnh đã đi lên cứu, cậu còn gây thêm họa làm gì? Trương Lan Phượng càng mắng càng tức, chỉ vào mũi Hoàng Thiên, sau đó khiển trách, lần này thì hay rồi đánh cha người ta tàn phế, tôi lấy đâu ra 7 tỷ đưa cho người ta. Hoàng Thiên cảm thấy rất buồn cười, anh giải thích, mẹ, Trịnh Hiếu Phong không phải đi cứu Ngọc An, anh ta và Trịnh Tiến đã hợp mưu với nhau. Cậu còn dám hãm hại cậu chủ Trịnh sao? Nếu cậu không sằng bậy, cậu chủ Trịnh vẫn có thể cứu Ngọc An ra. Tên khốn nạn này, nếu hôm nay Huỳnh Mai thiếu một cọng tóc, tôi sẽ không để yên cho cậu. Trương Lan Phượng mắng tới mức nước miếng bay loạn, Ước gì có thể xé Hoàng Thiên ra. Mẹ hạ hỏa đi, bây giờ không phải lúc cái Lâm Ngọc An vội vàng khuyên. Hoàng Thiên đứng ở đằng kia không nói câu nào, anh biết cho dù bây giờ toàn thân đều là miệng, cũng không thể nói rõ với Trương Lan Phượng. Trịnh Minh nghĩa cười đắc ý, vui vẻ xem náo nhiệt. Lúc này nói với Trịnh Hiếu Phong, Hiếu Phong à, cậu đừng quản việc này nữa, tránh làm hỏng tình cảm giữa hai anh em ta. Trong lòng Trịnh Hiếu Phong vui muốn chết lúc này vẻ mặt không biết sợ, nói với Trịnh Minh Nghĩa, anh Minh Nghĩa, hôm nay có em ở đây, sẽ không để anh động vào Huỳnh Mai đâu. Anh muốn 7 tỷ, được thôi, em cho anh. Trương Lan Phượng nghe Trịnh Hiếu Phong nói sẽ đưa 7 tỷ xử lý chuyện này, bà ta cảm kích tới mức sắp quỳ xuống với Trịnh Hiếu Phong rồi. Ồ, nếu cậu đã nói như thế, vậy thì tôi phải nể mặt cậu rồi. Như vậy đi, họ hoàng ở lại, những người khác có thể cút ra ngoài trịnh minh nghĩa vẫy tay ý bảo thả người trương lan phượng nghe thấy vậy thì mừng rỡ vội vàng kéo lâm ngọc an và lâm huỳnh mai dẫn theo đỗ hành ra khỏi kho hàng mẹ hoàng thiên còn ở bên trong đấy lâm ngọc an rất lo lắng lớn tiếng nói với trương lan phượng trương lan phượng biếu môi hừ lạnh nói hừ cái tên phế vật kia bị đánh chết mới tốt quan tâm cậu ta làm gì chúng ta về nhà trước cửa kho hàng đóng lại trong lòng Trịnh Hiếu Phong hưng phấn tới mức phát cuồng rồi. Anh ta nhìn Hoàng Thiên cười gần nói, họ Hoàng, món nợ giữa hai chúng ta, nên thanh toán cẩn thận rồi. Bên ngoài kho hàng, Trương Lan Phượng kéo Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai chuẩn bị về nhà, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Đi nhanh thôi chị, chị không sợ Trịnh Minh Nghĩa kia đuổi theo ra à? Lâm Huỳnh Mai vội vàng nói với Lâm Ngọc An, bây giờ cô ta như chim sợ cành cong rồi lâm ngọc an vô cùng sốt ruột bởi vì hoàng thiên vẫn còn ở bên trong trương lan phượng và lâm huỳnh mai không biết lòng tốt của người ta nhưng lâm ngọc an thì khác cô biết hoàng thiên bị nhốt ở bên trong tất cả đều vì tốt bụng tới cứu lâm huỳnh mai anh rể của em vẫn còn ở bên trong phải cứu anh ấy ra lâm ngọc an sốt ruột nói cứu cái cọng lông nếu không phải anh ta mù quáng lên mặt em đã không bị đánh thành như vậy rồi chị nhìn đỗ hành mà xem đã bị người ta đánh thành ra thế nào rồi. Lâm Huỳnh Mai tức giận chỉ đỗ hành, nói với Lâm Ngọc An. Em gái, em còn chút lương tâm nào không, thật sự không ngờ tới em lại trở nên máu lạnh như vậy. Lâm Ngọc An tức giận nói. Thôi đi, Lâm Huỳnh Mai không phục biểu môi. Trương Lan Phượng kéo Lâm Ngọc An, nói, đi nhanh thôi con gái ngoan, cậu chủ trịnh không dễ dàng gì mới ép lại được trịnh Minh Nghĩa, lát nữa trịnh minh nghĩa lại thay đổi chủ ý chúng ta sẽ xong đời rồi mẹ mẹ sợ thì dẫn huỳnh mai đi trước đi hoàng thiên không ra được con cũng không đi lâm ngọc an cắn môi kiên định nói hai con làm mẹ buồn chết mất trương lan phượng thở dài bà ta không có biện pháp lúc này xoay người lại gõ cửa kho hàng trong kho hàng trịnh hiếu phong đang chuẩn bị xử lý hoàng thiên nghe thấy tiếng gõ cửa anh ta nói với trịnh minh nghĩa anh minh nghĩa bảo người của anh mở cửa đi để em đi xem trịnh minh nghĩa rất nề mặt trịnh hiếu phong lúc này nói với hoàng huy hoàng huy mở cửa phong nhìn ra bên ngoài đám lâm ngọc an còn chưa đi ngọc an sao em còn chưa đi anh họ anh là người rất tàn nhẫn lát nữa anh cũng không ngăn được anh ấy đâu trịnh hiếu phong giả bộ như vô cùng khẩn trương đi tới trước mặt lâm ngọc an lâm ngọc an nhìn vào bên trong Hoàng Thiên đã bị mấy tên cấp dưới của Trịnh Minh Nghĩa vây quanh, lát nữa chắc chắn không có kết cục tốt. Trịnh Hiếu Phong, anh có thể nói với anh họ anh, thả Hoàng Thiên ra được không? Lâm Ngọc An bất lực nhìn Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong vừa nghe thấy những lời này, trong lòng vô cùng chua xót. Tài đức gì mà có người vợ xinh đẹp như Lâm Ngọc An, đúng là tức chết người ta mà. Điều này e rằng không được, tên Hoàng Thiên kia không biết sống chết, đánh gãy tay chân của chú tôi. Trịnh Minh Nghĩa là con trai của chú tôi, thù này có thể không báo được sao? Anh có thể cứu mọi người là tốt lắm rồi, đi nhanh đi, nếu không thì lát nữa anh không cứu được mọi người đâu. Trịnh Hiếu Phong giả bộ như rất sốt ruột, muốn nhanh chóng đuổi đám Lâm Ngọc An đi. Nhìn thấy Lâm Ngọc An cuống tới phát khóc, Trương Lan Phượng thở dài, nói với Trịnh Hiếu Phong, cậu chủ trịnh, cháu nể mặt gì, tha cho Hoàng Thiên một mạng, cho dù thế nào cậu ta cũng là con rể gì, nếu chết ở đây, anh họ cháu sẽ gặp phiền phức không phải sao. Yên tâm đi gì, cháu nhất định sẽ cố gắng. Anh họ cháu chỉ muốn đòi 7 tỷ kia, lát nữa cháu gom đủ tiền, sẽ tranh thủ cứu Hoàng Thiên gia. Trịnh Hiếu Phong đảm bảo với Trương Lan Phượng. Cháu đúng là đứa bé ngoan, gì cảm ơn cháu. Trương Lan Phượng cảm khái nói. Trịnh Hiếu Phong liếc mắt ra hiệu với Hoàng Huy, sau đó trở lại kho hàng. Cửa bị Hoàng Huy đóng lại, lúc này trong lòng Trịnh Hiếu Phong vô cùng đắc ý. Cuối cùng cũng có thể an tâm thu thập Hoàng Thiên, mấy ngày nay trong lòng anh ta kìm nén tới điên rồi, chỉ đợi thời khắc này. Ha ha, Hoàng Thiên anh được đó, mẹ vợ anh và Ngọc An đều cầu xin cho anh, lát nữa tôi sẽ cứu anh. Trịnh Hiếu Phong gật gù đắc ý chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Thiên, vỗ bả vai Hoàng Thiên nói, anh nói xem tôi sẽ cứu anh hay thu thập anh đây. Hoàng Thiên nhìn bộ dạng lên mặt của Trịnh Hiếu Phong, trong lòng anh rất tức giận trịnh hiếu phong này đúng là tìm đánh hai ngày nay còn chưa đánh đủ à ha ha trịnh hiếu phong anh đúng là chuyện gì cũng dám nói hoàng thiên cười lạnh lùng nhìn trịnh hiếu phong đã là lúc này rồi anh còn làm ra vẻ với tôi trịnh hiếu phong sắn tay áo chuẩn bị đánh hoàng thiên lúc này trịnh minh nghĩa đi tới ngăn cản trịnh hiếu phong hiếu phong à bây giờ tôi còn thiếu tiền bảy tỷ kia tôi thực sự cần anh anh cũng biết rồi đấy, một tháng cha em chỉ cho em 70 triệu, cũng không đủ cho em tiêu, em lấy đâu ra 7 tỷ đưa cho anh? Trịnh Hiếu Phong khó xử nhìn Trịnh Minh Nghĩa. Vậy cậu còn khoác lác làm ra vẻ làm gì? Trịnh Minh Nghĩa trừng mắt. Trịnh Hiếu Phong nhìn Hoàng Thiên, cười ha ha, không phải là có Hoàng Thiên trả sao? Tên phế vật này không có năng lực, nhưng anh ta quen Lã Việt, Lã Việt là người có tiền đấy. Cậu ta còn quen Lã Việt sao? Trong lòng Trịnh Minh Nghĩa giật thót, lại đánh giá Hoàng Thiên một lượt, trong lòng anh ta có chút khẩn trương. Dù sao ở thành phố Bắc Ninh này, Lã Việt tuyệt đối là trùm ở thế giới xã hội đen. Đúng vậy, là Lã Việt giúp Hoàng Thiên đánh gãy tay chân của cha anh. Trịnh Hiếu Phong nói. Không phải Tiêu Tấn làm à? Trịnh Minh Nghĩa nghi ngờ nhìn Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong hừ một tiếng, Tiêu Tấn đâu có lá gan đấy. Là Lã Việt tự tay cầm gậy sắt đánh gãy tay chân của cha anh. Mẹ nó, hóa ra là như vậy. Trịnh Minh Nghĩa nghiến răng, biết Tiêu Tấn là đàn em của Lã Việt, trong lòng anh ta có chút không nắm chắc lắm. Trịnh Minh Nghĩa anh ta có địa vị, nhưng so với Lã Việt thì kém quá xa. Sau khi do dự một lát, Trịnh Minh Nghĩa gọi điện. Thời gian không dài, cửa kho hàng truyền tới tiếng gõ cửa. Sau khi Hoàng Huy mở cửa, một tên mập khoảng hơn 30 tuổi đi vào tên mập này đầu bóng loáng, đôi mắt như tên trộm, trên đỉnh đầu còn có một vết sẹo nhìn như rắn đuôi chuông, nhìn thôi đã khiến người ta không rét mà run. Mập mạp tiến vào liền liếc mắt nhìn Hoàng Thiên một cái, sau đó hỏi Trịnh Minh Nghĩa, Minh Nghĩa à, không làm được sao? Lão đại, có chút phiền phức, sau lưng tên họ Hoàng này là Lã Việt. Trịnh Minh Nghĩa chỉ Hoàng Thiên, có chàng rể vô địch. Sẽ thỏa mãn en chút trột dạ nói với mập mạp. Mập mạp nghe xong nở nụ cười hung hãn, Tôi nói này sao tên nhóc cậu không tiến bộ chút nào thế? Lã Việt là cái giám gì? Ông ta là lão đại ở thành phố Bắc Ninh, tôi cũng là lão đại đó, tôi sẽ sợ ông ta sao?" Mập mạp cười khinh thường nói. Tên mập mạp này không nói khoác, biệt danh của anh ta là Tôn Mắt To, là lão đại xã hội đen ở thành phố Vân Nam, được nhiều người ủng hộ, quả thật coi như có thể cùng ngồi cùng ăn với Lã Việt. Thế lực của Tôn Mắt To không nhỏ, ở thành phố Vân Nam lũng đoạn ngành giải trí ngoài ra anh ta còn kinh doanh sòng bạc dưới đất, có thể nói là vua một phương. Mà Trịnh Minh Nghĩa đi theo tôn mắt to lăn lộn ở thành phố Vân Nam, biết được cha anh ta bị đánh tàn phế, anh ta lập tức trở lại thành phố Bắc Ninh triển khai báo thù. Nghe tôn mắt to nói thế, trong mắt Trịnh Minh Nghĩa tràn ngập tàn bạo, đi tới trước mặt Hoàng Thiên. Họ Hoàng, bây giờ tôi cho cậu hai con đường. Con đường thứ nhất, tôi cắt lỗ tai và cái mũi của cậu, lại đánh gãy tay chân cậu, khiến cậu tàn phế hoàn toàn. Con đường thứ hai, gọi điện thoại bảo Lã Việt nhanh mang 7 tỷ tới đây, nếu làm như vậy, tôi chỉ phế tay chân cậu thôi. Mẹ nó, tự mình chọn đi. Trịnh Minh Nghĩa hung dữ quát. Trịnh Hiếu Phong vừa nghe thấy vậy, lập tức nói với Trịnh Minh Nghĩa, anh, họ hoàng này bảo Lã Việt đập chỗ đó của em, con mẹ nó đến bây giờ em đều không thể cứng nổi, tất phải khiến tên họ hoàng này thành thái giám. Yên tâm đi Hiếu Phong, lát nữa 7 tỷ tới tay, họ hoàng này sẽ giao cho em xử lý trịnh minh nghĩa rất trâu bò vẫy tay trong lòng trịnh hiếu phong tràn ngập hưng phấn lát nữa sẽ đưa hoàng thiên vào cung rồi hoàng thiên nhìn mấy tên không biết sống chết trước mặt trong lòng tràn ngập buồn cười còn dám bảo lã việt tới đây sao mấy tên này đúng là ngại sống lâu rồi anh chắc chắn để tôi gọi lã việt tới chứ hoàng thiên mỉm cười hỏi trịnh minh nghĩa trịnh minh nghĩa khẽ trừng mắt mắng bảo cậu gọi thì cậu gọi đi nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì được, sẽ thỏa mãn anh. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó gọi điện cho Lã Việt. Nói đơn giản chuyện xảy ra ở đây cho Lã Việt nghe, Hoàng Thiên cúp điện thoại. Nếu Lã Việt không dám tới, cậu nhất định phải chết. Trịnh Minh Nghĩa rất hung hãn nói với Hoàng Thiên. Mười phút trôi qua, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng Trịnh Hiếu Phong tràn ngập đắc ý, không kìm nén được hưng phấn, anh ta đoán Lã Việt nghe thấy tên tuổi của tôn mắt to xong, thì sợ tới mức không dám tới. Hoàng Thiên, tôi thấy Lã Việt sợ hãi, không dám tới đây rồi. Trịnh Hiếu Phong cười, lấy điện thoại ra mở chức năng camera, như vậy đi, anh quỳ gối với tôi, gọi tôi ba tiếng ông nội. Lại đảm bảo sau này sẽ ly hôn với Ngọc An, tôi sẽ không thiến anh, thế nào? Trịnh Hiếu Phong cười mà như không cười, cô di động đợi Hoàng Thiên trả lời anh ta. Nhìn Trịnh Hiếu Phong tự tìm đường chết như thế, Hoàng Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Kẻ bại hoại này năm lần bảy lượt khiêu chiến điểm mấu chốt của Hoàng Thiên, quả thực là năng lực tìm đường chết rất mạnh. Trịnh Hiếu Phong, anh biết chữ chết viết thế nào không? Hoàng Thiên nhìn Trịnh Hiếu Phong, Trịnh Hiếu Phong khẽ chừng mắt, nói như vậy anh không đồng ý sao? Tôi đồng ý ông nội anh. Mẹ kiếp, Trịnh Hiếu Phong tức giận, đá vào bụng Hoàng Thiên một cái. Dầm một tiếng, bụng Hoàng Thiên bị đá trúng ăn đau, khom lưng ôm bụng. Trịnh Hiếu Phong vừa định ra tay tiếp, nhưng đúng lúc này, cửa kho hàng rầm một tiếng chấn động, sau đó cửa bị đầy xuống. Ôi mẹ ơi! Trịnh Hiếu Phong đứng gần cửa, thấy sắp bị đập trúng, tên này sợ tới mức thét to, vội vàng né tránh. Người trong kho hàng đều hoảng sợ, lại nhìn chỗ cửa kho hàng, đầu của chiếc xe Bentley vì va chạm mà cuộn lên, tỏa ra khói xanh. Vẻ mặt lã Việt tràn ngập sát khí, kéo cửa xe Bentley ra, tay cầm một cây gậy sắt xông tới. Ngay sau đó, bảy chiếc xe Audi theo sát mà tới, từ trên xe có hơn 20 người lao ra, mỗi người đều xông vào trong kho hàng, bao vây mọi người ở đây. Ôi mẹ ơi. Trịnh Hiếu Phong nuốt nước bọt, thế trận này anh ta không xa lạ chút nào, lần trước ở công ty của Trịnh Tiến chú anh ta cũng như vậy bị ngược thành chó. Trịnh Minh Nghĩa cũng lấy làm kinh hãi, tuy anh ta lăn lộn ở thành phố Vân Nam coi như không tệ, nhưng lúc này không phải ở địa bàn của mình, nơi này là thành phố Bắc Ninh chỉ có tôn mắt to là đứng vững như núi thái sơn tên mập này không sợ chút nào lã việt có thể tới nhanh như vậy hoàn toàn nằm trong dự liệu của hoàng thiên vừa rồi trịnh hiếu phong đá một cái đá rất mạnh hoàng thiên cảm thấy bụng hơi đau đớn thấy hoàng thiên ôm bụng lã việt sợ tới mức chảy đầy mồ hôi lạnh cậu hoàng bị người ta đánh rồi sao cậu hoàng tôi không tới muộn đấy chứ lã việt xông tới gần hoàng thiên lớn tiếng nói Hoàng Thiên nhìn Lã Việt một lát, còn tạm, tới rất đúng lúc. Lã Việt nghiến răng, nhìn bốn phía xung quanh, lạnh lùng nói, là tên nào không biết sống chết đánh cậu Hoàng. Nhìn Lã Việt tràn ngập sát khí như thế, mấy thuộc hạ mà Trịnh Minh Nghĩa dẫn tới đều không dám lỗ mãng. Ngay cả Hoàng Huy hung ác nhất, lúc này cũng không dám thốt nên lời. Lúc này Trịnh Hiếu Phong hoảng sợ, Lã Việt châu bò cỡ nào, anh ta là người thành phố Bắc Ninh không biết được sao. Lúc này Lã Việt thấy Trịnh Hiếu Phong khẩn trương nhất, lập tức cầm gậy sắt đi tới gần Trịnh Hiếu Phong, là cậu đánh cậu Hoàng. Ông Tư Long, tôi, tôi. Bốp 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 bốp. Không đợi Trịnh Hiếu Phong lắp bắp xong, Lã Việt đã tắt một cái, tắt liên tục mười mấy cái, đánh Trịnh Hiếu Phong trước mắt nổ đom đóm. Lại nhìn Trịnh Hiếu Phong, mặt sưng phù như quả bí đỏ, từ lỗ mũi và khóe miệng có máu chảy ra. Trịnh Hiếu Phong buồn bực khóc, con mẹ nó, mặt vừa mới hết sưng, lần này thì hay rồi, sưng còn khoa trương hơn trước. Hai ngày nay đều không xem ngày sao. Hoàng Thiên, tôi sẽ không để anh yên đâu. Nói chuyện, cậu bị câm rồi à? Lã Việt tức giận, chỉ vào mũi Trịnh Hiếu Phong quát hỏi. Trịnh Hiếu Phong ngơ ngác nhìn Lã Việt, bị khí phách của Lã Việt dọa ngốc, đần độn đứng ở đó không nói một câu. Ông Tư Long, cứu tôi với. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Tấn ở trong góc sáng sội yếu ớt nói. Lúc này Lã Việt mới nhìn thấy Tiêu Tấn, thấy đàn em của mình bị người ta đánh nửa chết nửa sống, Lã Việt hoàn toàn nổi giận. Tất cả những người ở đây, đều đập gãy chân chó của bọn họ cho tôi. Lã Việt quát thuộc hạ. "Vâng, ông Tư Long." Hơn 20 tên đàn em đồng thanh nói, mỗi người đều muốn ra tay. Trịnh Minh Nghĩa cũng không dám hung hãn, anh ta không ngờ Lã Việt mạnh như vậy. Hoàng Thiên chỉ lạnh lùng nhìn mọi việc, trong lòng không bất ngờ chút nào lã việt có thủ đoạn gì trong lòng hoàng thiên biết rõ ông tư long ông đúng là uy phong tôn mắt to vẫn luôn không nhúc nhích lúc này nói chuyện cho nên không chú ý tới tôn mắt to lúc này nhìn thấy tên mập kia trong lòng lã việt chấn động ông ta quen tôn mắt to là lão đại nổi tiếng ở trong tỉnh hai bên đều đã gặp mặt tôn mắt to hóa ra là cậu dở trò quỷ đến địa bàn của tôi gây chuyện sao lã việt lạnh lùng nhìn tôn mắt to Tôn mắt to cười dữ tợn, đi tới nói, Lã Việt, cha đàn em của tôi bị ông đánh gãy chân tay, tôi không ra mặt vì anh em, sau này còn mang theo người thế nào. Lã Việt vừa nghe thì cười mỉa, nói như vậy, cậu là tới gây khó dễ cho tôi sao? Cũng có thể nói như vậy, Lã Việt, đừng tưởng ông rất trâu bò ở thành phố Bắc Ninh, thì không để người ta vào mắt. Người khác sợ ông, nhưng tôn mắt to tôi không sợ. Tôn mắt to vươn cổ, trợn trừng mắt với Lã Việt lã việt sắp tức điên phóng tầm mắt cả tỉnh ngoại trừ ông kha phù ở tỉnh thành còn ai dám không tôn kính với ông ta tôn mắt to này đúng là muốn chết hơn nữa cậu hoàng còn ở đây nếu không giáo huấn tôn mắt to chẳng phải cậu hoàng sẽ cho rằng mình không có năng lực sao lã việt nghĩ như vậy thì không nói nhiều lời vô nghĩa với tôn mắt to ông ta vung gậy sắt muốn đánh vào đầu tôn mắt to tôn mắt to giống như đã sớm dự đoán được lúc này quát ông tư long Ông dám động vào tôi, vợ và con ông đừng nghĩ sống sót. Chuyện này, Lã Việt cảm gậy sát rừng tay lại, khiếp sợ nhìn Tôn Mắt To. Tôn Mắt To cười tàn nhẫn, cầm lấy di động mở một video clip ra. Trong clip, vợ và con trai của Lã Việt bị thuộc hạ của Tôn Mắt To giam, rõ ràng là bị giam lỏng rồi. Tôn Mắt To, cậu muốn chết à? Lã Việt phẫn nộ quát, nhưng giọng nói có chút run run. Ha ha ha, ông Tư Long ông lúng túng rồi sao tôn mắt to rất đắc ý con hàng này có thân phận địa vị ngang với lã việt quả thật là không có lý do sợ lã việt hơn nữa anh ta đã bắt vợ và con của lã việt trước càng nắm chắc thắng lợi trong tay lã việt không hé răng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hoàng thiên cậu hoàng tôi đã tận lực rồi hoàng thiên mỉm cười vỗ bả vai của lã việt tôi biết trịnh hiếu phong vốn buồn bực vì bị đánh nhưng anh ta nhìn thấy tình hình thay đổi trái tim lập tức nở hoa. Anh quen Lã Việt thì thế nào? Bây giờ anh lại trâu bỏ đi. Trịnh Hiếu Phong chỉ vào mũi Hoàng Thiên, liền mắng chửi một trận. Hoàng Thiên cau mày, vừa định nói chuyện thì Trịnh Minh Nghĩa gì tới? Ha ha, họ Hoàng, mẹ nó lúc này không còn lời nào để nói nữa à? Lã Việt cũng không bảo vệ được cậu, ông đây sẽ phế cậu đi trước, rồi bắt vợ và em vợ cậu lên giường, cho cậu bị cắm sừng thật. Trịnh Minh Nghĩa cười ha ha, châm chọc Hoàng Thiên. Trên gương mặt Hoàng Thiên không có biểu cảm gì, anh biết Lã Việt không trấn áp được đám người này. Xem ra chỉ có ông Kha ra tay, mới có thể khiến đám người này thành thật lại. Ông Kha, lập tức tới kho hàng số 3 ở khu công nghiệp Sa La. Hoàng Thiên gọi điện thoại cho ông Kha Phù, trầm giọng nói. Ông Kha Phù ở đầu bên kia điện thoại vừa mừng vừa sợ, cậu chủ nhà họ Hoàng, vậy mà chủ động gọi điện cho ông ta. Nếu nói chuyện này ra, đủ để khoác lác trong tỉnh cả đời rồi. Cậu chủ Hoàng xảy ra chuyện gì thế? Ông Kha Phú kích động hỏi Hoàng Thiên. Diêm Vương không ở đây, tôm tép nhảy nhót. Hoàng Thiên nói xong, lập tức cúp điện thoại. Ha ha ha, lại gọi người tới sao? Được thôi, được thôi, ông đây cho cậu một cơ hội, nhìn xem cậu còn có thể gọi ai châu bò tới. Trịnh Minh Nghĩa cười ha ha. Trịnh Hiếu Phong cũng nở nụ cười, trầm chọc nói, Hoàng Thiên gặp chuyện lại ôm chân phật có tác dụng sao ngay cả lã việt đều không bảo vệ được anh anh còn ảo tưởng có người giúp được anh sao cậu chủ trịnh tôi không muốn lãng phí thời gian với anh bây giờ sẽ cho anh nếm thử cảm giác chỗ đó bị đập trịnh hiếu phong nói xong lập tức cầm lấy gậy sắt trong tay một đàn em của trịnh minh nghĩa muốn đập về chỗ đó của hoàng thiên khoan hãy ra tay tôn mắt to vô cùng hoảng sợ đi tới nắm lấy tay trịnh hiếu phong anh tôn anh làm gì vậy trịnh hiếu phong nghi ngờ nhìn tôn mắt to tôn mắt to không để ý tới trịnh hiếu phong lúc này khẩn trương hỏi hoàng thiên cậu cậu vừa mới gọi cho ông kha phù ông ấy là ai thế nói ra sợ anh đái ra quần mất hoàng thiên lạnh lùng nói tôn mắt to nghiến răng một cái nhưng vẫn cố kìm nén nói cậu mau nói cho tôi biết ông kha mà cậu nói có phải là ông kha phù trên tỉnh hay không hoàng thiên không để ý tới con hàng này lúc này anh chẳng muốn nói thêm câu nào nữa Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tôn Mắt To đã bị dọa ngốc, giống như một tên ngốc ngơ ngác đứng đó. Trịnh Hiếu Phong thật sự không kìm nén được, lúc này anh ta cầm gậy sắt ho khan hai tiếng, khụ khụ, em bảo này anh Tôn, anh sợ ông Kha gì đó kia sao? Cho dù ông ta là người ở tỉnh thành thì chỉ thêm được một kẻ tôm tép đến mà thôi. Để em dạy dỗ tên Hoàng Thiên này trước, mẹ nó em nhịn tên này lâu rồi. Trịnh Hiếu Phong hùng hổ đi tới chỗ Hoàng Thiên. Nhưng đúng lúc này ông kha phù lão đại ở tỉnh thành đi ô tô tới được vệ sĩ vây quanh vội vàng đi tới đây những lời trịnh hiếu phong nói lúc trước ông kha phù đều nghe thấy rõ ông kha phù tôi có phải là kẻ tôm tép hay không tôi không biết nhưng tên nhóc cậu chắc chắn là một kẻ tôm tép giọng của ông kha phù vang lên ngay sau đó chỉ thấy ở phía sau trịnh hiếu phong có người nắm lấy tóc của trịnh hiếu phong sau đó đánh mạnh vào gương mặt sưng to của anh ta trịnh hiếu phong không kịp trở tay bị đánh hoa một tiếng, cái mũi thiếu chút nữa lệch đi. Ông Kha Phú tức tới mức ra tay đánh người, đường đường là lão đại trong tỉnh, phóng tầm mắt cả tỉnh, có ai dám bất kính với ông ta. Nhưng tên rác rưởi như Trịnh Hiếu Phong, vậy mà dám nói năng lỗ mang với ông ta, ông ta có thể nhịn sao? Bốp bốp bốp, lại là ba quyền, đánh Trịnh Hiếu Phong rơi vào trạng thái sốc. Dầm một tiếng, Trịnh Hiếu Phong đã bị đánh choáng váng giống như một con chó chết, ngã thẳng xuống đất ông, ông Kha Phù. Tôn mắt to sắp bị dọa khóc, hai cái chân không nghe sai bảo, miễn cưỡng đi tới. Ở thành phố Vân Nam, anh ta là lấy thúng úp voi, nhưng so với lão đại hô mưa gọi gió ở tỉnh thành như ông Kha Phù, anh ta chỉ là một con kiến mà thôi. Nhìn thoáng qua Hoàng Thiên nhìn có vẻ là người thường, tôn mắt to không ngừng kêu khổ. Xong rồi, lần này gặp phải tấm sắt rồi. Ông Kha Phù không thèm nhìn tôn mắt to một cái, ông ta vội vàng đi tới trước mặt hoàng thiên khom lưng cười nói cậu hoàng thật sự không phải ở địa bàn của tôi còn để cậu gặp phải loại chuyện này hoàng thiên giang hai tay anh luôn bình tĩnh tự nhiên như vậy nhìn thoáng qua ông kha phù hoàng thiên thản nhiên nói chuyện của tôi lát nữa hãy nói vợ con lã việt bị tôn mắt to bắt lấy ông xem rồi làm đi lã việt đang lo lắng cho vợ con nghe thấy lời hoàng thiên nói ông ta vô cùng cảm kích nhìn hoàng thiên Ông Kha phù vội vàng gật đầu, xoay người lại chừng tôn mắt to, tôn mắt to, cậu lại đây. Tôn mắt to sắp bị dọa đái ra quần, đối với anh ta mà nói, ông Kha phù giống như là Diêm Vương. Mẹ nó, rốt cuộc là tên Hoàng Thiên này có thân phận gì? Sao anh lại quen ông Kha phù? Tôn mắt to nghĩ mãi không ra, run rẩy nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt ông Kha phù. Ông Kha phù, tôi sẽ lập tức thả người nhà của Lã Việt. Bốp 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 bốp. Ông Kha Phù không khách sáo chút nào, lập tức tát vào mặt Tôn Mắt To 109 cái. Không có ai ở đây không sợ, ngầm cảm thán ông Kha Phù đúng là mạnh mã. Ngay cả Hoàng Thiên đều hơi giật mình, nhìn bộ dạng của ông Kha Phù thật sự rất khó thở, tát như vậy không đau sao? Ông Kha Phù tát không đau được sao? Tát cũng dùng lực mạnh, tát hơn 100 cái xong, tay ông Kha Phù không chịu nổi mới dừng lại. Tôn Mắt To, cậu có để tôi vào mắt không? ông Kha Phù chỉ vào tôn mắt to giống. Tôn mắt to sắp ngất xỉu tới nơi, lại nhìn mặt ông ta, còn sưng to hơn trịnh hiếu phong không ít. Phịch, tôn mắt to sợ tới mức quỷ gối dưới chân ông Kha Phù, ông Kha Phù tha mạng, tôi không biết cậu hoàng quen ông, tôi không phải người, tôi được vợ nhỏ bao nuôi. Tôn mắt to vừa nói vừa tắt mình, lúc này anh ta chẳng quan tâm có đau không, thực sự sợ ông Kha Phù sẽ ra tay với mình. Hiện giờ ông Kha Phù thật sự tức giận rồi, Ước gì có thể nịnh bở cậu chủ trước mặt, đâu có ý nghĩ giúp đám người này. Lập tức thả người nhà của lã Việt. Dạ dạ dạ, tôi lập tức thả ngay. Tôn mắt to đồng ý, vội vàng gọi điện thoại cho thuộc hạ thả người. Không không không, tôi xứng làm cháu cậu sao? Tôi nói tôi không phải người. Tôn mắt to vội vàng giải thích. Giết người chỉ cần một cái gật đầu, thái độ nhận sai của tôn mắt to cũng tạm. Hoàng Thiên không để ý tới anh ta nữa nhưng ánh mắt Hoàng Thiên nhìn về phía Trịnh Minh Nghĩa. Khiến Trịnh Minh Nghĩa sợ tới mức khẽ run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Hoàng Thiên. Họ Hoàng này có bối cảnh cứng tới cỡ nào, ngay cả ông Kha Phù cũng phải cúi đầu trước mặt anh. Trong lòng Trịnh Minh Nghĩa hoảng sợ, không dám lên tiếng. Anh lại đây. Hoàng Thiên vẫy tay với Trịnh Minh Nghĩa. Trịnh Minh Nghĩa đâu dám không nghe, trong lòng run sợ đi tới trước mặt Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, cậu có gì dặn dò? tôi cho anh 7 tỷ, anh dám lấy không? Hoàng Thiên vỗ mặt Trịnh Minh Nghĩa, mỉm cười hỏi. Trịnh Minh Nghĩa trực tiếp quỳ xuống, cậu Hoàng cậu nói đùa rồi, cho tôi tám lá gan, tôi cũng không dám lấy. Bốp! Hoàng Thiên dùng lực tát mạnh vào mặt Trịnh Minh Nghĩa. Lại nhìn Trịnh Minh Nghĩa, răng bay ra một cái, miệng đầy máu. Có thể thấy cái tát này của Hoàng Thiên, sử dụng lực mạnh cỡ nào? Cái miệng nhỏ này rất biết cách ăn nói đấy, nào nào, quỳ hẳn hoi lần nữa gì. Hoàng Thiên chỉ một bên bảo Trịnh Minh Nghĩa quỳ. Trái tim của Trịnh Minh Nghĩa đang nhỏ máu, trong lòng hận Hoàng Thiên thấu xương, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, tìm nén khó chịu. Ông nội, tôi không quỳ. Bốp bốp, Hoàng Thiên lại tát hai cái. Phịch một tiếng, Trịnh Minh Nghĩa bị tát tới choáng váng, nằm ở trên đất. Khiến ông Kha Phù và Lã Việt thấy mà trợn mắt há miệng, nghĩ thầm rằng không nhìn ra, cậu cả nhà họ Hoàng cũng là một người tàn nhẫn. Hoàng Thiên nhìn tôn mắt to một lát, bình thản nói, tôn mắt to, sau này không cho phép anh và người của anh tiến vào thành phố Bắc Ninh, nếu không thì đều đánh gãy chân. Dạ dạ dạ, tôi đã biết ông nội Hoàng. Tôn mắt to gật đầu như gà con mổ thóc, đâu dám nói chứ không. Lăng Thanh Trúc sớm bị Hoàng Thiên hù sợ, lúc này lấy hết can đảm vặn vẹo eo đi tới trước mặt Hoàng Thiên, anh Hoàng, nề mặt em, tạm tha cho hai bọn họ đi cô có mặt mũi rắm gì hoàng thiên hỏi lại lăng thanh trúc tôi lăng thanh trúc vô cùng xấu hổ gương mặt đầy son phấn lập tức đỏ lên cô cút sang một bên ở đây đến lượt cô nói chuyện sao ông kha phú tức tới mức trừng lăn thanh trúc một cái sau đó cười nói với hoàng thiên cậu hoàng cô ấy không hiểu chuyện cậu đừng trách tội cô ấy hoàng thiên không nói gì lúc này nhìn trịnh hiếu phong ngã xuống đất ngất di vừa rồi trịnh hiếu phong đá hoàng thiên một cái hoàng thiên có thể tha cho anh ta sao đi tới gần trịnh hiếu phong hoàng thiên đá một cái vào bụng anh ta cả trịnh hiếu phong phát ra tiếng chu bị đau mà tỉnh dậy tên phế vật này còn dám đá tôi sao câu này vừa mới nói xong sắc mặt ông kha phù và lã việt cùng với mọi người đều thay đổi hai nhân vật từng trải qua vô số sóng to gió lớn đều ngầm bội phục dũng khí của trịnh hiếu phong còn dám mắng cậu Hoàng sao? Đồ khốn nạn, cậu đúng là muốn chết mà. Ông Kha Phù giận dữ, muốn tiến lên thu thập Trịnh Hiếu Phong. Ông Kha Phù, ông Kha Phù, cầu xin anh đừng đánh, anh xem cậu ta bị đánh thành dạng gì rồi. Lăng Thanh Trúc khổ sở cầu xin ông Kha Phù. Thực ra ông Kha Phù rất cưng chiều Lăng Thanh Trúc, ông ta cũng biết Trịnh Hiếu Phong là cháu của Lăng Thanh Trúc, đương nhiên là không muốn làm khó Trịnh Hiếu Phong. Nhưng Trịnh Hiếu Phong tự mình tìm đường chết mà ngay cả cậu chủ nhà họ hoàng mà cũng dám mắng đây không phải là chê sống lâu thì là gì thanh chúc em đừng ngăn cản để anh xé nát miệng cậu ta ra ông kha phù nổi giận đùng đùng chừng trịnh hiếu phong trịnh hiếu phong khẽ chừng mắt mắng ông kha phù con mẹ nó ông là tên mập ngốc chết bầm chuyện này mọi người ở đây đều mơ hồ lá gan của trịnh hiếu phong cũng quá lớn rồi ngay cả ông kha phù mà cũng dám mắng ngay cả Hoàng Thiên đều bị Trịnh Hiếu Phong làm cho rung động, cậu chủ trịnh đúng là châu bò. Ông Kha Phú có thể chịu được sao? Ông ta đã lấy dao ra rồi. Trịnh Hiếu Phong không có ngốc, vừa thấy mọi chuyện không ổn, đột nhiên nhanh chân bỏ chạy, chạy ra khỏi kho hàng. Ông Kha Phú tức giận nổi trận lôi đình, đòi làm thịt tên Trịnh Hiếu Phong kia. Lăng Thanh Trúc vội vàng khuyên ngăn, cục diện vô cùng hỗn loạn. Hoàng Thiên thật sự có chút giở khóc giở cười, lúc này không nói gì bước ra khỏi kho hàng mới lái xe ra khỏi khu công nghiệp sa la lập tức gặp lâm ngọc an ở cửa hóa ra lâm ngọc an lo lắng cho hoàng thiên vẫn luôn không rời đi trương lan phượng và lâm huỳnh mai cũng không về nhà bọn họ sợ lâm ngọc an xảy ra chuyện gì đó cho nên ở đây đợi cô lúc này trịnh hiếu phong bị lâm ngọc an chặn lại cậu chủ trịnh hoàng thiên đâu đúng vậy cậu chủ trịnh sao tên phế vật kia không đi ra cùng anh Lâm Huỳnh Mai cũng hỏi. Trương Lan Phượng kéo cánh tay Trịnh Hiếu Phong, cậu chủ trịnh, không phải là cháu đồng ý cứu Hoàng Thiên ra sao? Anh họ cháu không gây khó dễ cho cháu chứ? Trịnh Hiếu Phong vốn định nói khoác rát thiếp vàng lên mặt mình, nhưng anh ta sợ ông Kha Phù đuổi theo ra đánh anh ta. Di à, Ngọc An, cháu đã đưa Hoàng Thiên ra rồi, mọi người cứ yên tâm. Trịnh Hiếu Phong ra vẻ bình tĩnh nói, sau đó chỉ Hoàng Thiên đang lái xe tới, nhìn xem, anh ta không sao rồi không cần cảm ơn cháu, cháu không vì tên phế vật này, cháu chỉ nề mặt ngọc an thôi. ôi trời cậu chủ trịnh, cháu quá lợi hại rồi. vừa rồi có rất nhiều xe lái vào, dì còn tưởng rằng hoàng thiên sẽ bị đánh chết ở bên trong. trương lan phượng vô cùng cảm động, cảm ơn trịnh hiếu phong. không nói nữa gì, dì nhanh đưa tên phế vật kia về đi. tính tình anh họ cháu rất kỳ lạ, lát nữa thay đổi thì sẽ gặp phiền phức. trịnh hiếu phong lừa dối xong, lập tức nhanh chóng lên xe rời đi. Hoàng Thiên lái xe tới, xuống xe nói, mẹ à, sao mọi người không trở về đi? Hừ, còn không phải vì cứu tên sao trổi cậu, Trương Lan Phượng trợn mắt. Mẹ, con không sao rồi. Tôi còn không biết cậu không sao à. Lần này may mà có cậu chủ trịnh cứu cậu, nếu không thì cậu sẽ phải chết ở đây. Trương Lan Phượng tức giận nói, sao chuyện này lại liên quan tới tên kia? Hoàng Thiên thật sự bội phục, còn bê trịnh Hiếu Phong kia cứu anh sao? có thể đừng nói khoác như vậy được không? Mẹ à, Trịnh Hiếu Phong đâu có ý tốt như thế, mẹ nghe ai nói anh ta cứu con. Hoàng Thiên bất đắc dĩ nói. Trương Lan Phượng vừa nghe thấy vậy thì tức điên lên, dùng ngón tay chọc vào chán Hoàng Thiên, lương tâm của cậu bị chó ăn rồi sao? Cậu chủ trịnh cứu cậu một mảng, cậu còn chết cũng không thừa nhận à? Lập tức đi theo tôi, đi mua quà trước, sau đó tới cửa cảm ơn cậu chủ trịnh đi. Chàng rể vô địch, Trương Lan Phượng càng nói càng tức, tức giận nhìn chầm chầm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đúng là khó lòng giải bày, anh cũng đoán được, vừa rồi nhất định là Trịnh Hiếu Phong nói gì đó với Trương Lan Phượng, còn là loại lật ngược phải trái, nếu không, Trương Lan Phượng đâu hiểu lầm anh như thế. Mẹ, con có thể đi ra là dựa vào chính mình, không có một chút liên quan nào tới Trịnh Hiếu Phong. Trong lòng Hoàng Thiên bực bội, giải thích với Trương Lan Phượng. Cậu câm miệng cho tôi, thật sự không ngờ tới ra mặt cậu lại dày tới vậy. Con người sống trên đời thì phải học cảm ơn, cậu chủ trịnh người ta đã cứu cậu, cậu còn không chịu thừa nhận. Đúng là việc chết còn cứng mỏ. Trương Lan Phượng Trừng Hoàng Thiên, thật sự vô cùng thất vọng đối với người con rể này. Lâm Huỳnh Mai cũng ngửi lạnh một tiếng, nhìn Hoàng Thiên nói, anh đúng là tự ti dẫn tới lòng tự trọng rất mạnh, thừa nhận người khác ưu tú hơn rất khó sao. Lần này may mà có cậu chủ trịnh, nếu không anh sẽ không ra ngoài được, có gì mà không thể thừa nhận. Đúng vậy, ngay cả tôi đều không nhìn nổi nữa, sao anh có thể dối trá như thế? Đỗ hành ở một bên cũng gật gù hát đệm. Thiếu chút nữa là Hoàng Thiên hộc máu, chuyện này cũng quá gài hàng rồi. Mấy người biết chuyện gì không mà đã kết luận linh tình. Được rồi đều đừng nói nữa, cho dù thế nào, Hoàng Thiên cũng là có ý tốt tới cứu Huỳnh Mai, điểm này con biết rất rõ. Lúc này Lâm Ngọc An lớn tiếng nói. Trương Lan Phượng biếu môi, ha ha, có ý tốt cũng phải làm thành chuyện tốt mới được, con xem bộ dạng cậu ta đi, đến đây có ích lợi gì. Thiếu chút nữa liên lụy cả mình vào. Đúng vậy chị, nếu không phải cậu chủ trịnh là em họ của trịnh Minh Nghĩa kia, hôm nay em và Đỗ Hành sẽ thảm rồi. Lâm Huỳnh Mai nghĩ lại mà sợ nói. Lâm Ngọc An không có cách nào biện giải giúp Hoàng Thiên, cô cũng biết sự thật bày ra ngay trước mắt, quả thực là trịnh hiếu phong đã giúp bọn họ hoàng thiên biết giải thích thế nào cũng vô dụng mình càng nói trương lan phượng sẽ càng tức giận được rồi được rồi cậu chủ trịnh lợi hại được chưa con đi trước hoàng thiên buồn bực nói một câu sau đó xoay người muốn lên xe trương lan phượng vừa thấy thái độ này của hoàng thiên lập tức tức giận cậu có thái độ gì đấy đứng lại cho tôi nhanh đi cảm ơn cậu chủ trịnh đi hoàng thiên đứng trước xe im lặng mấy giây sau đó không để ý tới trương lan phượng lên xe nhấn mạnh chân ga nhanh chóng rời đi nói cảm ơn trịnh hiếu phong sao hoàng thiên còn chưa đến mức phải làm vậy cho dù trương lan phượng tức giận hoàng thiên cũng không quan tâm được nhiều như vậy thích làm gì thì làm đi con xem bộ dạng của cậu ta kia đúng là tức chết mẹ rồi trương lan phượng vỗ ngực tức tới mức nghiến răng nghiến lợi được rồi mẹ huỳnh mai không có chuyện gì đã là may mắn lắm rồi chúng ta nhanh trở về đi. Lâm Ngọc An vội vàng khuyên. Trương Lan Phượng tức giận dậm chân, nhìn hướng Hoàng Thiên rời đi mắng, cậu giỏi thì đừng có mà trở về, thực sự tức chết tôi mà, cậu ta còn kiêu ngạo như thế. Hoàng Thiên lái xe đi dạo ở bên ngoài một vòng, sau đó trở về nhà. Vừa mới tiến vào nhà, anh đã cảm thấy tình hình không ổn lắm. Trương Lan Phượng trợn mắt nhìn anh, đây là chuyện nằm trong dự liệu, nhưng một nhà ba người Trần Giang tới đây, khiến Hoàng Thiên thật sự không ngờ đến. Chỉ thấy vẻ mặt Trần Giang lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên như nhìn kẻ thù. Trương Lan Phượng ôm cánh tay dựa vào cửa, vẻ mặt cũng âm trầm. Cha của Trần Giang là Trần Giang Hùng lúc này cũng nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Hoàng Thiên với vẻ khinh bỉ, thở dài. Cậu còn mặt mũi trở về à? Trương Lan Phượng giống như gà mẹ xù lông, xông tới véo Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết lại có chuyện, không cẩn thận còn bị đánh nữa. Mẹ, con lại làm sao vậy? Hoàng thiên bất đắc dĩ hỏi. Bảo cậu đi nói cảm ơn với cậu chủ trịnh, cậu sĩ diện sống chết không chịu gì, chuyện này còn chưa tính, nhưng vì sao cậu phải gài chị Giang cậu? Trương Lan Phượng nổi giận đùng đùng chất vấn Hoàng Thiên, giơ tay lên muốn tát Hoàng Thiên nữa. Lâm Ngọc An ở ngay bên cạnh Trương Lan Phượng, vội vàng giữ bà ta lại. Mẹ à, có chuyện gì thì từ từ nói, nhiều người ở đây như vậy, mẹ cho Hoàng Thiên chút mặt mũi đi lâm ngọc an vội la lên nể mặt cậu ta sao chính cậu ta không cần mặt mũi mẹ để mặt mũi cho cậu ta làm gì trương lan phượng hỏi lại lâm ngọc an sau đó hỏi hoàng thiên trần giang là chị họ của cậu vì sao cậu muốn gài hàng con bé hoàng thiên thật sự là đủ bị động hỏi trương lan phượng con lừa cô ta chuyện gì trương lan phượng vừa nghe những lời hoàng thiên nói thì ôm mặt chỉ vào hoàng thiên quát cậu còn giả vờ hồ đồ sao Ngày hôm qua cậu bảo lương mạnh bắc đuổi việc Đặng Nam, cậu cũng quá độc ác rồi đấy. Dù thế nào Đặng Nam cũng là anh rể tương lai của cậu, cậu khiến anh rể tương lai của mình mất chén cơm thì có lợi gì? Vì sao cậu phải làm chuyện như thế? Trương Lan Phượng càng nói càng tức, ước gì có thể đánh Hoàng Thiên một trận cho hả giận. Hoàng Thiên, cậu nói xem cậu là người sao? Đặng Nam mất công việc, lần này cậu hài lòng chưa? Trần Gian cũng đi tới, chỉ vào mũi Hoàng Thiên mắng hoàng thiên tôi không nói là cậu sai nhưng việc làm này của cậu quá bẩn thỉu rồi trần giang hùng cũng lên tiếng rất không hài lòng nhìn hoàng thiên nói tiếp tôi nghe trần giang nói cậu còn bảo trần giang gọi cậu là cha nếu cậu là cha con bé vậy tôi là gì hoàng thiên lập tức nghẹn lời cô ta một câu ông ta một câu hoàng thiên thành đối tượng bị mọi người chỉ trỏ không còn lời nào để nói à hoàng thiên tôi nói cho cậu biết hôm nay cậu không cho tôi câu trả lời hài lòng tôi sẽ không tha cho cậu. Trương Lan Hương quát, gì cả, chuyện này không như mọi người nghĩ đâu. Hoàng Thiên nhìn Trương Lan Hương nói, hừ, cậu còn nói, Trương Lan Hương không đợi Hoàng Thiên nói xong, lập tức ngắt lời anh. Hoàng Thiên cũng tức giận, nhìn Trương Lan Hương nói, gì còn để cho cháu nói hết không? Được rồi Lan Hương, bà đề cậu ta nói hết đi, tôi xem cậu ta định giải thích thế nào. Trần Giang Hùng tức giận nói. Hoàng Thiên không giải thích không được, cái biết gì cũng đội hết lên người anh, chuyện này tuyệt đối không thể nhìn. Đặng Nam nhận của nhà họ Vương 3 tỷ rưỡi, đưa công trình vốn thuộc về nhà họ Tô cho nhà họ Vương, cho nên anh ta bị đuổi việc, không oan chút nào. Hoàng Thiên cao giọng nói. Anh vừa nói xong, Trương Lan Hương sắp tức điên rồi, tên khốn nạn này, Đặng Nam nhận bao nhiêu tiền liên quan quái gì tới cậu. Cậu quản được sao, hơn nữa dự án công viên nước này là của cậu chủ Hoàng ở Hà Nội, Cậu chủ Hoàng không quản, cậu quản cái dám gì? Đúng vậy, cậu nói xem cậu là cái thá gì mà quản việc này? Nếu không thể nhẫn nại với người khác, chỉ làm hại người nhà mình mà thôi. Không phải là cậu ỷ vào tình nhân nhỏ bé Đường Lương Hạnh kia sao? Có phải ngày mai cậu sẽ tới bảo Đường Lương Hạnh sai bảo Lương Mạnh Bắc thu thập chúng tôi đúng không? Trần Giang chỉ trích Hoàng Thiên nói. Trương Lan Phượng vừa nghe tên Đường Lương Hạnh đã tức không chịu được, lúc này hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, cậu và Đường Lương Hạnh ở bên chàng rể vô địch nhau bao lâu rồi?" Nói. Hoàng Thiên không có bản lĩnh đấu võ mồm, đối mặt với nhiều cái miệng sắc bén như thế, anh lựa chọn không lên tiếng rồi. Quan trọng là cãi nhau với mấy người phụ nữ này, càng giải thích càng bị động. Trần Giang thấy Hoàng Thiên không nói, cô ta dũng cảm xông lên, nói với Trương Lan Phượng, "Dì hai, dì nghe cháu nói, hiện giờ không chỉ Đường Lương Hạnh đâu, Hoàng Thiên còn thông đồng với một cô gái khác nữa." trương lan phượng nghe thấy thế thì càng tức hỏi trần giang thật sao đương nhiên là thật bộ dạng của người phụ nữ kia còn rất xinh đẹp tên là tô lạc yến lần này là tô lạc yến này tranh công trình với nhà họ vương trần giang nói chẳng trách trương lan phượng gật đầu lại đi tới đá vào mông hoàng thiên một cái vì con hồ ly tinh kia mà cậu gài hàng người nhà mình như vậy sao ở bên ngoài thông đồng với một người còn chưa đủ cậu còn thông đồng với hai người sao Hoàng Thiên tức tới mức mặt đều đỏ lên, con mẹ nó, Tú Tài gặp binh, có lý mà không thể nói rõ. Mình thông đồng với hai người từ khi nào? Lâm Ngọc An thấy Hoàng Thiên không nói được một câu, cô cũng không khỏi hoài nghi. Phải biết rằng lời nói dối nói 10 lần cũng sẽ biến thành lời nói thật, Đường Lương Hạnh thông đồng với Hoàng Thiên đã bị Trần Giang nói nhiều lần rồi. Trần Giang thấy Hoàng Thiên bị mắng chửi chật vật như vậy, trong lòng cô ta có khoái cảm vì trả được thù nghĩ thầm rằng kẻ bất lực đáng đời nếu không có cậu ba tỷ rưỡi đã tới tay bà đây rồi lúc này trương lan hương nói với trương lan phượng lan phượng à trần giang và đặng nam mất ba tỷ rưỡi đặng nam còn mất đi công việc đều là chuyện tốt của con rể em em nói xem phải làm sao bây giờ đúng vậy lan phượng em phải cho bọn anh một câu trả lời thỏa đáng trần giang hùng cũng di tới trương lan phượng ước gì có thể lấy dao ra da băm hoàng thiên tên phế vật làm hỏng việc nhiều hơn là thành. Dự án công viên nước là của cậu chủ Hoàng ở Hà Nội, công trình do ai nhận thầu còn tới lượt cậu quản sao? Không phải là cậu có thể nói được Lương Mạnh Bắc sao, bây giờ cậu bảo Lương Mạnh Bắc khôi phục chức vụ của Đặng Nam, sau đó giao công trình cho nhà họ Vương làm. Trương Lan Phượng ra lệnh với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không chịu nổi mấy bà tám này, lúc này anh lớn tiếng nói, mẹ, gì cả, chị Giang, mọi người đã ép người quá đáng như vậy vậy con không ngại nói cho mọi người công trình giao cho người nào nhận thầu con thực sự quản được thực ra con là bốp không đợi hoàng thiên nói xong mặt đã bị trương lan phượng tát một cái nào 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 kế tiếp để tôi nói thay cậu cậu là cậu chủ hoàng ở hà nội đúng không trương lan phượng tức tới mức gương mặt trắng bệch chỉ vào mũi hoàng thiên giống lên ha 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 con mẹ nó cười chết tôi rồi trần giang không nhịn được bật cười cười đến mức không khép được miệng, đối với Hoàng Thiên, cô ta quả thật khinh bỉ đến cực điểm. Trương Lan Hương cũng rất vui vẻ, mặc dù ban đầu cũng tức sôi ruột, nhưng sau khi nghe thấy những lời Trương Lan Phượng nói, bà ta cũng không nhịn được mà bật cười. Trần Giang Hùng thì hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải nể mặt là thân thích với nhau, ông ta thật muốn ra tay đánh cho Hoàng Thiên một trận. Hi hi, anh rể à, xem ra sau này tôi phải nịnh nọt anh thật tốt nhỉ. Cậu chủ nhà họ Hoàng ở thành phố Hà Nội lại là anh rể của tôi cơ đấy. Ôi má ơi, nói ra chẳng phải sẽ hù chết đám bạn của tôi à. Lâm Huỳnh mai cười hì hì, đi đến vỗ bả vai của Hoàng Thiên, trêu ghẹo. Lâm Ngọc An không ngừng lắc đầu, đối với Hoàng Thiên, cô đã hoàn toàn thất vọng. Hoàng Thiên, anh đi đi, đối với anh, tôi đã không còn lời nào để nói nữa, lần trước anh cũng lên cơn điên một lần, tôi cho rằng anh gặp áp lực, cho nên tinh thần xảy ra vấn đề nhưng bây giờ tôi phát hiện ra, anh rất tỉnh táo, còn có thể trợn mắt nói dối như thế này. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, hiện tại cô cảm thấy trong lòng rất mệt mỏi. Ngọc An à! Hoàng Thiên vừa mới định nói cho Lâm Ngọc An biết, anh quả thật là cậu chủ nhà họ Hoàng ở thành phố Hà Nội. Nhưng đúng lúc này, Trương Lan Phượng lại vung mạnh tay phải lên, cho Hoàng Thiên một cái tát, nửa đoạn sau của những lời còn lại, Hoàng Thiên cứ thế nén lại. Mẹ à, vừa rồi Huỳnh Mai xảy ra chuyện, con còn chưa xin phép nghỉ đã đi ra ngoài, con phải quay lại công ty một chuyến, con đi trước đây." Lâm Ngọc An lên tiếng chào hỏi với Trương Lan Phượng một câu, sau đó ra khỏi nhà. Hiện tại trong lòng cô cảm thấy rất phiền muộn, khoảng thời gian gần đây, quan hệ giữa cô và Hoàng Thiên đã tốt hơn rất nhiều, thật không nghĩ đến, Hoàng Thiên lại là một con người dối trá như thế, nói năng bậy bạ lung tung. Còn là ở ngay trước mặt người một nhà Trần Giang, thật đúng là mất mặt. Ha ha ha. Lan Phượng à, thật sự chúc mừng em nhé, địa vị của cậu con rể này của em thật đúng là quá lớn, đủ để dọa chết người ta rồi đấy." Trương Lan Hương châm chọc nói. Trương Lan Phượng tức giận đến mức dạ dày đau, cảm giác thật sự mặt mũi ném sạch về đến tận nhà. "Chị à, chị đừng nói mọc em nữa, gia đình của Hoàng Thiên như thế nào, chị còn không biết ư? Cha của cậu ta là Hoàng Phúc Trường, ông ta cũng chỉ là một thứ hàng rách dưới mà thôi, cậu ta còn có một cô em gái nghèo túng mới lên đại học." ngay cả tiền học phí đều chẳng đóng nổi. Trương Lan Phượng nói với Trương Lan Hương. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Giang đổ chuông. Sau khi nghe máy, vẻ mặt của Trần Giang tỏ ra rất ngạc nhiên. Hi hi, gì hai à, một người bạn của cháu đang ở dưới nhà gì, cháu bảo anh ta lên thăm gì một xíu nhé. Trần Giang cười nói với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng gật đầu, nếu là bạn của cháu, cứ bảo cậu ta lên đây. Trần Giang cười vui vẻ, sau đó đi mở cửa. Không lâu sau, bên ngoài cửa xuất hiện một người thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục. Người thanh niên kia mặc rất chỉnh chu, thỏa đáng, tóc chân bóng, trong tay còn cầm theo không ít quà tặng quý giá. Chào mọi người, cháu là Vương Tử Tuyên, là bạn của Trần Giang. Vừa mới vào đến cửa, trên mặt của Vương Tử Tuyên đều là nụ cười, dáng vẻ rất tự tin, cũng rất hào phóng. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy Vương Tử Tuyên, anh quả thật là được mở rộng tâm mắt, Thằng nhóc này chạy đến đây làm gì? Lúc này Vương Tử Tuyên cũng nhìn thấy được Hoàng Thiên, anh ta nở một nụ cười khiêu khích với Hoàng Thiên. Hừ, Hoàng Thiên, anh là một phế vật, cậu chủ Vương tôi nhất định sẽ cầm được công trình đến tay. Trong lòng Vương Tử Tuyên âm thầm nghĩ như thế, cảm thấy có chút đắc ý. Anh Vương, để tôi giới thiệu cho anh một chút nhé, vị này chính là dì hai của tôi, Sơn Trang Cầm Viên là của dì ấy. Trần Giang vội vàng giới thiệu cho Vương Tử Tuyên biết chào gì hai, lần đầu gặp mặt, những món quà này, mong gì nhận cho. Trên mặt vương tử tuyên mang theo tươi cười, rất nịnh nọt đưa quà cho Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nhìn thoáng qua, trong lòng vui như nở hoa. Trong số những món quà mà vương tử tuyên mang đến, có một gốc nhân sâm tự nhiên mấy trăm năm, nếu như thứ này là thật, ít nhất cũng phải từ 350 triệu trở nên. Cậu vương quá khách sáo rồi, nhanh ngồi xuống đi. Vẻ mặt của Trương Lan Phượng hớn hở, nhiệt tình gọi Vương Tử Tuyên. Trong lòng Trần Giang cũng rất vui vẻ, bởi vì ngày hôm qua, Vương Tử Tuyên đã đến tìm cô ta, đồng ý không lấy lại số tiền 3 tỷ rưỡi mà trước đó đã đưa cho cô ta nữa, chỉ cần cô ta giúp đỡ kết nối với Trương Lan Phượng là được. Tất cả người của thành phố Bắc Ninh này đều biết, cậu chủ nhà họ Hoàng ở thành phố Hà Nội giúp đỡ xây dựng Sơn Trang Cầm Viên một cách vô điều kiện. Vương Tử Tuyên đưa ra kết luận, Trương Lan Phượng nhất định có quen biết với cậu chủ nhà họ Hoàng này dự án công viên nước kia là của cậu chủ nhà họ Hoàng, nếu như Trương Lan Phượng chịu nói một câu, như vậy cậu chủ nhà họ Hoàng kia nhất định sẽ đem dự án đó đưa cho nhà họ Vương, đến lúc đó lời nói của Lương Mạnh Bắc cũng chẳng là gì cả. Không thể không thừa nhận, Vương Tử Tuyên này rất có tâm cơ. Trần Giang vì số tiền 3 tỷ dưới kia, cô ta đương nhiên sẵn lòng xuất lực giúp đỡ cho Vương Tử Tuyên, lần này đến nhà Trương Lan Phượng, một mặt là lên án Hoàng Thiên cho hả giận, quan trọng nhất vẫn là giúp vương tử tuyên đi cửa sau. Dì hai, anh vương đây đã đồng ý, chỉ cần dì chịu nói với anh hoàng một tiếng, đem một phần của công trình dự án công viên nước kia cho nhà họ vương làm, anh vương đây nhất định sẽ cho dì 3 tỷ rưỡi tiền uống trà nước. Trần Giang trực tiếp tung ra đòn sát thủ. quả nhiên trương lan phượng dao động. mấy năm nay cuộc sống của bà ta trôi qua rất gian nan, hơn nữa sơn trang cầm viên còn chưa mở bán, bà ta thật sự rất thích số tiền 3 tỷ rưỡi này. Thế nhưng ngay cả dáng vẻ của cậu chủ nhà họ Hoàng ở Hà Nội như thế nào, Trương Lan Phượng còn không biết, bà ta giúp Vương Tử Tuyên kiểu gì đây? Khổ khổ, Trần Giang à, dì hai cũng muốn giúp cậu Vương đây nói một tiếng lắm, nhưng dì thật sự không biết cậu chủ nhà họ Hoàng đó ở đâu, cũng không liên lạc được. Trương Lan Phượng lúng túng nói. Trần Giang nghe xong cười nói, thôi đi dì hai, ai cũng biết chuyện cậu chủ nhà họ Hoàng kia thích Ngọc An, sớm muộn gì cũng là con rể của dì, chẳng lẽ gì còn không liên lạc được à? Đúng thế gì hai, gì đừng khiêm tốn nữa, hơn nữa, cho dù gì không liên lạc được thì Lương Mạnh Bắc nhất định có thể liên lạc được, hay là gì đi tìm Lương Mạnh Bắc, để ông ấy giúp gì liên lạc với cậu chủ nhà họ Hoàng kia. Vương Tử Tuyên cho Trương Lan Phượng một chủ ý. Trương Lan Phượng nghe xong cười nói, được rồi. Sau đó lại nhìn thoáng qua Hoàng Thiên đang ở một góc, lạnh lùng nói, này, chẳng phải cậu quen biết với Lương Mạnh Bắc à? cậu hẹn giúp tôi tối nay tôi muốn mới chủ tịch lương ăn cơm hoàng thiên nhìn đám người này đang tìm tòi nghiên cứu về cậu chủ nhà họ hoàng trong lòng thật sự vừa bực mình lại vừa buồn cười mẹ à mẹ mời chủ tịch lương ăn cơm cũng vô dụng thôi ông ấy cũng không thể nói cho mẹ biết cậu hoàng kia ở đâu hoàng thiên lắc đầu nói trương lan phượng nghe xong lập tức trợn trừng mắt làm sao cậu biết chủ tịch lương sẽ không nói cho tôi biết chứ hư Cậu chủ nhà họ Hoàng kia thích Ngọc An như thế, hiện tại chỉ ước gì có thể lấy lòng được tôi đấy. Chủ tịch Lương nhất định cũng biết chuyện này, ông ta dám không nghe lời tôi à. Trần Giang nghe đến đây, cô ta đứng chống lạnh nói, đúng thế, anh thật sự cho rằng đường Lương Hạnh kia là vãn năng à. Anh nói xem Lương Mạnh Bắc nghe lời cậu chủ nhà họ Hoàng hay là nghe theo đường Lương Hạnh. Trương Lan Phượng nghe thấy Trần Giang nói như vậy, trong lòng bà ta càng thêm có niềm tin. Tối hôm nay, nếu như mời được lương mạnh bắc đến bà ta nhất định có thể thăm dò được cậu chủ nhà họ hoàng đang ở đâu đây chính là việc cho dù bà ta nằm mơ cũng nghĩ đến cậu chủ nhà họ hoàng ở thành phố hà nội nếu người này trở thành con rể của bà ta ôi trời ơi đây thật đúng là một bước lên mây nghĩ đến những thứ này trương lan phượng lập tức không kìm nén được hưng phấn trong lòng được hay không cũng nói một câu gì đi thật đúng là vô dụng nếu như cậu không làm được tự tôi cũng có thể hẹn được chủ tịch lương ra ngoài Trương Lan Phượng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên rồi nói. Hoàng Thiên giang tay ra, nói, "Mẹ tự hẹn đi, con phải đi đón Ngọc An Tan làm." Sau khi nói xong, ngay cả một giây Hoàng Thiên cũng không muốn ở lại căn nhà này nữa, đám người này thật đúng là buồn cười, cứ để bọn họ nằm mơ giữa ban ngày đi. Nào ngờ anh vừa mới bước đi, Vương Tử Tuyên đã đuổi đến, chặn Hoàng Thiên lại, "Ha ha ha, tôi nói này, tên đàn ông ăn bám kia, anh cho rằng mình rất trâu bò à?" hoàng thiên nhìn thoáng qua vương tử tuyên đối với thằng cha này anh thật đúng là cạn lời chó ngoan không cản đường tránh ra con khốn tô lạc yến kia thật đúng là mắt mù lại tìm anh làm chỗ dựa ha 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 cứ chờ xem sau tối hôm nay nói cho cùng tất cả dự án đó vẫn là của nhà họ vương tôi có phải anh rất buồn bực hay không ha 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 vương tử tuyên cười rất đắc ý rất đáng đánh đòn nhìn hoàng thiên hoàng thiên cũng mỉm cười võ bà vai của vương tử tuyên anh Vương à, cho dù anh có tính toán tỉ mỉ đến thế nào, anh cũng không lấy được dự án đó đâu. Ha ha ha, thật đúng là nực cười, có sự giúp đỡ của mẹ vợ anh, anh Hoàng kia sẽ đích thân đem dự án đó giao cho tôi làm, nói không chừng còn cho thêm một vài hạng mục khác đấy. Vương Tử Tuyên rất tự tin. Ha ha ha. Hoàng Thiên cười một tiếng, lười phải tranh luận với Vương Tử Tuyên, lách qua anh ta, đi xuống lầu. Hừ, anh cứ chờ mất mặt trước Tô Lạc Yến đi. Thật đúng là phế vật. Vương tử tuyên hung giữ mắng một câu, hung hung hổ hổ đi về nhà. Lúc này, trong công ty Nguyên Đạt, Lâm Ngọc An vừa mới đến công ty, lập tức đã chạm mặt người lãnh đạo trực tiếp của mình là Trương Ngọc Huyền. Vừa nhìn thấy Trương Ngọc Huyền, trong lòng của Lâm Ngọc An có hơi chuột dạ. Vì muốn đi cứu Lâm Huỳnh Mai, ngay cả việc xin nghỉ, cô cũng chưa kịp làm đã rời khỏi công ty, hiện tại cô thật sự sợ Trương Ngọc Huyền đến tìm mình gây phiền phức trương ngọc huyền lắc mông đi đến nhìn thấy lâm ngọc an quay lại trong lòng cô ta vô cùng tức giận lần trước hoàng thiên để lương mạnh bắc tìm tổng giám đốc của công ty nguyên đạt tàn nhẫn phê bình trương ngọc huyền một trận để cho sau này cô ta không đi tìm lâm ngọc an gây chuyện nữa làm cho trương ngọc huyền rất khó chịu từ đó về sau trương ngọc huyền cũng dám làm khó xử lâm ngọc an nữa nhưng hai ngày này không giống thế hiện tại trương ngọc huyền rất kiêu căng cô a câu được đại ca xã hội đen hiện tại ngay cả tổng giám đốc cũng không dám chọc giận cô ta lâm ngọc an buổi chiều hôm nay cô chạy đi đâu chơi thế trương ngọc huyền chỉ thẳng vào mặt lâm ngọc an để trách mắng lâm ngọc an cảm thấy hơi ngoài ý muốn làm sao trương ngọc huyền lại đột nhiên hung dữ như vậy đúng lúc mấy đồng nghiệp trong công ty đi ngang qua tất cả đều đứng lại nhìn chuyện xảy ra ở bên này phó chủ tịch trương em gái tôi xảy ra chút chuyện cho nên tôi không kịp đến xin cô nghỉ Lâm Ngọc An giải thích. Em gái cô xảy ra chuyện gì mà phải vội vã như thế, phá thai à? Phó Chủ tịch Trương, sao cô có thể nói như vậy được chứ? Tôi nói thế thì sao? Ha ha ha, đồ ti tiện nhà cô, mấy ngày nay cô rất vai đúng không? Còn tìm ông chủ của công ty đến chèn ép tôi hả? Trương Ngọc Huyền nói xong, một tay túm tóc của Lâm Ngọc An, giơ tay lên, cho Lâm Ngọc An hai bà tai. Hai má của Lâm Ngọc An, Tất cả đều là dấu tay của Trương Ngọc Huyền. Cảm giác trên mặt nóng rát, trong lòng Lâm Ngọc An vô cùng ấm ức. Ngày thường Trương Ngọc Huyền này không thiếu lần ức hiếp cô, những ngày này, cuộc sống của cô vừa mới khá hơn một xíu, nào ngờ hôm nay, Trương Ngọc Huyền lại một lần nữa ức hiếp cô. "Trương Ngọc Huyền, cô quá đáng rồi đấy." Lâm Ngọc An nói. "Quá đáng ư? Ha ha ha, tôi chính là quá đáng đấy, cô có thể làm như thế nào?" Trương Ngọc Huyền cười khẩy trong lòng lại vô cùng sung sướng. Trong lòng cô ta nghĩ thầm, đồ hồ ly tinh nhà cô, trong công ty này, cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất, khiến cho đám đàn ông không nhìn tôi, bà đây chính là đánh cô đấy. Lâm Ngọc An biết gần đây Trương Ngọc Huyền quen biết được một chỗ dựa vững chắc, còn là đại ca xã hội đen nữa, người này rất độc ác. Đúng là có chỗ dựa vào, cho nên Trương Ngọc Huyền mới càng thêm không chút nào kiêng kỳ như thế. Còn cô có thể dựa vào ai đây? dựa vào hoàng thiên ư căn bản không được việc gì trong lòng lâm ngọc an cảm thấy vô cùng khổ sở biết mình không thể trêu vào trương ngọc huyền cô chuẩn bị đi về chỗ bàn làm việc cô dùng ánh mắt gì nhìn tôi đấy ngay lúc lâm ngọc an sắp đi trương ngọc huyền lại đuổi theo phó chủ tịch trương cô còn có việc gì nữa à lâm ngọc an đè nén lửa giận nếu như trương ngọc huyền lại đánh cô cô chỉ có thể đánh trả lại Trương Ngọc Huyền thật đúng là không có ý định buông tha cho Lâm Ngọc An, cô ta cười mỉa, tôi cho cô đi chưa? Tôi còn chưa dạy dỗ cô xong đâu. Đúng lúc này ông chủ Phùng Sơn nghe thấy tiếng chạy đến, ngăn cản Trương Ngọc Huyền. Lúc này, Trương Ngọc Huyền căn bản không để Phùng Sơn vào mắt, cô ta nhìn Phùng Sơn rồi nói, ông chủ à, ông còn muốn che chở cho con khốn này ư? Trong lòng Phùng Sơn tức giận không thôi, lần trước lương mạnh bác đã chào hỏi qua với ông ta, để ông ta quan tâm đến Lâm Ngọc An. Ông ta nào dám không cho lương mạnh bắc mặt mũi chứ? Nhưng hiện tại cái cô Trương Ngọc Huyền này đã thành tinh, Phùng Sơn thật sự không dám chọc giận cô ta. Ngọc Huyền à, có chuyện gì thì bỏ qua đi, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, cô cũng đã đánh cô ấy rồi, để cô ấy đi thôi. Phùng Sơn mỉm cười khuyên nhủ. Ông tránh sang một bên đi, tôi đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt rồi, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cô ta một bài học. Trương Ngọc Huyền nói xong, Cô ta lại vung tay lên cho Lâm Ngọc An một bạt tai. Mắt Lâm Ngọc An rưng rưng, trước mặt nhiều người như vậy, cô cứ như thế bị đánh, trong lòng cô rất khó chấp nhận, che mặt xông ra ngoài công ty. Trương Ngọc Huyền ở phía sau châm chọc khiêu khích, ha ha ha, để tôi xem cô có thể trốn đến khi nào chứ, có giỏi thì đừng đi làm. Lâm Ngọc An đưa tay lau nước mắt, đi đến trước cửa công ty. Nhìn thấy Hoàng Thiên đã đi đến đón cô, trong lòng của cô không biết là tư vị gì không thể trông cậy vào ông xã của mình được trương ngọc huyền quen biết người đàn ông trong xã hội đen hoàng thiên là người không quyền không thế có thể chọc vào người ta sao vừa muốn tránh mặt hoàng thiên không ngờ hoàng thiên đã xuống xe ngọc an làm sao không lên xe hoàng thiên nghi hoặc nhìn lâm ngọc an lâm ngọc an cúi đầu sợ hoàng thiên nhìn thấy dấu tay trên mặt của mình thế nhưng hoàng thiên vẫn phát hiện ra anh vén tóc của lâm ngọc an lên vô cùng khiếp sợ trên mặt vợ anh đều là dấu tay rõ ràng là bị người ta tát bản thân mình chịu bị mẹ vợ tát còn chưa tính tốt xấu gì cũng nể mặt bà xã là lâm ngọc an anh có thể nhịn nhưng vợ mình bị người ta đánh hoàng thiên không thể nhịn được người nào đánh hoàng thiên hỏi lâm ngọc an nước mắt của lâm ngọc an rơi xuống nhìn thoáng qua hoàng thiên rồi nói tôi không sao chúng ta về nhà thôi về nhà sao em đã bị đánh thành ra như thế này rồi còn về nhà ư hoàng thiên đau lòng nói không sao đâu ngủ một giấc là ổn thôi không được em là vợ của hoàng thiên anh ai dám động đến em tôi muốn kẻ đó sống không bằng chết ánh mắt của hoàng thiên giống như có thể phun ra lửa hiện tại anh đã thật sự nổi giận nhìn thấy lúc này trên người hoàng thiên tỏa ra khí thế sắc bén lâm ngọc an sợ ngây người cô phát hiện ra lúc này hoàng thiên giống như biến thành một người khác vậy khiến cho cô cảm thấy xa lạ kẻ vô dụng trong miệng mọi người lúc này đây lại vì cô, thế mà trở thành một người đàn ông hung dữ và khí thế như vậy. Trái tim của con người đều là máu thịt, trong lòng Lâm Ngọc An trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô biết Hoàng Thiên thật lòng yêu mình, mà bản thân cô lại chưa từng thật sự nhìn người đàn ông này lấy một lần. Ông xã, cảm xúc ấm ức và cảm động cùng nhau sông lên đầu, Lâm Ngọc An không kìm nén được phần dịu dàng trong lòng nữa, không nhịn được, ôm chặt lấy Hoàng Thiên. Cái ôm này, Cơ thể của Hoàng Thiên giống như bị điện giật vậy, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hơn 3 năm, đây là người phụ nữ mà anh vẫn luôn yêu, lần đầu tiên gọi anh một tiếng ôm xã. Không dễ dàng, quá khó khăn. Hoàng Thiên kích động đến mức muốn khóc, anh ôm cơ thể mềm mại thơm mát của Lâm Ngọc An, cảm nhận được hương thơm thoang thoảng trên tóc của cô, Hoàng Thiên hoàn toàn say mê trong đó. Đây chính là lần đầu tiên anh và vợ mình tiếp xúc thân mật như thế. Lâm Ngọc An tựa vào trên vai Hoàng Thiên Hòa khóc, từ lần trước mẹ ép buộc cô ly hôn với Hoàng Thiên, cô đã ý thức được, chính mình thật sự vĩnh viễn không thể rời bỏ người đàn ông này. Cô còn chưa chắc chắn liệu mình có thật sự yêu Hoàng Thiên hay không, nhưng nghĩ đến việc phải vĩnh viễn rời khỏi Hoàng Thiên, trong lòng cô sẽ cảm thấy đau đớn, một loại cảm xúc không nói rõ ra được. Euro ó lẽ là lâu dài sinh tình. Trong lòng Lâm Ngọc An cảm thấy rất loạn, nhưng cô cũng phát hiện ra, cái ôm của Hoàng Thiên rất ấm áp bả vai của anh dày rộng, rất có cảm giác dựa vào. Một lúc lâu sau, Lâm Ngọc An mới từ trong ngực của Hoàng Thiên đi ra. Chúng ta về nhà thôi, nghe lời tôi. Lâm Ngọc An nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, dịu dàng nói. Trong lòng Hoàng Thiên thật sự vô cùng kích động, cho dù là ai xem thường anh, chế diêu anh, anh đều có thể chịu đựng được. Chỉ cần bà xã yêu quý của anh có thể thật sự tiếp nhận anh, những thứ đó có đáng là gì chứ? thế nhưng khi nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt lâm ngọc an lửa giận trong lòng hoàng thiên lại một lần nữa dâng lên chuyện gì đều có thể nghe em nhưng riêng chuyện này thì không được hoàng thiên bá đạo nói sau đó lôi kéo tay lâm ngọc an đi về phía công ty nguyên đạt anh làm gì thế nghe lời tôi đừng vào trong đó làm gì trương ngọc huyền quen biết với một người đàn ông rất lợi hại anh không thể trêu chọc vào anh ta đâu lâm ngọc an nóng nảy nói với hoàng thiên trong lòng hoàng thiên nóng lên Xem ra, Lâm Ngọc An vẫn rất lo lắng cho anh. Trên đời này, chẳng có ai là Hoàng Thiên tôi không chọc nổi. Hoàng Thiên mỉm cười, trên mặt mang theo nụ cười tự tin nhìn Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An ngây ngẩn cả người, chẳng biết vì sao, hiện tại đối với Hoàng Thiên, cô rất có lòng tin. "Ôi chao, còn dám quay lại cơ đấy? Có phải muốn tôi thưởng thêm cho cô mấy cái tát không?" Trương Ngọc Huyền đứng ở cửa công ty, cười nhạo nhìn Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An không nói gì, cô cũng không biết tiếp theo Hoàng Thiên sẽ làm chuyện này ầm đến mức nào, chỉ hy vọng có thể giàn xếp ổn thỏa. Hoàng Thiên biết Trương Ngọc Huyền này, anh cũng biết Trương Ngọc Huyền vẫn luôn ức hiếp vợ mình. Xem ra Lương Mạnh Bắc giải quyết việc này không có hiệu quả, vậy thì được rồi, chính bản thân anh sẽ tự mình ra tay giải quyết. Sắc mặt của Hoàng Thiên âm trầm, buông tay Lâm Ngọc An ra, nhanh chóng đi đến chỗ Trương Ngọc Huyền. Đúng lúc này, Lâm Ngọc An nhận được một cuộc điện thoại. Ngọc An à, con nhanh về nhà đi, mẹ có một chuyện quan trọng muốn nói cho con biết, cậu Vương đã đồng ý cho chúng ta 3 tỷ rưỡi. Ha ha ha. Đúng rồi, mẹ và mấy người chị Trần Giang của con đã mời Lương Mạnh Bắc tối nay ăn cơm. Con nhớ coi chừng Hoàng Thiên đấy nhé, đừng để cậu ta chạy lung tung. Buổi tối hôm nay, ở trước mặt Lương Mạnh Bắc, mẹ muốn biết rốt cuộc Hoàng Thiên và Đường Lương Hạnh kia có quan hệ gì hay không. Lâm Ngọc An nghe thấy thế thì lập tức nhíu mày. Cô cũng không biết anh Vương kia là ai, càng không biết tại sao anh ta phải hứa cho mẹ cô 3 tỷ rưỡi. Mắt thấy Hoàng Thiên sắp xảy ra xung đột với Trương Ngọc Huyền, làm sao Lâm Ngọc An còn có thời gian suy nghĩ đến những thứ này. "Mẹ à, buổi tối nói sau nhé, con cúp máy trước đây." Lâm Ngọc An cúp điện thoại, lo lắng đi theo sau lưng Hoàng Thiên. Lúc này, ở dưới đại sảnh tầng 1 của công ty Nguyên Đạt đã có không ít người tụ tập. Mặt mày của tổng giám đốc Phùng Sơn xám xịt, trong lòng hận trương ngọc huyền đến thấu xương nhưng ông ta lại không dám lên tiếng bởi vì trương ngọc huyền quen biết với xã hội đen không phải là người ông ta có thể trêu chọc vào trương ngọc huyền nhìn hoàng thiên đi đến cô ta nhất thời cười nhạo cười đến đau cả bụng ha 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 tôi còn tưởng là ai chứ hóa ra là tên phế vật ăn bám đến đây ánh mắt trương ngọc huyền châm chọc nhìn hoàng thiên sau đó cô ta tiếp tục chế giễu tôi nói này tên đàn ông vô dụng kia anh đến đây làm gì muốn ra mặt cho vợ mình à. Hoàng thiên nhìn Trương Ngọc Huyền này, trong lòng không kìm nén nổi lửa giận. Thường nói đàn ông tốt không so đo với phụ nữ, thế nhưng rơi vào tình huống này thì sao, hiện tại Hoàng thiên chỉ muốn đánh người phụ nữ tỷ tiện này. Là cô đánh Ngọc An đúng không? Hoàng thiên đi đến trước mặt Trương Ngọc Huyền, lạnh lùng hỏi một câu. Trương Ngọc Huyền bật cười một tiếng, rất hả hê chỉ vào mắt Hoàng thiên rồi nói, ôi chao, mọi người nhanh đến đây mà xem, thằng quát con vô dụng này còn dám đến chất vấn tôi đấy. Đúng thế, là tôi đánh con khốn Lâm Ngọc An đấy, anh có thể làm gì tôi chứ? Trương Ngọc Huyền càng nói lại càng hưng phấn, dưới cái nhìn của cô ta, Hoàng Thiên Chính là một tên phế vật điển hình, là loại người ở rể ăn bám thì có năng lực gì chứ? Sao nào, còn không phục à? Nhìn xem anh hoảng sợ thành dáng vẻ gì rồi kia, còn dám chạy đến chất vấn bà đây. Trương Ngọc Huyền chỉ vào Hoàng Thiên, cười rất ngông cuồng, vợ anh là do tôi đánh đấy anh có thể làm gì được tôi chứ tôi còn nói cho anh biết tôi đánh vợ anh đến nghiện rồi sắp tới ngày nào tôi cũng sẽ đánh cô ta mấy phát nếu như anh không biến đi ôi sẽ cho anh một cái tát những nhân viên của công ty nguyên đạt đứng đây vây xem nhìn thấy tình hình này tất cả đều nhỏ giọng bàn tán chồng của lâm ngọc an thật đúng là hèn nhát bị người ta mắng như thế này vậy mà còn có thể nhịn được đúng thế đúng thế xem ra là một tên đàn ông ở rể chẳng có tương lai gì, một chút tính khí cũng không có. Hai, cái cô Trương Ngọc Huyền này quá ức hiếp người khác, Lâm Ngọc An thật đáng thương. Mấy nhân viên nữ xuống lại bàn tán, nhưng không dám lớn tiếng, bởi vì bọn họ sợ bị Trương Ngọc Huyền nghe thấy được. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ phách lối của Trương Ngọc Huyền, anh đã sớm không kìm nén được lửa giận. Đánh vợ của anh, lại còn la hét om sòm như thế. Hôm nay, nếu như anh không cho cô ta một bài học khó quên sau này chẳng phải vợ anh còn bị cô ta tiếp tục bắt nạt à hoàng thiên nghĩ đến chuyện này cơn giận lại xông lên đầu anh đi lên tát bốn cái lên mặt trương ngọc huyền dưới cơn tức giận bốn cái tát này đánh thật đúng là đủ nặng làm cho trương ngọc huyền la hét thảm thiết che mặt lùi về sau mấy bước chính bản thân cô ta cũng không nghĩ đến hoàng thiên lại dám đánh mình cô ta tức giận mắng con mẹ nó một người đàn ông lại đi đánh phụ nữ anh có biết xấu hổ không? Phụ nữ thì sao chứ? Loại người phụ nữ như cô chính là đáng ăn đòn." Hoàng Thiên quát to một tiếng, sau đó đi lên, đá vào bụng của Trương Ngọc Huyền một cái. "Ôi mẹ ơi!" Trương Ngọc Huyền bị đạp một cái, cô ta không ngừng kêu lên, đặt mông ngồi bên trong bồn hoa. Tất cả mọi người ở chỗ này đều khiếp sợ không thôi, chẳng ai có thể nghĩ tới, quả ớt cay Trương Ngọc Huyền nổi danh trong công ty, thế mà bị đánh thành dáng vẻ này lúc mới bắt đầu trong lòng lâm ngọc an vô cùng cảm động bởi vì người đàn ông của cô cuối cùng cũng mạnh mẽ một lần cô cũng biết hoàng thiên giận dữ như vậy tất cả đều vì anh yêu thương cô cho nên trong lòng cô càng thêm cảm động hoàng thiên bỏ đi đừng làm lớn chuyện lâm ngọc an lo lắng kéo tay hoàng thiên khuyên anh nên dừng lại sau khi hoàng thiên đánh trương ngọc huyền lửa giận trong người anh giảm đi một xíu lúc này bình tĩnh hơn không ít nói gì thì nói Đối phương chính là phụ nữ, Hoàng Thiên không định ra tay hung ác. Thật không nghĩ đến, Trương Ngọc Huyền đứng lên, chỉ vào Hoàng Thiên rồi mắng, "Con mẹ nó Hoàng Thiên, anh dám đánh tôi như thế, anh chờ đó cho tôi, hôm nay tôi không tìm người chơi chết anh, tôi không phải là Trương Ngọc Huyền." Cơn giận còn sót lại trong lòng Hoàng Thiên còn chưa biến mất, gặp người đàn bà tranh chua kia còn la hét om sòm, làm sao Hoàng Thiên có thể chiều cô ta cho được. Miệng của cô thật đúng là ti tiện. Hoàng Thiên xông lên tát cô ta một cái, Trương Ngọc Huyền trực tiếp ngã xuống đất. Phụt, Trương Ngọc Huyền há miệng, hộp ra một ngụm máu tươi, trong đó còn có lần một chiếc răng. Hu hu hu, anh chờ đó cho tôi. Trương Ngọc Huyền khóc sướt mướt lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, anh Huy, anh nhanh đến đây đi, em bị người ta đánh dụng cả răng rồi, nếu anh còn không đến đây, có lẽ anh không còn nhìn thấy em nữa đâu. Em đang ở công ty, anh đến đây nhanh lên, dẫn theo nhiều người đến nhé. Sau khi khóc lóc kể lể xong, Trương Ngọc Huyền cúp điện thoại, đứng dậy chừng mắt với Hoàng Thiên. Tuy cô ta hận Hoàng Thiên đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này Trương Ngọc Huyền không dám chửi măng nữa. Phùng Sơn đứng ở bên nhìn tất cả, ông ta gấp đến mức đổ mồ hôi lạnh. Hai bên xung đột, ông ta đều không đắc tội nổi. Lâm Ngọc An là người được Lương Mạnh Bắc chỉ thẳng tên họ muốn ông ta quan tâm hơn. Về phần Trương Ngọc Huyền này, gần đây cô ta quen biết anh Huy, người này là một nhân vật hung dữ phùng sơn không dám chọc chồng của ngọc an à cậu nhanh dẫn vợ mình chạy đi một lát nữa anh huy kia đến thì xong đời đấy phùng sơn khẩn trương đi đến trước mặt hoàng thiên khuyên nhủ hoàng thiên nhanh chạy đi còn có mấy người muốn đến đây khuyên nhủ nhưng nhìn thấy dáng vẻ của trương ngọc huyền bọn họ lại không dám đến phùng sơn nếu như ông dám thả bọn họ đi một lát nữa anh huy đến đây tất cả món nợ đều tính lên đầu ông Trương Ngọc Huyền tức đến phát điên, chỉ vào Phùng Sơn rồi mắng. Trong lòng Phùng Sơn cũng rất tức giận, tốt xấu gì thì ông ta cũng là ông chủ của Trương Ngọc Huyền, trên đời này có ông chủ nào ấm ức như ông ta không? Bị nhân viên của mình chỉ thẳng vào mặt mắng chửi. Được rồi, được rồi, tôi mặc kệ là được chứ gì. Dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi. Phùng Sơn tìm cho mình một lối thoát, tránh qua một bên. Lúc này Lâm Ngọc An rất lo lắng, Hoàng Thiên có năng lực gì Cô là người rõ ràng nhất. Một lúc nữa, nếu anh Huy kia thật sự đến đây, chẳng phải Hoàng Thiên sẽ bị người ta đánh chết à? "Nhanh cùng tôi về nhà, anh nghe lời đi." Lâm Ngọc An lại kéo tay Hoàng Thiên, muốn dẫn anh rời khỏi nơi này. "Lâm Ngọc An, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, nếu bây giờ cô dám trốn, ngày mai tôi nhất định sẽ rạch mặt cô." Trương Ngọc Huyền kêu lên, uy hiếp Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên dịu dàng nói với Lâm Ngọc An: có tôi ở đây, em không cần phải sợ gì cả. Hả? Lâm Ngọc An hơi hé miệng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Thiên, cô thật sự không thể tin những điều trước mắt là sự thật. Một Hoàng Thiên trầm ổn tự tin, mang đến cho người ta một cảm giác an toàn như vậy, lại chính là ấn tượng của Hoàng Thiên rong cô ư. Mấy phút trôi qua, đột nhiên có một chiếc xe màu vàng lái đến, két một tiếng, dừng lại trước cửa công ty. Cửa xe mở ra, trong nháy mắt có bảy, tám người đàn ông trên tay cầm gậy từ trong xe đi xuống. Dẫn đầu là một người đàn ông đầu chọc khoảng 30 đến 40 tuổi, chán bóng loáng, mặc áo sơ mi hoa, gương mặt hung ác. Ngọc Huyền, là kẻ nào không có mắt dám đánh em? Em không nói tên của anh cho kẻ đó biết à? Anh Huy vội vàng đi đến cạnh Trương Ngọc Huyền, rất có khí thế. Trương Ngọc Huyền nhìn thấy anh Huy đến, giống như nhìn thấy người thân, cô ta nhanh chóng nhào vào trong ngực anh Huy kia. Anh Huy, em đã nói tên của anh ra rồi nhưng tên ngu ngốc này lại nói anh huy là tên chó chết nào chứ anh huy à anh nhất định phải làm chủ cho em đấy anh huy nghe xong những lời trương ngọc huyền nói nhất thời tức giận đến sôi máu con mẹ nhà nó dám mắng ông đây là chó chết tên ngu ngốc đó ở chỗ nào anh huy thở hổn hển mắng phùng sơn trốn ở trong một góc ngay cả thở cũng không dám thở mạnh ông ta biết anh huy này hung dữ đến mức nào Mấy đồng nghiệp của Lâm Ngọc An cũng không dám lên tiếng, tất cả bọn họ đều biết Hoàng Thiên sắp xui xẻo rồi, lần này anh Huy nhất định sẽ xé xác anh. Anh Huy, chính là cái tên ngu ngốc này đã đánh em. Trương Ngọc Huyền lôi kéo anh Huy đi đến gần Hoàng Thiên, cô ta đưa tay chỉ vào Hoàng Thiên rồi nói, tên khốn kiếp này, anh nhanh chóng quỳ xuống đất, dập đầu 10 cái, sau đó lại tự tát mình 100 cái, nếu không, tôi sẽ bảo anh Huy phế anh đi. Lúc này Hoàng Thiên không để ý đến dáng vẻ miệng đầy máu của Trương Ngọc Huyền, anh nhìn người được gọi là anh Huy ở trước mặt. Nhìn thế nào cũng thấy tên đầu chọc này có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó. Kỳ lạ là, sau khi anh Huy kia nhìn thấy rõ dáng vẻ của Hoàng Thiên, mắt anh ta trợn to hơn cả mắt trâu. Anh nhìn gì thế, anh biết tôi à? Hoàng Thiên tức giận hỏi một câu. Trên trán anh Huy chảy đầy mồ hôi lạnh, anh ta nhận ra, đây chẳng phải là ngài Hoàng kia à? Thành phố Bắc Ninh này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, anh Huy này là người cùng lăn lộn với Lã Việt, xem như là thành phần nòng cốt dưới tay Lã Việt. Lúc Lã Việt dẫn theo người giúp Hoàng Thiên giải vây, anh Huy này cũng đi theo, cho nên anh ta biết rõ ngài hoàng trước mặt này có thân phận cao quý đến mức nào. Ngay cả người có thân phận cao như Lã Việt và ông Kha phù, lúc gặp mặt ngài hoàng đều phải khom lưng nói chuyện, vậy thân phận của ngài hoàng này khủng bố đến mức nào chứ? Anh Huy chẳng phải kẻ ngu, đương nhiên hiểu rõ đạo lý trong này. Ngài, ngài hoàng, thì ra là cậu à? Anh Huy hoảng sợ, không còn khí thế muốn chém muốn giết như trước đó nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ bị biểu hiện này của anh Huy làm cho mờ mịt. Trương Ngọc Huyền cũng không còn dáng vẻ khoa trương như vừa rồi, cô ta trợn tròn mắt, tên oát con vô dụng hoàng thiên này, từ khi nào thì biến thành ngài hoàng rồi? Anh Huy anh sao thế anh chỉnh chết anh ta đi chứ trương ngọc huyền xúi anh huy chỉnh cái đầu cô anh huy hung dữ chừng mắt nhìn trương ngọc huyền trong lòng nghĩ thầm con đàn bà chết tiệt này cô chọc vào ai không chọc lại chọc đến ngài hoàng cô không nghĩ đến cái mạng già của ông đây à trương ngọc huyền nhìn thấy dáng vẻ hung ác của anh huy cô ta lập tức khóc suốt mướt trước ngực của anh huy hu 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 anh hung dữ với người ta như thế người ta không tiếp tục ngủ với anh nữa đâu anh Huy bị cô ta làm cho phiền muộn không thôi. Khất Trương Ngọc Huyền ra đi đến trước mặt Hoàng Thiên, vẻ mặt tươi cười nói với Hoàng Thiên: "Ngài Hoàng, người phụ nữ này không hiểu chuyện, mong cậu dơ cao đánh khẽ, tha cho cô ta một lần đi. Hoặc là ông dạy dỗ cô ta, hoặc là tôi giúp ông dạy dỗ cô ta, hay là tôi và ông cùng dạy dỗ cô ta." sắc mặt của Hoàng Thiên âm trầm, lạnh lùng hỏi Anh Huy đang đứng trước mặt. Anh Huy xem dáng vẻ này của Hoàng Thiên lập tức hiểu. Hôm nay, nếu như không cho ngài hoàng một lời giải thích hợp lý thì không xong. Trương Ngọc Huyền, cô qua đây, quỳ xuống xin lỗi ngài hoàng." Anh Huy quay đầu nói với Trương Ngọc Huyền. Trương Ngọc Huyền tức đến mức mắt trợn trắng, cô ta chỉ vào anh Huy rồi nói, "Anh ta là cha anh hay sao, sao anh lại phải nghe lời anh ta như thế?" Anh Huy tức đến mức sắp không thở nổi, anh ta thật sự thích Trương Ngọc Huyền, dù sao cô gái này vừa cao vừa gầy, lại còn trắng nữa quan trọng nhất là lúc ở trên giường rất biết phục vụ đàn ông. Nhưng cô ta lại chọc đến ngày hoàng, đây là chán sống rồi. Đúng thế, cậu ấy chính là cha tôi, con mẹ nó, cô nhanh quỳ xuống, đừng lề mề nữ anh Huy sắp điên rồi, tức giận mắng. Trương Ngọc Huyền không phục, không cam lòng, cô ta sắn tay áo sơ mi trắng lên, anh là đồ vô dụng, bà đây không sợ, anh nhìn xem tôi tắt anh ta như thế nào đây. Trương Ngọc Huyền vừa mắng vừa đi đến chỗ Hoàng Thiên, chỉ mấy bước đã đến gần Hoàng Thiên, cô ta vung tay lên muốn tát lên mặt Hoàng Thiên. Thấy Trương Ngọc Huyền phách lối như thế, Hoàng Thiên không khỏi khẽ cau mày. Anh Huy vừa thấy Trương Ngọc Huyền chạy tới chỗ Hoàng Thiên, sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Nếu như ngài hoàng này bị đánh, mình phải ăn nói với ông Tư Long thế nào đây? Cô quay lại cho tôi, cô điên rồi hả cái đồ đàn bà tranh chua kia? Anh Huy lập tức đuổi theo ôm lấy Trương Ngọc Huyền. Bây giờ Trương Ngọc Huyền chỉ muốn dạy dỗ Hoàng Thiên, ở trước mặt nhiều người trong công ty bị Hoàng Thiên đánh như vậy, cô ta phải lấy lại mặt mũi. Nhưng anh Huy ôm cô ta, cô ta nào mạnh bằng đối phương. Giận tới mức suýt ngất xỉu. Anh Huy anh thả em ra, nhất định em phải dạy dỗ thằng ngu này. Trương Ngọc Huyền hô to gọi nhỏ, muốn tránh khỏi anh Huy. Con mẹ nó đầu cô chứa óc heo hả? Ngay cả ngài hoàng mà cô cũng dám đánh, cô không muốn sống nữa đúng không? anh Huy vừa bực vừa tức, thả Trương Ngọc Huyền ra, hung hăng đạp mấy cú vào cái mông mập của cô ta. Trương Ngọc Huyền bị đá tới gào khóc, cuối cùng nằm dạp xuống đất. Nhìn lại, mông của cô ta bị đá tới sưng lên rồi. Anh là đồ vô lương tâm, còn dám đá mông em, người ta tức không được hả? Trương Ngọc Huyền dậm chân, dở trò ngang ngược. Anh Huy nóng tới mức nổi trận lôi đình, chỉ vào Trương Ngọc Huyền nói, mẹ nó cô có muốn sống hay không? Dứt lời, anh ta nhanh chóng đi tới gần hoàng thiên ngài hoàng thật xin lỗi bây giờ tôi sẽ dẫn người cút ngay cậu tuyệt đối đừng giận tôi nhé hoàng thiên nhìn anh huy này bây giờ anh nhớ ra rồi tên đầu chọc này chính là đàn em của lã việt thảo nào trông quen mặt như vậy thấy anh huy xem như thức thời hoàng thiên không làm khó anh ta xua tay lúc này anh huy mới như chút được gánh nặng ngài hoàng không trách tội là được rồi nếu không thì lã việt còn không lột ra anh ta à Dẫn theo đàn em, anh Huy lên xe chuồn mất. Lâm Ngọc An đã nhìn tới ngây người từ lâu, cô thông minh như vậy, đương nhiên có thể thấy, đám người của anh Huy không dễ chọc. Một đám giống như hung thần ác sát như thế, ở trước mặt Hoàng Thiên lại sợ tới mức như chuột thấy mèo là sao? Lâm Ngọc An nghĩ kiểu gì cũng không hiểu, Hoàng Thiên trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ? Không chỉ Lâm Ngọc An, Phùng Sơn và 10 nhân viên khác của công ty cũng trợn mắt há mồm mà nhìn bọn họ cũng biết được đôi chút hoàng thiên chỉ là đứa ở rể nhà nghèo rất mồng tơi hoàn toàn là một tên thất bại nhưng anh huy ở trước mặt hoàng thiên lại như tiểu quỷ nhìn thấy diêm vương rốt cuộc chuyện này là sao trương ngọc huyền vừa thấy anh huy bỏ chạy trong lòng cô ta cũng không chắc chắn sau khi bỏ dậy trương ngọc huyền nhắm mắt nói hoàng thiên anh đừng vui mừng quá sớm vợ anh làm việc dưới tay tôi tôi muốn xử lý cô ta lúc nào cũng được anh có thể tới trông chừng cô ta mỗi ngày hả? Vốn dĩ Hoàng Thiên cũng đã nghĩ như vậy, thật không ngờ rằng Trương Ngọc Huyền lại uy hiếp anh như thế. Ngẫm lại cũng đúng, vợ mình làm việc dưới tay Trương Ngọc Huyền, nhất định cả ngày đều phải chịu tức giận. Hoàng Thiên không nói gì, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Mạnh Bắc, nội dung rất ngắn gọn, bảo ông trong vòng 5 phút mua lại công ty Nguyên Đạt. Đối với công ty lớn như tập đoàn quốc tế toàn cầu, thu mua công ty Nguyên Đạt không cần tốn nhiều công sức. Trương Ngọc Huyền, nếu như tôi nhớ không lầm, bây giờ cô là phó chủ tịch bộ phận marketing trong công ty đúng không?" Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi Trương Ngọc Huyền. Trương Ngọc Huyền nghe thấy câu hỏi này rất đắc ý, ưỡn ngược lên, "Hừ, anh biết là được, vợ anh chỉ là một quản lý nho nhỏ, tôi chừng chỉ cô ta đơn giản như nghiền một con dẹp vậy." Lâm Ngọc An nghe xong trong lòng buồn bã, mấy năm nay để nuôi gia đình, cô đã chịu vô số gian khổ vì là cấp dưới của Trương Ngọc Huyền. Hoàng Thiên Chúng ta về nhà nhé." Lâm Ngọc An có chút bất lực nhìn Hoàng Thiên, cô sợ hôm nay đắc tội Trương Ngọc Huyền càng nhiều, cuộc sống sau này càng gian nan. Hoàng Thiên đã nhìn ra, lúc này cười dịu dàng với Lâm Ngọc An, "Em đừng lo, Trương Ngọc Huyền này sắp phải cuốn gói về nhà rồi, em sẽ không bị cô ta ức hiếp nữa đâu." "Hả?" Lâm Ngọc An chấn động, không dám tin nhìn Hoàng Thiên. "Sao có thể như vậy được? Bây giờ ngay cả Phùng Sơn cũng không dám đắc tội với Trương Ngọc Huyền." làm sao ông ta dám sa thải trương ngọc huyền chứ ha ha đúng là buồn cười chết mất anh đang ở đây nói khùng nói điên gì vậy trương ngọc huyền cười lạnh cô ta cho rằng rất có thể hoàng thiên đang nói chuyện mơ mộng hão huyền hoàng thiên không lên tiếng anh không muốn tranh luận với bọn họ mà lúc này phùng sơn đã nhận được điện thoại của lương mạnh bắc sau khi trốn sang một bên nghe điện thoại xong phùng sơn hưng phấn tới hai mắt tỏa sáng bởi vì lương mạnh Bắc ra giá rất cao thu mua công ty Nguyên Đạt của ông ta. Trương Ngọc Huyền, cô đã bị công ty sa thải. Phùng Sơn đi tới nói với Trương Ngọc Huyền. Chuyện này tuyệt đối chẳng thua gì bị đánh một gậy vào đầu, Trương Ngọc Huyền bị đập tới choáng váng. Tổng giám đốc Phùng, ông không lầm chứ, vì con tiện nhân Lâm Ngọc An kia, ông lại dám sa thải tôi? Trương Ngọc Huyền trợn tròn mắt, chất vấn Phùng Sơn. Dù sao cô ta cũng là bạn gái của anh Huy phùng sơn dám không nể mặt anh huy hả phùng sơn đã khó chịu với trương ngọc huyền từ lâu nếu không phải sợ anh huy ông ta đã sớm đuổi trương ngọc huyền về nhà rồi ha 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 có gì lạ đâu ngay lúc nấy tập đoàn quốc tế toàn cầu đã thu mua công ty của tôi là chủ tịch lương đích thân dặn dò bảo cô về nhà dỗ con đi phùng sơn cười ha ha nhìn trương ngọc huyền với vẻ chán ghét trương ngọc huyền lập tức hóa đá đặt mông ngồi bệt xuống đất Cô ta không ngờ rằng sẽ trả giá đắt như vậy, tuy rằng công ty Nguyên Đạt là một công ty rất nhỏ, nhưng lương hàng tháng của cô ta cũng từ 70 triệu trở lên, đó cũng là vốn liếng để cô ta khoe khoang với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng trong nháy mắt, mọi thứ đã tan biến. Tổng giám đốc Phùng, nể mặt anh Huy, ông đừng đuổi việc tôi mà. Trương Ngọc Huyền gào khóc kéo cánh tay Phùng Sơn, cầu xin. Phùng Sơn cười ha ha, nhìn Trương Ngọc Huyền nói, cô cầu xin tôi cũng vô dụng thôi đó là ý của Chủ tịch Lương, tôi nghĩ cô đi cầu xin Ngọc An thì còn có hy vọng. Dứt lời, Phùng Sơn chỉ vào Lâm Ngọc An bên cạnh. Trong mắt Phùng Sơn, Lương Mạnh Bắc phần luôn bảo vệ Lâm Ngọc An, lần này ra giá cao thu mua công ty Nguyên Đạt, nhất định cũng là vì giúp Lâm Ngọc An ra mặt. Về phần nguyên nhân, Phùng Ngọc nghĩ đến nát đầu cũng không nghĩ ra. Trương Ngọc Huyền hoàn toàn sướng sờ, lúc trước cô ta đã đắc tội nặng với Lâm Ngọc An, sao Lâm Ngọc An có thể tha thứ cho cô ta? nhưng để giữ được công việc cô ta không nghĩ được nhiều như vậy khóc lóc chạy tới trước mặt lâm ngọc an em ngọc an chị biết em là người tốt bụng em nói với chủ tịch lương để chị tiếp tục làm phó chủ tịch bộ phận marketing được không trương ngọc huyền chẳng biết xấu hổ cầu xin tất cả nhân viên xung quanh đều cực kỳ khinh bỉ trương ngọc huyền quá mặt dày bắt nạt ngọc an như vậy bây giờ còn muốn người ta xin tha giúp cô ta ư làm gì có chuyện tốt như thế lâm ngọc an nhìn trương ngọc huyền không nói câu nào, cắn môi một cái. Trương Ngọc Huyền vừa thấy không được, lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Ngọc An, ôm bắp đùi thon dài của Lâm Ngọc An. Ngọc An, chị cầu xin em, em bỏ qua cho chị đi. Con của chị còn đi nhà trẻ, đang rất cần tiền, chị không thể mất công việc này được. Lâm Ngọc An hơi do dự trần trừ. Thấy vợ mình muốn ban phát tử bị, Hoàng Thiên không khỏi cau mày. Anh đi tới nói với Trương Ngọc Huyền, để cô tiếp tục làm phó chủ tịch bộ phận marketing, sau đó bắt nạt vợ tôi đúng không? Trương Ngọc Huyền lập tức lắc đầu, không không không, anh Hoàng, tôi không dám nữa, sau này tôi sẽ xem Ngọc An như em gái ruột. Ha ha, cô xứng hả, muộn rồi. Hoàng Thiên cười lạnh, sau đó nằm bàn tay nhỏ bé của Lâm Ngọc An, đi thôi bà xã, chúng ta về nhà. Lâm Ngọc An nhẹ gật đầu, đi theo Hoàng Thiên rời khỏi nơi này. Trương Ngọc Huyền hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường, tức giận gào khóc, Cô ta không còn mặt mũi ở lại nơi này, mặt mày xám xịt bỏ chạy. Hoàng Thiên lái xe, đưa Lâm Ngọc An về nhà. Thỉnh thoảng Lâm Ngọc An lại lén nhìn Hoàng Thiên, cô phát hiện gần đây Hoàng Thiên thay đổi rất nhiều. Hơn nữa khiến Lâm Ngọc An khó hiểu là, sao anh Huy lại sợ Hoàng Thiên như vậy chứ? Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng, anh nhận ra Lâm Ngọc An tràn đầy nghi hoặc. Lâm Ngọc An cũng cười Hỏi Hoàng Thiên, tôi muốn biết, sao anh Huy lại sợ anh như vậy? Anh Huy cũng giống như Tiêu Tấn, đều là đàn em của Lã Việt, em hiểu chưa? Hoàng Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An chợt hiểu ra, Hoàng Thiên có quan hệ tốt với Lã Việt, cô biết. Thảo nào lại thế, nhưng anh cũng đừng thân thiết với Lã Việt quá, tôi không muốn anh vào xã hội đen. Lâm Ngọc An nói khẽ. Hoàng Thiên nghe xong trong lòng hơi xúc động, nhiều năm vậy rồi, đây là lần đầu tiên vợ anh quan tâm anh như vậy. Lương Mạnh Bắc quan tâm tôi như thế, tôi nghĩ cũng là nhận lệnh của cậu Hoàng ở thành phố Hà Nội, cậu Hoàng còn giúp tôi xây dựng sơn trang cầm viên mà không đòi hỏi gì, mẹ nói nhất định là cậu Hoàng có ý với tôi đúng không? Lâm Ngọc An rất rối rằm nói, sau đó cô ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, tôi muốn hỏi anh, trong lòng anh không ghét cậu Hoàng chút nào hả? Hoàng Thiên nghe xong khẽ giật mình, lập tức mỉm cười cậu hoàng kia chính là anh làm gì có ai tự ghét chính mình chứ ngọc an nếu như cậu hoàng thật sự điên cuồng theo đuổi em em có vứt bỏ tôi mà đi với anh ta không hoàng thiên nhìn lâm ngọc an rất nghiêm túc hỏi lâm ngọc an nghe xong sửng sốt một chút vừa định trả lời hoàng thiên đúng lúc này chuông điện thoại của cô lại reo lên bên kia điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp của trương lan phược ngọc an sao con còn chưa về nữa mẹ đã hẹn được lương mạnh bắc rồi ở khách sạn Trang Phong đấy, con mau dẫn Hoàng Thiên tới nay, tối nay mẹ muốn để tên phế vật này lộ nguyên hình. Đúng rồi con gái ngoan, nói không chừng tối nay có thể biết cậu Hoàng ở đâu. Con ăn mặc xinh đẹp một xíu, có lẽ còn gặp được cậu Hoàng thì sao? Audio điện tử võ tấn bền Lương mạnh Bắc mẹ à, con đã là phụ nữ có chồng rồi, sao mẹ còn xúi dục bậy bạ như vậy? Lâm Ngọc An oán giận nói. Ha ha, vậy mà cũng tính là chồng hả? Cái thằng Hoàng Thiên vô dụng đó còn không bằng một cọng lông chân của cậu Hoàng. Được rồi thế nhé, ăn mặc xinh đẹp một xíu, nếu có thể gặp được cậu Hoàng thì con nên nắm chắc cơ hội. Hi hi, mẹ giúp con thuê một phòng ở đây, có lẽ tối nay con không cần về nhà đâu, ở lại qua đêm với cậu Hoàng đi. Trương Lan Phượng nói xong, không đợi Lâm Ngọc An đáp lại, vô cùng hưng phấn cúp điện thoại. Lâm Ngọc An nhíu mày, cô cảm thấy mẹ mình thật sự quá không ra gì anh nghe thấy hết rồi à? Lâm Ngọc An có chút hổ thẹn, nhìn sang Hoàng Thiên. Trên mặt Hoàng Thiên không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ gật đầu, nghe được một chút. Không hề ấm ức hả? Không hề tức giận hả? Lâm Ngọc An mở to hai mắt nhìn, cô thật sự bội phục, Hoàng Thiên quá rộng lượng rồi. Vợ mình sắp thuê phòng với người khác mà anh còn bình tĩnh được như vậy sao? Bị mẹ nói đúng rồi, người đàn ông này thật sự chẳng để ý chuyện gì mà hoàng thiên cười khổ một cái có thể không ấm ức hả nhưng bà ấy là mẹ em tôi nói được gì đây được rồi mấy năm nay ấm ức cho anh lâm ngọc an nhún vai không còn gì để nói với hoàng thiên vốn dĩ cô có cảm giác hiếu kỳ về hoàng thiên đồng thời cảm thấy hôm nay hoàng thiên cho cô cảm giác rất an toàn nhưng bây giờ thấy hoàng thiên hèn nhát như vậy cô thật sự cực kỳ thất vọng hoàng thiên không nói gì nữa thật ra mẹ vợ chướng mắt anh bao nhiêu anh rõ hơn bất kỳ ai. Hận đến mức xem anh là cái đỉnh trong mắt cái gai trong thịt, không diệt trừ không được. Chỉ là hiện tại mẹ vợ một lòng muốn cho Ngọc An gả vào nhà giàu, dốc hết công sức vào cậu Hoàng, khiến Hoàng Thiên dở khóc dở cười. Ngọc An à, em vẫn chưa trả lời tôi đâu, nếu như cậu Hoàng điên cuồng theo đuổi em, em có đi theo anh ta không? Hoàng Thiên vừa lái xe, vừa hỏi Lâm Ngọc An. Không biết, hai chữ đơn giản, không chút do so dự. Trong tai Hoàng Thiên lại là hai chữ tuyệt vời nhất trên đời. Có thể thấy được vợ mình khác biệt rất lớn với Trương Lan Phượng, không phải loại phụ nữ hám giàu. Lâm Ngọc An nhìn thấy nụ cười trên môi Hoàng Thiên, cau mày hỏi, "Hoàng Thiên, sau này anh đừng nói những chuyện không đâu như vậy nữa được không? Tình huống gia đình anh như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Sao lại ăn nói điên cuồng như vậy, kiên quyết bảo mình là cậu hoàng chứ? Chẳng lẽ anh thích bị người ta cười nhạo hay sao?" Câu này đã nói trúng chỗ đau của Hoàng Thiên, mấy ngày nay anh buồn bực nhất là chuyện này, mình thực sự là cậu hoàng mà. Nhưng nói xé trời cũng không có ai tin, ngược lại còn bị người ta cười thành chó. Mà thôi mà thôi, lát nữa lương mạnh bắc đến, bảo ông giải thích với mọi người đi. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên buồn bực không nói câu nào, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn không ít, đi thẳng tới khách sạn Trang Phong. Hơn 6 giờ tối, khách sạn cao cấp nổi tiếng trong thành phố này đã lên đèn sáng trưng khách cũng không ít trương lan phượng đã đặt sẵn phòng háng nhất ở nơi này dẫn theo một nhà ba người của trần giang còn có lâm huỳnh mai trông mong chờ ở đây nhân vật chính hôm nay hiển nhiên là chủ tịch của tập đoàn quốc tế toàn cầu ông lương mạnh bắc để chiêu đãi lương mạnh bắc vương tử tuyên cũng bỏ hết vốn liếng tiền đặt phòng và tiền tổ chức tiệc đều là anh ta bỏ ra lúc này vương tử tuyên đã đi đón lâm minh thủy rồi bởi vì lâm minh thủy cũng muốn tham gia cuộc vui sau khi hoàng thiên và lâm ngọc an vào phòng phát hiện nhóm người của trương lan phượng vô cùng hào hứng trên mặt ai cũng cực kỳ hưng phấn nhưng thấy hoàng thiên đi vào mấy người này đều sầm mặt xuống dáng vẻ chán ghét ngọc an sao lại chậm như vậy ôi mặt con bị gì thế lúc này trương lan phượng nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt lâm ngọc an cực kỳ đau lòng nhanh chóng tới xem mẹ à không có chuyện gì đâu mặt lâm ngọc an đỏ lên cô không muốn nhắc đến chuyện này nữa ai đánh con thành như vậy có phải hoàng thiên hay không trương lan phượng sắp tức điên lên dáng vẻ như muốn ăn thịt người chừng hoàng thiên hỏi lâm ngọc an lâm ngọc an lập tức lắc đầu không phải mẹ sao hoàng thiên lại đánh con được mẹ đoán cậu ta cũng không dám hừ con gái ngoan đừng sợ nói với mẹ là ai đánh con nhất định mẹ sẽ xé nát miệng kẻ đó ra trương lan phượng giận dữ nói Mẹ à, Hoàng Thiên đã giúp con giải quyết xong rồi, mẹ đừng hỏi nữa. Lâm Ngọc An nói. Trương Lan Phượng nhếch miệng, liếc Hoàng Thiên, nói, dựa vào cậu ta ư. Còn có thể giúp con giải quyết à? Dứt lời, Trương Lan Phượng chỉ vào Hoàng Thiên, dạy bảo, cậu nói xem, sao thằng nhãi vô dụng như cậu không tìm miếng đậu phụ mà đâm đầu vào tự sát đi, cả vợ của mình cũng không bảo vệ được, Ngọc An đi theo cậu đúng là gặp vận xui tám đời rồi. Vừa gặp mặt đã bị dạy dỗ, Hoàng Thiên Phục rồi. Bà mẹ vợ này của mình, vừa thấy mình đã xanh cả mắt. Mẹ à, con đã dạy dỗ người đó rồi. Hoàng Thiên nói, cậu cút sang một bên đi, nghe cậu khoác lác càng khiến tôi tức giận. Dạy dỗ người ta hả, cậu không bị dạy dỗ thì phải thắp hương tạ ơn rồi. Trương Lan Phượng không nhịn được nói, bà ta căn bản không tin. Lan Phượng à, chị thấy em bảo Hoàng Thiên về nhà trước đi, bữa tiệc cao cấp như vậy, nhìn cậu ta trướng mắt bao nhiêu. Trương Lan Hương ghét bỏ liếc Hoàng Thiên, suối Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng cũng không muốn để Hoàng Thiên ở đây, nhưng bà ta cũng muốn ở trước mặt Lương Mạnh Bắc, biết rõ rốt cuộc Hoàng Thiên và đường Lương Hạnh có chuyện gì hay không. Mẹ à, mẹ đừng đuổi người ta đi, lát nữa chủ tịch Lương tới mới có trò hay để xem chứ, ha ha ha. Trần Giang cười quái gở nói, có trò gì hay để xem, xem Hoàng Thiên khiến chúng ta mất mặt thế nào nữa trương lan hương tức giận hỏi trần giang trần giang nghe xong cười bảo con muốn nói cho chủ tịch lương biết tình nhân của ông ta đường lương hạnh kia bị hoàng thiên ngủ xem chủ tịch lương có phản ứng gì ha 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 lâm ngọc an nhíu mày nhìn trần giang nói chị giang chị không có chứng cứ thì đừng nói như vậy nữa được không ngọc an em đừng che giấu giúp hoàng thiên nữa hừ trần giang quyệt miệng nói trương lan hương vỗ tay trần giang nghiêm túc nói giang à lát nữa chủ tịch lương tới con đừng có nói hưu nói vượn đấy chủ tịch lương người ta có thân phận cao như vậy người ta cần mặt mũi trương lan phượng nghe xong cũng liên tục gật đầu khuyên trần giang đúng đó trần giang lát nữa cháu đừng nói chuyện không giữ mồm giữ miệng kẻ có tiền bao dưỡng tình nhân rất bình thường cháu không thể nói những chuyện đó trước mặt chủ tịch lương khiến người ta bẽ mặt biết bao lan phượng nói cũng đúng việc này không thể nói lung tung trần giang hùng ho khan một tiếng nói trần giang cũng biết là có lý nhưng cô ta vẫn cười nói được rồi được rồi vậy không nhắc lại chuyện này nữa nhưng còn phải hỏi thẳng mặt chủ tịch lương cậu hoàng nhà chúng ta rốt cuộc có phải đồ thật hay không ha 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 cô ta vừa nói vậy người ở đây ngoại trừ lâm ngọc an đều cười to trương lan hương cười vui vẻ nhất lúc này mới tiếp lời trần giang nói rất đúng không phải hoàng thiên đã nói ư nói cậu ta chính là cậu hoàng ở thành phố hà nội chúng ta phải xác thực một chút nếu thật sự là cậu Hoàng, chúng tôi sẽ tự tát mình, nhận lỗi với cậu Hoàng người ta. Trương Lan Hương càng nói càng hăng hái, ánh mắt diễu cợt nhìn Hoàng Thiên, dáng vẻ gật gù đắc ý kia có thể khiến người A giận điên lên. Trần Giang Hùng nghe xong, nghiêm mặt nói, được rồi Lan Hương, bà đã từng tuổi này rồi, sao còn không nghiêm chỉnh như vậy. Lời điên khùng của Hoàng Thiên mà bà cũng tin à, cha của cậu ta cả đời nghèo túng, nghèo tới đáng sợ, nó mà là cậu Hoàng hả. Giang Hùng chẳng phải tôi chỉ đùa với hoàng thiên thôi ư ông còn tưởng là thật à trương lan hương cười rất vui vẻ đúng đó cha mẹ con chỉ nói mát thôi sao cha không hiểu trần giang cười duyên nói trần giang hùng cũng cười cha có thể không hiểu được sao ý của cha là đừng đùa chuyện này không có ý nghĩa một nhà ba người tiếp lời nhau lấy hoàng thiên để tìm vui trên mặt trương lan phượng xám xịt dù sao hoàng thiên cũng là con rể của bà ta bị người ta chê cười như vậy, bà ta sắp tức chết rồi. Đều là tại cậu, ngày nào cũng vô công dỗi nghề chỉ biết làm chuyện linh tinh. Cậu mà là cậu Hoàng, sao cậu không nói cậu là Ngọc Hoàng luôn đi? Sao cậu không lên trời luôn đi? Trương Lan Phượng Trừng Hoàng Thiên lại của trách một trận. Hoàng Thiên đứng trong góc, không nói tiếng nào. Anh nghĩ thầm các người muốn cười thì cười đi, đợi lát nữa ông Lương tới, xem tôi vả mặt các người như thế nào. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra một nam hai nữ bước đến ba người này đều ăn mặc vô cùng gọn gàng cả đám ngẩng đầu ưỡn ngực tràn đầy tự tin là vương tử tuyên dẫn theo bạn gái anh ta lâm minh thủy còn có bạn của lâm minh thủy là tố huệ vương tử tuyên tiến đến chào hỏi mọi người trước sau đó vội vã tìm hoàng thiên ở khắp nơi cuối cùng anh ta tìm được hoàng thiên rong góc ha ha minh thủy em mau nhìn kìa người theo đuổi trung thành của em thật sự dám đấn cũng không sợ lát nữa vứt mặt mũi đến tận đâu à. Vương tử tuyên ôm eo Lâm Minh Thủy, cười hì hì chỉ Hoàng Thiên. Lâm Minh Thủy cũng đã nhìn thấy Hoàng Thiên, cô ta cười khúc khích, nói với Hoàng Thiên, bạn học cũ, tối nay anh Vương chuẩn bị mang công trình về rồi, Tô Lạc Yến rất đau lòng đó, anh không đi an ủi cô ta một xíu hả. Lâm Minh Thủy cười nhạo Hoàng Thiên nhưng trong lòng vẫn rất tức giận. Trong lòng cô ta vẫn luôn âm thầm cạnh tranh với Tô Lạc Yến, bởi vì thời còn trung học phổ thông cô ta và tô lạc yến đều xinh đẹp như nhau là một đối thủ mạnh với cô ta và hoàng thiên khi còn học trung học cơ sở đã từng thích lâm minh thủy khi các bạn học cũ gặp lại nhau sau nhiều năm hoàng thiên và tô lạc yến lại có thể thân thiết với nhau như vậy điều này khiến lâm minh thủy thật sự rất khó chịu mặc dù trong nội tâm của cô ta coi thường hoàng thiên nhưng cô ta không muốn người đàn ông đã theo đuổi cô ta trở thành đồ chơi của tô lạc yến vì vậy Lâm Minh Thủy đã chế nhạo Hoàng Thiên và chờ xem Tô Lạc Yến sau khi mất đi dự án thì buồn bã và tuyệt vọng như thế nào. Thật ra trong lòng Hoàng Thiên đã biết Lâm Minh Thủy đang nghĩ gì, Hoàng Thiên thậm chí có thể đoán được một ít. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Minh Thủy, Hoàng Thiên thực sự có chút cảm xúc. Khi còn trẻ, anh đã từng thích cô gái xinh đẹp này, mà bây giờ ai cũng đã trưởng thành nhưng mọi tình cảm tốt đẹp hồi trước không còn nữa, điều duy nhất còn lại là nhu cầu và lợi ích thôi. Tô Lạc Yến sẽ không thất vọng, người thất vọng sẽ là cô. Trên mặt Hoàng Thiên không có biểu cảm gì, anh bình tĩnh nói với Lâm Minh Thủy. Lâm Minh Thủy nghe xong lập tức cười to và cười rất đắc ý. Tôi nói này bạn học cũ, cậu cũng đừng có cố gắng nữa được không? Dì Trương là mẹ vợ của cậu, cậu thử bảo dì ấy nói cho cậu xem, cậu chủ nhà họ Hoàng sẽ giao dự án cho ai làm hả? Lâm Minh Thủy mỉm cười và liếc nhìn Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng đã nhận được 3 tỷ 500 triệu tiền mặt của Vương Tử Tuyên, vì vậy bà ta đương nhiên sẽ về phe Vương Tử Tuyên. Lúc này, bà ta lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên nói, Minh Thủy nói đúng, dự án chắc chắn sẽ thuộc về nhà họ Vương, chờ đến khi chủ tịch Lương đến đây thì tôi sẽ nhờ ông ấy giới thiệu tôi với cậu chủ Vương, tôi sẽ tự mình nói chuyện với cậu chủ Vương. Với câu trả lời chắc chắn của Trương Lan Phượng, trong lòng Vương Tử Tuyên bây giờ cảm thấy vui sướng và đắc ý. Cảm ơn gì Trương sau khi mọi chuyện thành công cháu sẽ báo đáp gì? Vương Tử Tuyên ra vẻ nịnh bợ với Trương Lan Phượng. Trần Giang nóng lòng muốn xem kịch hay, cô ta thúc giục nói với Trương Lan Phượng, "Dì hai, dì có thể gọi điện thoại cho chủ tịch Lương một lần nữa đi, sao ông ấy vẫn vẫn chưa đến đây?" Trương Lan Phượng nhìn đồng hồ, thời gian giao hẹn với Lương Mạnh Bắc đã qua hơn 10 phút. Bà ta cũng đang rất sốt ruột, dù sao chỉ cần gặp được Lương Mạnh Bắc thì sẽ biết cậu chủ Vương đang ở đâu. Với một người con rể tuyệt vời như cậu chủ Vương thì bà ta nằm mơ cũng muốn có được. Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho chủ tịch Lương. Trương Lan Phượng vui vẻ lấy điện thoại di động ra gọi cho Lương Mạnh Bắc. Số điện thoại di động của Lương Mạnh Bắc được Phương Tử Tuyên nói với Trương Lan Phượng, Trương Lan Phượng giống như lấy được bảo bối lập tức lưu lại ngay ở hàng đầu tiên của danh bạ. Nhưng mà điều làm cho Trương Lan Phượng buồn bực là Lương Mạnh Bắc không nghe điện thoại. Cái này, tại sao chủ tịch Lương lại tắt máy? trương lan phượng cao mày thất vọng nói với trần giang trần giang cũng rất thất vọng bởi vì cô a đang chờ xem trò cười của hoàng thiên nhưng bây giờ lương mạnh bắc không đến đây vậy cô ta xem trò cười này kiểu gì chắc không có việc gì đâu gì hai có lẽ điện thoại của chủ tịch lương bị mất sóng đợi một lát nữa gì gọi lại thử xem trần giang nói trương lan phượng gật đầu nhưng thật ra bà ta đang lo lắng hơn bất cứ ai khác lâm ngọc an nhìn vương tử tuyên và những người khác cảm thấy có chút khó chịu. Đặc biệt là Lâm Minh Thủy, Lâm Ngọc An thực sự coi thường cô ta. Bạn học cũ lâu ngày không gặp của Hoàng Thiên, vừa gặp mặt lập tức mỉa mai nhau như vậy sao? Nghĩ đến đây, Lâm Ngọc An chọc nhẹ Hoàng Thiên rồi nói, nếu chủ tịch lương không đến được vậy thì chúng ta về nhà trước đi. Thật ra Hoàng Thiên cũng không muốn ở đây lâu, giao lưu với đám người tâm thường này cũng không có lợi gì. Thấy vợ nói như vậy Hoàng Thiên gật đầu, chuẩn bị cùng cô rời khỏi đây thật bất ngờ trần giang đột nhiên đứng chắn trước mặt hoàng thiên và lâm ngọc an đừng đi luôn vậy chứ hoàng thiên chủ tịch lương sẽ tới đây sớm thôi chẳng lẽ cậu đang sợ bị lộ sao ha ha trần giang khoanh tay chế giễu nhìn hoàng thiên ra vẻ nếu anh không nghe theo thì sẽ không buông tha tất cả những gì tôi nói đều là sự thật có gì sợ bị lộ chứ hoàng thiên lạnh nhạt nói với trần giang ha ha vẫn còn mạnh mồm mạnh miệng lắm vậy tôi hỏi cậu nếu mà không phải có tật giật mình thì sao lại vội vã rời đi như vậy ở lại đây chờ một lúc nữa không được hay sao trần giang quệt miệng cười nói đúng vậy tôi cũng có nghe chị trần giang nói là anh còn bảo mình là cậu chủ hoàng ở hà nội sao ha 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 anh đúng là khoác lác hơi quá rồi đấy vương tử tuyên hùa theo trần giang cùng nhau chế nhạo hoàng thiên lâm minh thủy nắm lấy cánh tay của vương tử tuyên và cười to hoàng thiên à có thể người khác không biết chi tiết về cậu Tố Huệ và tôi là bạn học cũ của cậu thì làm sao mà không biết được gia cảnh của cậu chứ? Nghiêm túc đấy, lần này cậu khoác lác cũng hơi quá đáng rồi. Đúng rồi, tôi nhớ rõ 3 năm cấp 2 cậu mặc đúng một cái quần rách, trên mông còn bị thủng vài lỗ, như vậy mà còn nói mình là cậu chủ hoàng sao. Tố Huệ cười nhạo nói. Lâm Ngọc An thấy những người này cứ dây dưa không dứt, cô khẽ nhíu mày, đi tới nói, như vậy là đủ rồi, đúng không? Nhìn thấy Lâm Ngọc An không vui, vương tử tuyên cùng những người cũng không trêu chọc nữa bây giờ còn đang nhờ vả trương lan phượng vậy nên vương tử tuyên không dám nghĩ đến việc xúc phạm lâm ngọc an ha ha được rồi được rồi ngọc an chúng tôi không nói hoàng thiên nữa vương tử tuyên nở một nụ cười hèn hạ với lâm ngọc an rồi nói lâm minh thủy và tố huệ không nói nữa nhưng trong lòng họ vẫn đang âm thâm cười nhạo hoàng thiên thật ra trong lòng hoàng thiên không bận tâm Vương Tử Tuyên và Lâm Minh Thủy chỉ là những tên hề đang nhảy nhót mà thôi, đương nhiên là anh sẽ không bị bọn họ chọc tức. Trương Lan Hương nhìn thấy Lâm Ngọc An định rời đi với Hoàng Thiên, bà ta cũng không ngăn cản, sau đó cùng Trần Giang Hùng đi tới. Ngọc An à, cháu không thể để Hoàng Thiên bỏ trốn được, một lát nữa Chủ tịch Lương sẽ đến đây, lúc đấy có thể biết được rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Thiên và đường Lương Hạnh. Trương Lan Hương chừng mắt nhìn Hoàng Thiên rồi lại quay sang nói tiếp với Lâm Ngọc An, chuyện này cứ giao cho bác, hôm nay bác phải làm cho ra lẽ chuyện này. Hừ, cậu ta có cháu rồi mà còn không biết đủ vậy mà lại dám lăng nhăng ở bên ngoài, đúng là không biết xấu hổ mà. Trần Nhiên Hy cũng tham gia vào thuyết phục Lâm Ngọc An, đúng vậy, Ngọc An, nếu cháu và Hoàng Thiên muốn rời đi thì chúng tôi cũng không cản, nhưng ở lại cũng đâu có sao. Hoàng Thiên và Đường Lương Hạnh có phải là như thế kia không? Chuyện này cần phải làm cho rõ ràng. Lâm Ngọc An im lặng, Cô luôn cảm thấy có lỗi với Hoàng Thiên, đã là vợ chồng được lâu nhưng cô cũng không cho Hoàng Thiên đụng vào thân thể của mình. Là một người đàn ông thì làm sao chịu nổi chứ, cho dù đi ra ngoài tìm phụ nữ thì đó cũng là điều bình thường. Huống hồ còn không có bằng chứng là Hoàng Thiên đã ra ngoài lăng nhăng. Nghĩ đến điều này, Lâm Ngọc An ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên và bình tĩnh nói với Trương Lan Hương và Trần Giang Hùng, cảm ơn lòng tốt của các bác, nhưng mà cháu tin tưởng Hoàng Thiên. Nghe vậy, trong lòng Hoàng Thiên không khỏi ấm áp, nhìn vào Lâm Ngọc An. Trương Lan Hương và Trần Giang Hùng sửng sốt một lúc, sau đó Trương Lan Hương nói: "Ôi, đứa trẻ này cháu thật ngốc nghếch." Lâm Ngọc An không muốn nghe bà ta nói nhiều nữa, nắm tay Hoàng Thiên bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, lập tức nhìn thấy một người đẹp cao gầy rất có khí chất đứng ở cửa, đang chuẩn bị tiến vào phòng. Lâm Ngọc An trong nháy mắt đã biết, đây không phải là trợ lý Lưu Nguyệt Hoa của Lương Mạnh Bắc sao? trợ lý Lưu, sao cô lại ở đây, chủ tịch Lương đâu? Lâm Ngọc An nghi ngờ hỏi Lưu Nguyệt Hoa. Vẻ mặt của Lưu Nguyệt Hoa có chút ngưng trọng, so với ngày thường cô ta luôn mỉm cười thì như là một người khác vậy. Nhưng cô ta vẫn lịch sự mỉm cười với Lâm Ngọc An, cô Lâm, vừa rồi chủ tịch Lương của chúng tôi vừa gặp tai nạn, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, ông ấy cử tôi đến dự cuộc hẹn thay ông ấy, có vài lời muốn nói với mẹ của cô. Ngay khi nói xong những lời này, cả phòng đều bị sốc kể cả hoàng thiên cũng rất kinh ngạc lương mạnh bắc đã bị tai nạn gì mà đến nông nỗi phải cấp cứu lưu nguyệt hoa cùng lâm ngọc an nói xong liền đi tới trước bàn rượu của trương lan phượng bà trương chủ tịch lương nhờ tôi nói cho bà biết là dự án hoàn thiện của sơn trang cầm viên chúng tôi chấp nhận sẽ giao toàn quyền xây dựng lại cho bà bởi vì đây là mệnh lệnh của cậu chủ hoàng ngoài ra bà đã đề xuất giao dự án công viên nước cho nhà họ vương điều này là không thể bởi vì Chủ tịch Lương đã hứa với con rể của bà là Hoàng Thiên rằng phần dự án này phải giao cho nhà họ Tô. Lưu Nguyệt Hoa nói xong, lập tức xoay người rời đi. Trương Lan Phượng khi nghe được điều này đã đưa người ra, bà ta đã cầm 3 tỷ rưỡi tiền biếu tặng của Vương Tử Tuyên rồi, nếu bây giờ bà ta không giúp Vương Tử Tuyên nhận được dự án thì làm sao mà có thể giải thích được. Nhìn Hoàng Thiên ở một bên, trong lòng Trương Lan Hương rung động. Những gì Lưu Nguyệt Hoa vừa rồi đã nói cực kỳ rõ ràng, chính Hoàng Thiên mới là người quyết định. Sau khi hiểu ra điều này, Trương Lan Phượng ngừng nói. Bà ta còn phải nhờ vào Hoàng Thiên đấy, làm sao mà bây giờ đi trêu chọc anh được. Trần Giang thấy Lưu Nguyệt Hoa chuẩn bị rời đi, cô ta bước đến nở một nụ cười và nói với Lưu Nguyệt Hoa, trợ lý Lưu, cô phải nhắc nhở Chủ tịch Lương một chút, tình nhân của Chủ tịch Lương là đường Lương Hạnh đang lang nhăng với Hoàng Thiên đấy. Lưu Nguyệt Hoa cau mày nhìn Trần Giang. Xin cô hãy chú ý khi nói chủ tịch lương của chúng tôi rất đàng hoàng không có tình nhân nào ở đây cả và cũng không biết đường lương hạnh kia là ai cô mà lại nói chuyện này tiếp thì cẩn thận chúng tôi kiện cô tội vu khống trần giang cứng họng một câu cũng không nói ra được bà trương tôi đã chuyển lời của chủ tịch lương rồi tạm biệt lưu nguyệt hoa nhìn trương lan phượng sau đó xoay người rời khỏi phòng riêng nhìn thấy lưu nguyệt hoa rời đi trương lan phượng hoàn toàn ngẩn người bà ta đã nghĩ rất tốt hẹn lương mạnh bắc đến đây ăn cơm và nhân tiện đề xuất chuyện vương tử tuyên đã nhờ vào bà ta nhưng bây giờ thái độ của lương mạnh bắc rất rõ ràng dự án vẫn là của nhà họ tô vương tử kiện muốn dự án đúng là không có cửa đâu nếu không làm được điều này cũng không có ba tỷ rưỡi nữa làm sao trương lan phượng không buồn bực bây giờ gì trương gì xem chuyện dự án vương tử tuyên không cười được nữa anh ta thật sự rất đau lòng nhìn trương lan phượng ánh mắt Trương Lan Phượng không khỏi nhìn vào Hoàng Thiên. Không biết Hoàng Thiên từ đâu có khả năng như vậy, anh thật sự có thể làm cho Lương Mạnh Bắc nghe theo. Trương Lan Phượng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói với Hoàng Thiên, này, cậu bây giờ đi đến bệnh viện tìm Lương Mạnh Bắc và nói cho ông ta là hãy giao dự án cho tử tuyên. Hoàng Thiên lúc này đang rất bối rối, việc Lương Mạnh Bắc gặp tai nạn đột một mang đến cho anh một dự cảm vô cùng tồi tệ. Đối với lời nói của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên không thèm quan tâm, lúc này anh trầm lặng không nói và sải bước ra khỏi phòng rời đi nơi này. Anh ấy muốn nhanh chóng đến bệnh viện càng sớm càng tốt để thăm Lương Mạnh Bắc và tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. Trương Lan Phượng nhìn thấy Hoàng Thiên không quan tâm đến bà ta, khóe miệng nhếch lên đầy tức giận. Được lắm Hoàng Thiên, cậu còn dám không quan tâm đến tôi sao? Đợi đến tối nay cậu về nhà xem. Trương Lan Phượng tức giận nhìn bóng lưng của Hoàng Thiên, hét lên. gì Trương, làm sao bây giờ? Phương Tử Tuyên cực kỳ buồn bực, gia đình Tô Lạc Yến tự nhiên kiếm được hàng chục tỷ cho nên anh ta không cam tâm. Trương Lan Phượng cũng biết Hoàng Thiên nhất định phải có khả năng thay đổi được chuyện này, bà ta tuy rằng không muốn thừa nhận Hoàng Thiên có khả năng này, nhưng đây là sự thật. "Tử Tuyên, cháu đừng lo lắng, dì cho cháu một biện pháp, việc này cháu chỉ có thể đi nhờ vào Hoàng Thiên." Trương Lan Phượng nói trái với lòng mình. Mắt Phương Tử Tuyên trợn tròn khi nghe thấy, "Dì à, dì vừa nói cái gì vậy?" bảo cháu đi nhờ và đồ bỏ đi kia đừng có mở mồm ra là đổ bỏ đi bây giờ tôi sẽ thay hoàng thiên trả lời rõ ràng cho anh biết dự án nhất định sẽ không giao cho anh lâm ngọc an lúc này đã hoàn toàn tức giận và lớn tiếng nói với vương tử tuyên sau đó cô quay người rời khỏi căn phòng trương lan phượng sướng sờ bà ta không ngờ bây giờ con gái mình lại bảo vệ hoàng thiên nhiều như vậy vương tử tuyên nghiến răng trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc hoàng thiên ơi hoàng thiên làm hại bố mày đánh mất dự án mày cứ chờ đấy sau khi hoàng thiên rời khỏi khách sạn trang phong anh lập tức nhìn thấy lưu nguyệt hoa ở bên đường đang ngồi trong chiếc mini màu đỏ của cô ta và cũng không rời đi khi thấy hoàng thiên đi ra lưu nguyệt hoa nhanh chóng xuống xe chào hỏi cô vẫn chưa đi hoàng thiên nhìn lưu nguyệt hoa nói cậu chủ lên xe rồi từ từ nói lưu nguyệt hoa thì thầm nói với hoàng thiên và sau đó kéo hoàng thiên vào xe của cô ta sắc mặt Hoàng Thiên ngưng trọng, nhìn về phía trước nhàn nhạt nói, lái xe, đi đến bệnh viện. Lưu Nguyệt Hoa không dám nói gì, lái xe đưa Hoàng Thiên đến bệnh viện. Bệnh viện nhân dân đầu tiên của thành phố Bắc Ninh. Lương Mạnh Bắc đã rời khỏi phòng cấp cứu và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trước cửa phòng, 6 người đàn ông mặc vest đứng đó với vẻ ngoài mạnh mẽ, bọn họ trông giống như những vệ sĩ đã được huấn luyện. Chủ tịch Lương ở trong đó lưu nguyệt hoa nói nhỏ với hoàng thiên có lưu nguyệt hoa ở đây sáu tên vệ sĩ đương nhiên sẽ không ngăn cản nhưng mà bọn họ không biết hoàng thiên là ai hoàng thiên hai tay chắp sau lưng bước vào phòng bệnh lưu nguyệt hoa hoa không vào theo mà ở ngoài canh cửa với sáu vệ sĩ cửa phòng chăm sóc đặc biệt đóng lại hoàng thiên liếc nhìn xung quanh không khỏi có chút kinh ngạc anh nhìn thấy một ông lão mặc đồ thời xưa đứng ở bên cạnh giường bệnh rõ ràng là quản gia trần nhìn thấy hoàng thiên quản gia trần vội vàng cúi đầu thật sâu và chào hỏi cậu chủ rất vui được gặp cậu tôi thật sự vui mừng quản gia trần sao ông lại ở đây hoàng thiên nhìn quản gia trần và hỏi ông ấy không tới không được cậu chủ nhìn xem ông lương suýt chút nữa đã mất mạng quản gia trần chỉ vào lương mạnh bắc đang nằm trên giường bệnh hoàng thiên bước đến bên giường bệnh nhìn lương mạnh bắc đang nằm lúc này cả người trên của lương mạnh bắc được băng bó kín mít thuốc mỡ bôi ngoài da cùng máu tươi trộn lẫn dỉ ra ngoài được nhuộm đỏ băng gạc một nhát vào sườn hai nhát vào ngực bốn nhát sau lưng cậu chủ đối phương không muốn tính mạng của ông lương chứ nếu không ông lương đã sớm xuống với diêm vương rồi quản gia trần giải thích cho hoàng thiên cậu chủ lương mạnh bắc hé mở đôi môi nứt nẻ ngọ ngoại muốn ngồi dậy hoàng thiên ấn lương mạnh bắc xuống ông lương đừng nhúc nhích Cậu chủ, thời gian này cậu cũng phải chú ý an toàn." Quản lý Trần rất nghiêm túc nói với Hoàng Thiên. "Ai đã làm chuyện này, chẳng lẽ là bà ta?" Trong mắt Hoàng Thiên lóe lên tia sáng lạnh, hỏi quản gia Trần. Quản gia Trần gật đầu, chắc chắn là người mà bà ta phái đến. "Cậu chủ, những sát thủ đó muốn bắt lấy ông Lương, nhất định là muốn hỏi thông tin của cậu, cũng may mấy vệ sĩ của ông Lương đã liều chết giải cứu." nhưng tôi đoán bà ta có thể đã biết rằng cậu đang ở thành phố Bắc Ninh, thưa cậu chủ. Nói xong, quản gia chân nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt sáng quắc. Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng anh đã tràn đầy tức giận. Bà ta trong miệng Hoàng Thiên vừa rồi đương nhiên chính là mẹ kế của anh, Tiêu Bích Liên. Người phụ nữ xinh đẹp và độc ác này ở 10 năm trước khi mà Hoàng Thiên còn đang ở nhà họ Hoàng tại Hà Nội, đã liên tục muốn giết chết Hoàng Thiên chỉ là không thể tưởng tượng được, vậy mà 10 năm sau Tiêu Bích Liên vẫn không buông tha cho anh. Lần trước không phải ông đã nói là con trai bà ta bị bệnh nặng đã chết rồi sao? Tại sao bây giờ vẫn còn muốn giết tôi? Giọng nói Hoàng Thiên lạnh như băng hỏi quản gia Trần. Quản gia Trần thở dài và nói, chỉ cần cậu còn sống trên đời, khối tài sản hàng trăm nghìn tỷ của nhà họ Hoàng đều sẽ là của cậu, nhưng nếu cậu bị chết thì luật quy định rằng vợ chồng có được ưu tiên quyền thừa kế có nghĩa là tất cả số tài sản khổng lồ này đều sẽ rơi vào tay người phụ nữ đó. Cậu chủ, bây giờ cậu đã hiểu được tại sao bà ta muốn giết cậu rồi phải không? Hoàng Thiên nắm chặt tay, lửa giận trong lòng khó có thể kìm được. Cha tôi có biết chuyện này không? Hoàng Thiên hỏi. Quản gia Trần lắc đầu, vừa rồi tôi đã nói với ông chủ qua điện thoại để nhắc nhở ông ấy cẩn thận với bà chủ, nhưng ông ấy không quan tâm. Ha ha, Hoàng Thiên chua xót cười lạnh. Đã 10 năm trôi qua, dường như tình yêu của cha tôi dành cho mẹ kế vẫn không hề thay đổi. Chẳng lẽ người phụ nữ xấu xa này có phép mê hoặc sao? Bà ta rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì để có thể chơi đùa cha mình? Nếu người phụ nữ này không xuất hiện, anh cũng không buộc phải trốn khỏi nhà, lại càng không phải chịu vô số đau khổ trên đời như thế này. Trong lòng Hoàng Thiên bây giờ có rất nhiều hận ý, anh thật sự muốn quay về Hà Nội, tự mình giải quyết người phụ nữ chết tiệt, Quản gia Trần dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Hoàng Thiên, lúc này ông thở dài nói: "Cậu chủ, ta khuyên cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ cho đến khi sự việc được điều tra kỹ lưỡng. Ngoài ra, những người biết thân phận của cậu, ngoài tôi ra còn có Lương Mạnh Bắc và trợ lý Lưu, bọn họ nhất định sẽ không phản bội cậu. Còn về phần Kha Phù và Lã Việt tôi cũng đã đi kiểm tra rồi, bọn họ tuyệt đối không dám để lộ thân phận của cậu ra ngoài. Cậu yên tâm, tôi và ông Lương đều được nhà họ Hoàng vô cùng sủng ái." việc của cậu là việc của chúng tôi. Ông Lương bị chém, tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này càng sớm càng tốt. Hoàng Thiên sau khi nghe quản lý Trần nói thì im lặng một lúc lâu. Người đàn bà độc ác kia đã khiến anh phải trốn tránh suốt 10 năm, đến bây giờ mà bà ta vẫn không buông tha cho mình. Vì bảo vệ bản thân hay là vì hận thù thì lúc này Hoàng Thiên chỉ muốn người phụ nữ này phải biến mất khỏi trái đất. Thấy Hoàng Thiên không nói chuyện, quản gia Trần không dám nói gì nữa chỉ lặng lặng đứng ở đó. Lúc này, nhìn dáng vẻ lạnh lùng và sát khí của Hoàng Thiên, quản gia Trần không khỏi có chút run rẩy. Ông chưa từng thấy cậu chủ có biểu hiện như vậy, cũng chưa từng thấy cậu chủ có khí thế ác liệt và tàn bạo như vậy. Nếu xác định được chính là Tiêu Bích Liên vẫn còn đuổi giết tôi, ông sẽ làm gì? Một lúc sau, trên mặt Hoàng Thiên nở ra nụ cười lạnh hỏi quản gia Trần. Quản gia Trần giật mình, hồi lâu mới yếu ớt nói, "Bà chủ rất được ông chủ yêu thích, tôi, tôi" Tôi thật sự không biết nên làm như thế nào. Ha ha, ông đừng lo lắng quá chỉ cần giúp tôi tìm ra xem có phải chính là bà ta làm hay không thôi. Tôi sẽ tự lo liệu chuyện còn lại. Giọng điệu của Hoàng Thiên cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong âm thanh lại có một tia lạnh lão đáng sợ. Cậu chủ, cậu, cậu sẽ không phải là muốn giết bà chủ chứ? Quản gia Trần giọng run run, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, ông phát hiện ra là mình không hiểu được cậu chủ này. Vẻ mặt Hoàng Thiên lạnh như băng đi tới cửa phòng bệnh, không quay đầu lại mà chỉ nói một câu. Tìm kiếm phương doanh và để anh ấy đến thành phố Bắc Ninh gặp tôi. Nói xong, Hoàng Thiên lập tức rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Quản gia Trần bị bỏ lại với một vẻ mặt kinh hãi. Phương Doanh, vệ sĩ có sức mạnh đáng sợ nhất của nhà họ Hoàng tại Hà Nội, không có đối thủ. Mười năm trước khi Hoàng Thiên bỏ trốn khỏi Hà Nội, Phương Doanh cũng tức giận rời khỏi nhà nhà họ Hoàng. Người ta nói rằng người này đã thành lập một thế lực đen tối rất mạnh ở biên giới Việt Nam. Quản gia Trần biết rằng khi cậu chủ còn nhỏ đã cực kỳ chiếu cố Phương Doanh, mà Phương Doanh lại là một người rất có nghĩa khí. Bây giờ chỉ cần cậu chủ gọi về một tiếng thì chắc chắn Phương Doanh lập tức sẽ đến thành phố Bắc Ninh. Xong thật rồi ông Lương ơi, khi Phương Doanh lại tái xuất nhất định là sẽ máu chảy thành sông. Quản gia Trần run lên, liếc nhìn Lương Mạnh Bắc đang há mồm trên giường bệnh. Lương Mạnh Bắc ho dữ dội, nhưng một câu cũng không nói hoàng thiên ra khỏi bệnh viện anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này bây giờ vẫn chưa tìm được ra manh mối hoàng thiên dứt khoát cũng không nghĩ ngợi nữa bởi vì trong lòng vẫn đang có chuyện vậy nên hoàng thiên cũng không nhờ lưu nguyệt hoa đưa về nhà mà một mình đi xuống phố khi đi ngang qua một con phố buôn bán hoàng thiên đột nhiên phát hiện ở bên đường có một nhóm người đang vây quanh xem náo nhiệt không biết đã xảy ra chuyện gì bước lại gần xem xét Hoàng Thiên lập tức kinh hãi. Anh thấy một cô gái đang quỳ bên lề đường, cô gái đeo một cái mặt nạ đầu bò vây nên không thể nhìn thấy cô gái này mặt mũi như thế nào. Nhưng xét theo vóc người của cô gái thì nhiều nhất cũng chỉ 15 hoặc 16 tuổi. Một tờ giấy lớn được đặt trước mặt cô gái với mấy chữ lớn viết bằng bút màu, 350.000 là có thể cưới tôi một lần. Ui, đứa nhỏ này thật đáng thương, ở nhà nhất định gặp được chuyện gì bất hạnh, nếu không sao lại có thể làm như vậy được. Đúng vậy, nhìn tuổi có vẻ vẫn còn nhỏ, chắc là vẫn còn đi học chứ. Giả làm một con bò và để người khác cưới lên chỉ với 350.000, thực sự là đáng thương. Những người vây xem nói nhỏ bàn tán, và đa số mọi người đều tỏ vẻ đồng cảm. Có mấy bác gái tốt bụng bỏ tiền lẻ vào thùng các tông bên cạnh cô gái, nhưng cũng không có ai thực sự đi lên cưới. Hoàng Thiên ở bên ngoài cùng đám người cũng đang nhìn cô gái, anh thật sự cũng đang đồng cảm với cô gái này. Nhìn vào độ tuổi thì cô gái này còn nhỏ hơn em gái Hoàng Linh của anh vài tuổi. Nghĩ đến em gái, Hoàng Thiên càng thương cảm cô gái này. Ô, giả làm con bò rồi cho người ta cưới. 350.000 không đắt, để tôi thử xem có cảm giác gì. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính từ trong đám đông chen vào, người này gầy trơ xương, cùng với vẻ mặt hèn mọn. Với lòng dạ hèn mọn như vậy, không phải là không có lý do mà mặt ông ta trông như thế. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, người đàn ông trung niên đeo kính ném 350.000 vào thùng tiền rồi muốn cưỡi lên lưng cô gái nhỏ. Đứng cho chắc vào nhé, đừng để bố mày bị ngã xuống. Người đàn ông đeo kính vỗ nhẹ vào lưng cô gái nhỏ. Lên đi chú ơi, không bị ngã đâu. Cô gái nhỏ không những không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ, dù sao cô cũng là đang quyên tiền, lúc nào có khách ủng hộ thì luôn tốt người đàn ông đeo kính này không có chút nào nhẹ nhàng lập tức cưỡi lên lưng cô gái nhỏ một cách thô lỗ khi hoàng thiên nhìn thấy điều này anh cau mày và nghiến răng cô gái nhỏ đã đủ đáng thương rồi ông không giúp cô ấy cũng không sao sao ông lại thật sự nhãn tâm cưỡi lên mấy bác gái bên cạnh cũng chỉ trỏ vào người đàn ông đeo kính trong lòng cảm thấy rất khó chịu những năm này không ai muốn phiền phức đánh không được mà còn phải bồi thường cho người ta tiền thuốc men ở trong nhà không có nhiều tiền thì đừng có lo chuyện bao đồng. Lái xe lái xe, ha ha ha. Người đàn ông đeo kính kẹp chân vào eo cô gái nhỏ, nhìn có vẻ rất hạnh phúc. Cô gái nhỏ cố hết sức bò về phía trước vài lần, nhưng cô không thể di chuyển nhanh chóng. Đừng chỉ nhìn người đàn ông đeo kính này gầy còm nhưng mà lại rất rắn chắc cưới trên người cô ấy một cách vững vàng, cô ấy không thể chịu được sức nặng này. Ha ha, tuyệt quá, cưới lên thật thích, tôi sẽ cưới cô vài vòng nữa để cô có thể kiếm thêm tiền. Người đàn ông đeo kính cười gian xảo, nói xong thì trong lòng ông ta lập tức đã có ý đổ xấu, tay chuẩn bị vỗ vào mông cô gái nhỏ. Hoàng Thiên đã sớm không chịu nổi loại cặn bã này, nhìn thấy cô gái nhỏ sắp bị lợi dụng, Hoàng Thiên chen vào đám người vài bước lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay của người đàn ông đeo kính kia. Mày làm gì vậy, thả tao ra. Người đàn ông đeo kính lập tức trợn mắt, vẻ mặt hung dữ nhìn chầm chầm Hoàng Thiên. Ông cút xuống dưới cho tôi. Hoàng Thiên không nói chuyện vô nghĩa với ông ta và hung hăng kéo ông ta ra khỏi lưng cô gái. "Ôi, mẹ nó." Người đàn ông đeo kính rơi bịch xuống một cái, đau đến nhếch miệng. Ông sống đến từng này tuổi rồi mà chuyện như này mà cũng có thể làm được. Hoàng Thiên chỉ vào mũi người đàn ông đeo kính, dạy bảo một trận. "Tại sao tôi không thể đi cưới sau khi tôi đã trả tiền? Hơn nữa, cô gái này nếu không bị cưới thì lấy đâu ra tiền?" Người đàn ông đeo kính vẫn có vẻ rất lý lẽ tranh luận với Hoàng Thiên. Cưới mẹ ông. Hoàng Thiên không thể kìm nén được lửa giận, anh lập tức đạp một đạp vào người đàn ông đeo kính. Đánh tốt lắm, đánh chết tên khốn kiếp này. Đúng vậy, cô gái nhỏ cũng đủ đáng thương rồi, có thể giúp được thì giúp, không giúp được thì cút đi. Vậy mà ông lại cưới lên người ta được sao? Đánh chết thằng khốn này đi. Tinh thần quần chúng đang rất phẫn nộ. Người đàn ông đeo kính bị mọi người chửi không còn cái gì. Đang muốn đánh nhau với Hoàng Thiên, thấy dư luận phẫn nộ như vậy, người đàn ông đeo kính chửi bới, dám đánh tao, mày chờ đấy. Sau khi hung ác nói xong câu này, người đàn ông đeo kính đã chuồn mất. Hoàng Thiên nhìn cô gái nhỏ đang quỳ dưới đất, anh giúp cô gái đứng dậy. Đứng lên đi em gái. Cô gái nhỏ bỏ cái mũ đang đội trên đầu xuống, Hoàng Thiên phát hiện ra cô bé này trông rất xinh. Anh ơi, anh đuổi khách của em đi rồi em không kiếm được tiền đâu cô gái nhỏ nói rất là khổ sở hoàng thiên cười nhẹ với cô nói cho anh biết tại sao em lại phải làm như vậy cô bé cúi đầu nói nhỏ với hoàng thiên cha em bị bệnh nặng mẹ em sức khỏe cũng không tốt ở nhà đã không còn tiền chữa bệnh cho cha em nữa rồi hoàng thiên nghe xong liền hiểu ngay nếu không phải vì cuộc sống ép buộc ai lại muốn bán nhân phẩm vì tiền như thế này về sau em không cần phải làm như vậy nữa, đi theo anh." Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói với cô gái nhỏ. Ấn tượng của cô gái nhỏ đối với Hoàng Thiên vẫn rất tốt, cô cho rằng Hoàng Thiên nhất định không phải người xấu. Vì vậy, sau khi nghĩ xong, cô gái đi theo Hoàng Thiên rời khỏi đây. Đến chỗ không có ai, Hoàng Thiên hỏi cô, "Bệnh của cha em cần tốn bao nhiêu tiền?" Bác sĩ nói, ít nhất cũng là hơn 800 triệu. Cô gái nhỏ vừa nói vừa lau nước mắt đối với Hoàng Thiên thì 800 triệu không là gì cả. Thế nhưng đối với người nghèo thì có thể cứu được sinh mạng. Hoàng Thiên biết rõ đạo lý này nên đã gọi điện cho Lưu Nguyệt Hoa. Trợ lý Lưu, ngày mai chuẩn bị 3 tỷ 500 triệu giúp một cô gái nhỏ. Hoàng Thiên nói cho Lưu Nguyệt Hoa biết vị trí hiện tại của anh, sau đó bảo cô ta đến gặp cô gái nhỏ. Anh có việc phải đi trước, em cứ chờ ở chỗ này, một lát nữa sẽ có một chị gái tới giúp em cảm ơn NHTL. Cô gái nhỏ kích động khóc lên, cô muốn quỳ xuống với Hoàng Thiên, lại bị Hoàng Thiên giữ lại. Nhìn bóng lưng Hoàng Thiên rời đi, cô bé lớn tiếng nói, anh à, em nhớ rõ khuôn mặt của anh. Hoàng Thiên không để tâm đến chuyện nhỏ này, một mình đi về nhà. Đang gần về đến nhà, anh lại tình cờ gặp Vương Tử Tuyên và Lâm Minh Thủy. Ô, lại gặp nhau ở chỗ này, vừa đúng lúc, cậu chủ đây đang muốn cùng anh nói chuyện vương tử tuyên kỳ quái nói với hoàng thiên trong ánh mắt lại tàn nhẫn vì không nhận được dự án vậy nên vương tử tuyên rất căm ghét hoàng thiên tôi không có gì để nói với anh hoàng thiên trong lòng đang có chuyện cũng không có tâm tình quan tâm đến vương tử tuyên này lập tức rời đi không ngờ vương tử tuyên lại duỗi tay ngăn cản hoàng thiên vui vẻ cười nói hoàng phế vật nếu hôm nay không cho tôi một câu trả lời thuyết phục anh cũng đừng hòng rời được khỏi đây tố huệ cười diếu cợt ha ha ông vua khoác lác cũng sợ hãi sao lâm minh thủy cũng nở nụ cười đi tới chỉ vào mũi hoàng thiên nói họ hoàng kia có phải cậu nhìn thấy vương tử tuyên chân lập tức mềm nhũn không nhìn cậu sợ hãi thế này tôi thật sự khinh thường cậu nhìn thấy hoàng thiên không có lời nào lâm minh thủy càng thêm hăng hái cũng có thể nói là càng tức giận hơn bây giờ cô ấy dồn hết tình cảm cho vương tử tuyên vì dù sao thì để tìm được một người có tiền như vậy cũng không dễ dàng Tôi cần phải quan tâm đến anh sao?" Vẻ mặt Hoàng Thiên bình tĩnh, nhưng mà trong mắt đã hiện lên một tia lạnh lùng. "Đúng vậy, Hoàng Thiên bây giờ tâm trạng không tốt, anh lại còn bị Vương Tử Tuyên và Lâm Minh Thủy làm phiền." Lâm Minh Thủy thấy Hoàng Thiên dám cãi lại, cô ta lập tức giận dữ. "Được lắm Hoàng Thiên, cậu còn có bản lĩnh gì? Tôi hỏi cậu có phải Tô Lạc Yến đã ngủ với cậu rồi sao? Nếu không thì tại sao cậu lại giúp con khốn đó nhận được dự án?" tại sao lại làm tử tuyên bị thiệt hại nhiều như vậy cậu làm như vậy thì có lợi ích gì cho cậu chứ lâm minh thủy chỉ vào mũi của hoàng thiên và chất vấn tố huệ lúc này cũng tới hùa theo cô ta lạnh lùng nhìn hoàng thiên nói đúng vậy nhìn cậu giống như một con chó đáng thương vậy thiếu tiền thì mở mồm ra nói với tử tuyên một tiếng chứ đừng có mà gây chuyện với tử tuyên cậu cũng không được sống yên ổn đâu được rồi đừng nói nữa lúc này vương tử tuyên đột nhiên gầm lên làm cho Lâm Minh Thủy và Tố Huệ giật mình, bọn họ lập tức ngừng nói. Vương Tử Tuyên trợn mắt, sắn tay áo, đi về phía Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng nói rằng anh ta nên đi nhờ vào Hoàng Thiên, anh ta thấy việc đó vô cùng nhục nhã. Nghĩ thầm rằng chính mình là một cậu chủ giàu có, lại có thể đi nhờ vào cái loại phế vật Hoàng Thiên kia sao? Không phải là làm cho trò cười cho mọi người sao? Hoàng Thiên, anh biết điều thì đi cùng tôi đến hỏi thăm sức khỏe Lương Mạnh Bắc, rồi nói ông ta giao dự án cho tôi, nếu không thì, nói lầm bầm. Vương Tử Tuyên đứng trước mặt Hoàng Thiên, giọng điệu đầy đe dọa. Nếu không thì sao? Hoàng Thiên đứng vững như núi cười lạnh. Nếu anh không nghe lời, đêm nay tôi sẽ đánh anh một trận. Vương Tử Tuyên hung hăng nhìn chăm chầm Hoàng Thiên, chuẩn bị ra tay. Lâm Minh Thủy và Tố Huệ đều khi nghe vậy đều mỉm cười, bọn họ rất háo hức được xem một vở kịch hay như vậy. Thấy Hoàng Thiên không trả lời, Vương Tử Tuyên hoàn toàn tức giận, anh ta định tát vào mặt Hoàng Thiên. Không ngờ vừa nhấc tay định tát thì đã bị bàn tay to của Hoàng Thiên nắm lấy, sau đó sống mũi đau nhói. Bốp! a, à, Vương Tử Tuyên hét lên thảm thiết, và ôm mũi ngồi xổm xuống. Máu từ lỗ mũi chảy ra ảo ạt, Vương Tử Tuyên đưa tay sờ, xương mũi đã bị gấy. Con mẹ mày Hoàng Thiên, tao sẽ không tha cho mày. Bịch! Vương Tử Tuyên chưa kịp chửi xong đã bị Hoàng Thiên đạp xuống đất lâm minh thủy và tố huệ đều choáng váng bọn họ nghĩ rằng là có thể nhìn thấy hoàng thiên bị hành hạ như một con chó nhưng vương tử tuyên lại bị hoàng thiên đánh gục trong nháy mắt anh làm cái gì vậy hả hoàng thiên anh quá dã man lâm minh thủy nhìn trông rất đau lòng trừng mắt với hoàng thiên và hét lên rồi vội vàng giúp vương tử tuyên đứng dậy tố huệ cũng đến để giúp đỡ người phụ nữ này giống như một con chó cảnh vậy luôn đi theo ăn uống với vương tử tuyên và lâm minh thủy Hoàng Thiên nhìn thấy Lâm Minh Thủy như vậy, anh không thể không khịt mũi lạnh lùng. Xét về thân hình và khuôn mặt, Hoàng Thiên còn tốt hơn Vương Tử Tuyên gấp 10 lần, Lâm Minh Thủy đi theo Vương Tử Tuyên chẳng qua là thèm muốn đối phương có tiền thôi. Nhưng Lâm Minh Thủy đâu biết rằng thời cấp 3 cô ta đã bỏ lỡ cơ hội trở thành người vợ giàu có nhất. Nếu Vương Tử Tuyên đánh tôi, cô nhất định sẽ võ tay khen hay đúng không? Hoàng Thiên nhìn Lâm Minh Thủy, lạnh lùng hỏi cô ta lâm minh thủy nhìn chằm chằm vào hoàng thiên và chửi rủa mẹ kiếp đừng có nói nhảm với tôi tôi sẽ nói cho anh biết là anh đã gây ra chuyện lớn bây giờ anh đánh tử tuyên như thế này rồi thì còn lâu mới được yên ổn hư đúng rồi dám đánh tử tuyên như vậy sao hoàng thiên à anh xong đời rồi tố huệ cũng nói vào nhìn hai người bạn học cũ này hoàng thiên hoàn toàn thất vọng về họ chúng ta không còn là bạn học nữa lần sau các cô còn dám nói chuyện với tôi như thế này thì tôi sẽ không tha cho đâu sau khi hoàng thiên nói xong anh lập tức quay người và rời đi lâm minh thủy và tố huệ tức giận đến mức bốc khói nhìn theo bóng lưng rời đi của hoàng thiên lâm minh thủy khít mũi khinh thường mẹ kiếp ai mà thèm có bạn học kém cỏi như anh đúng là không biết xấu hổi đã khuya lắm rồi hoàng thiên không bắt taxi mà là tự đi bộ về nhà anh vẫn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm nay lương mạnh bắc bị chém điều này đã làm cho hoàng thiên có một dự cảm rất mạnh rất có thể đó là do tiêu bích liên sai người làm vậy nếu điều này là đúng vậy thì người phụ nữ này đã biết rằng anh bây giờ đang ở thành phố bắc ninh về việc tiêu bích liên làm sao mà biết được thì hoàng thiên vẫn chưa điều tra ra quản gia trần là người nhìn xa trông rộng thời gian trước lúc ông ấy trở về hà nội chắc chắn ông ấy sẽ không nói gì về mình hoàng thiên không thèm nghĩ ngợi nữa bước nhanh về nhà. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai đang xem tivi. Khi nhìn thấy Hoàng Thiên trở về, sắc mặt của Trương Lan Phượng trông rất khó coi. Cậu còn mặt mũi trở về hả? Trương Lan Phượng liếc nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên mặc kệ bà ta, hiện tại trong lòng đang có việc, Hoàng Thiên không muốn cãi nhau cùng con sư tử mẹ. Mẹ đang nói chuyện với anh đó, anh có bị điếc không? Lâm Huỳnh Mai hét vào mặt Hoàng Thiên hoàng thiên đứng ở nơi đó không nhìn trương lan phượng cùng lâm ngọc an bình tĩnh nói các người muốn nói gì thì cùng nhau nói đi tôi phải về phòng trương lan phượng nhìn thấy thái độ của hoàng thiên thì lập tức giận dữ đứng dậy khỏi ghế sofa tính tình của cậu càng ngày càng thái độ đúng không cậu còn dám nói chuyện với tôi như vậy làm xấu mặt người khác trước nhiều người như vậy cậu còn có lý lẽ nào không mẹ nói xong chưa hoàng thiên liếc nhìn trương lan phượng Trương Lan Phượng không ngờ Hoàng Thiên lại có thái độ như vậy với mình, làm cho bà ta càng tức giận hơn, chỉ vào Hoàng Thiên quát lớn, "Còn chưa hết. Tôi chửi cậu cả đêm cũng không hết giận, dám làm người khác mất mặt. Ngày mai cậu phải nhanh chóng cùng Ngọc An ly hôn đi, đừng có làm chậm trễ Ngọc An. Tôi nói cho cậu biết, Ngọc An sớm muộn gì cũng sẽ là vợ của cậu chủ Hoàng, tôi khuyên cậu nên càng sớm càng tốt kiếm một người khác đi." Trương Lan Phượng vẫn chưa kết thúc, Hoàng Thiên không muốn nghe thêm nữa mở cửa đi vào phòng của mình. Lâm Ngọc An đang nằm trên giường xem tin tức, vừa rồi Trương Lan Hương đang chửi bới Hoàng Thiên trong phòng khách, cô nghe thấy hết. Lâm Ngọc An cũng phải trầm trồ khen ngợi khi Hoàng Thiên bước vào. Người đàn ông này thực sự mạnh mẽ. Nếu đổi lại là người khác, bị mắng chửi suốt 3 năm liên tục thì ai mà chịu được những lời mắng mỏ, xúc phạm không dứt như vậy. Ngày mai tôi sẽ thuyết phục mẹ để mẹ không mắng chửi anh nữa lâm ngọc an nhìn hoàng thiên thật sâu nhẹ nhàng nói hoàng thiên đang chỉnh sửa cái giường nhỏ của mình và sau khi nghe được lời nói của lâm ngọc an cơ thể anh rung động một chút không sao đâu ngọc an tôi quen rồi hoàng thiên ngẩng đầu cười với lâm ngọc an tấm lòng của anh đúng là thật lớn anh còn cười được lâm ngọc an ra khỏi giường và đến giúp hoàng thiên thu dọn khăn trải giường đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra hoàng thiên không khỏi có chút cảm động ngọc an không phải là em cũng nên trách mắng tôi sao ha ha đêm nay anh đã đủ khổ sở rồi tôi còn trách mắng làm gì nữa lâm ngọc an cười ngọt ngào sau đó nói tôi biết anh cũng có hư vinh nhưng về sau đừng nói lung tung chính mình là cậu chủ hoàng nữa mọi người sẽ cười nhạo anh đấy biết không hoàng thiên nhìn thấy vợ vẫn nghĩ đến anh trong lòng rất ấm áp hiểu rồi vậy thì đi ngủ đi lâm ngọc an nhẹ nhàng nói và quay trở lại giường anh nằm nghiêng người nhìn người vợ của mình, dáng người tinh tế rung động lòng người của cô ấy thực sự khiến người khác mơ màng. Hoàng Thiên không thể nào không có sự ham muốn và khát vọng như vậy, và cũng không biết khi nào mình mới có thể thành vợ chồng thực sự với người phụ nữ này. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An đến công ty Nguyên Đạt. Hiện tại công ty Nguyên Đạt đã được mua lại bởi tập đoàn quốc tế toàn cầu, sáng nay Lâm Ngọc An cũng nhận được cuộc gọi thông báo rằng cô đã thay Trương Ngọc Huyền làm tổng giám đốc công ty này vào thôi chủ tịch lâm hoàng thiên cho lâm ngọc an một nụ cười nhẹ lâm ngọc an thực sự vui vẻ gật đầu với hoàng thiên và bước vào công ty với vẻ mặt hào hứng chỉ là cô còn chưa biết cô có thể ngồi vào vị trí mơ ước này hoàn toàn là nhờ hoàng thiên giữa trưa hoàng thiên đột nhiên nhận được cuộc gọi từ em gái nhưng sau khi được kết nối đó lại không phải là giọng của hoàng linh chỉ nghe thấy giọng nói vội vã của một cô gái trẻ ở đầu dây bên kia anh có phải là anh trai của Hoàng Linh không? Nhanh đến bệnh viện chỉnh hình đi, em gái anh, cô ấy bị thương rất nặng. Sau khi Hoàng Thiên nghe điện thoại của cô gái, cơ thể anh rung lên một vài lần và gần như ngất xỉu xuống đất. Hoàng Linh tuy không phải em gái ruột của anh nhưng anh lại yêu Hoàng Linh gấp trăm lần em gái ruột. Nghe tin Hoàng Linh bị thương nặng, trong lòng Hoàng Thiên đau đến mức lửa giận lập tức bốc lên. Anh Hoàng, nhanh lên, tình huống hiện tại của Hoàng Linh rất tệ. Cô gái ở đầu dây bên kia lại nói. Tôi sẽ đến ngay. Hoàng Thiên cúp máy và lái xe đến bệnh viện chỉnh hình Bắc Ninh. Mặc dù chỉ là một chiếc xe BYD, nhưng Hoàng Thiên lái xe mang lại cảm giác như siêu xe, nó phóng như điện, đến bệnh viện cũng không mất 10 phút. Lúc này trong lòng Hoàng Thiên thật sự vừa lo lắng vừa tức giận. Điều khiến anh lo lắng là anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với em gái mình, tình hình vết thương ra sao đáng giận là cái gì là ai mà tàn nhẫn như vậy em gái anh là một cô gái hiền lành tốt bụng luôn tỏ ra ân cần với người khác sao kẻ đó có thể tàn nhẫn như vậy hỏi thăm khắp nơi cuối cùng hoàng thiên cũng tìm được phòng mổ của hoàng linh ca mổ đang diễn ra bên ngoài phòng mổ có hai cô gái trẻ đang lo lắng đứng đó một cô gái tóc ngắn đang lặng lẽ lau nước mắt với vẻ mặt lo lắng nhìn thấy hoàng thiên vội vàng tới gần cô gái tóc ngắn chào hỏi anh là anh trai của hoàng linh Hoàng Thiên gật đầu, là tôi, em gái của tôi xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái tóc ngắn lau nước mắt nói với Hoàng Thiên, anh Hoàng, chúng tôi và Hoàng Linh đang đi trên phố, đột nhiên có ba nam hai nữ lao ra. Một người còn cầm theo một cây gậy sắt, đánh Hoàng Linh gãy chân. Lúc này, cô gái tóc ngắn lại bắt đầu khóc. Một cô gái xinh đẹp khác bắt chuyện và nói với Hoàng Thiên, anh Hoàng, người đàn ông đó quá độc ác. Sau khi Hoàng Linh ngã xuống đất, anh ta đã đá vào mặt Hoàng Linh vài lần. Hoàng Thiên nắm chặt tay, đau đớn đến mức chảy máu trong tim, hận không thể kìm nén. Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn cưng chiều em gái mình, nói anh là người cuồng em gái cũng không có gì quá đáng. Làm sao có thể nghĩ rằng ngày hôm nay, đứa em gái của anh đã phải chịu một tai họa như vậy? Nếu là người đó bây giờ, Hoàng Thiên nhất định sẽ giết hắn không chút do dự. Người đàn ông đó trông như thế nào và có đặc điểm gì không? Hoàng Thiên hỏi cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp nhớ lại, nói với Hoàng Thiên, người đàn ông đó ăn mặc rất thời trang, thoạt nhìn là con nhà giàu, nhân tiện, bên tai phải anh ta cũng đeo một chiếc khuyên tai bằng vàng. Khuyên tai vàng. Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi, anh liền nghĩ đến Vương Tử Tuyên. Tên khốn này đeo một chiếc khuyên tai bằng vàng. Hai cô gái đó trông như thế nào? Hoàng Thiên hỏi thêm để xác nhận. Cô gái tóc ngắn suy nghĩ một hồi rồi nói trước một cô gái rất xinh đẹp, hình như là bạn gái của anh chàng đeo bông tai. Cô gái kia cũng rất xinh, dù sao họ đều rất trẻ, khoảng hơn 20 tuổi. Hoàng Thiên trong mắt tràn đầy sát khí, anh đã có thể chắc chắn nhóm người này là Vương Tử Tuyên và Lâm Minh Thùy. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh đánh gãy mũi Vương Tử Tuyên, chắc chắn là Vương Tử Tuyên trả thù, ra tay với em gái Hoàng Linh của anh. Khốn nạn, mày có thể đến chỗ Hoàng Thiên tao đây, nhưng lại ra tay với em gái của tao? tao sẽ khiến mày hối hận khi đến thế giới này. Trong lòng Hoàng Thiên thầm thề, lúc này không nói lời nào, canh giữ ở trước phòng phẫu thuật. Hơn nửa giờ sau, Hoàng Linh được nhân viên y tế đẩy ra ngoài. Bác sĩ, em ấy thế nào? Hoàng Thiên lo lắng hỏi bác sĩ. Bác sĩ tham dự tháo khẩu trang xuống, anh có phải là người nhà của người bị thương không? Hoàng Thiên gật đầu. Người bị thương không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Bác sĩ cho biết, hoàng thiên thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng bệnh của hoàng linh cùng với hai người bạn học của hoàng linh hoàng linh đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái mét dù được gây tê nhưng cô vẫn rất đau nhìn thấy hoàng thiên trong nháy mắt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống anh trai nhìn khuôn mặt thâm tím và đôi chân bó bột của em gái hoàng thiên đau như cắt yên tâm dưỡng thương anh sẽ báo thù cho em hoàng thiên nhẹ nhàng vuốt tóc em gái hoàng linh nhẹ nhàng lắc đầu anh trai em không cần anh báo thù em không muốn anh lại gặp phải phiên phức hoàng thiên cố nặn ra một nụ cười nhìn em gái đáng yêu hiểu chuyện khẽ nói đừng lo lắng anh trai sẽ không sao đâu hoàng thiên nói xong liền đứng dậy rời khỏi bệnh viện vừa ra khỏi cổng bệnh viện hoàng thiên đã gọi điện cho tiêu tấn tiêu tấn trong vòng một giờ nữa tìm cho tôi một người tên là vương tử tuyên anh hoàng đừng lo lắng nửa giờ nữa tôi sẽ đưa thằng nhóc này đến gặp anh Tiêu Tấn nói qua điện thoại với giọng điệu thoải mái. Hoàng Thiên cúp máy rồi ngồi xe chờ. Cùng lúc đó, Tiêu Tấn đã phái người của mình đi tìm Vương Tử Tuyên khắp các nơi. Vương Tử Tuyên vẫn có chút tiếng tăm ở thành phố Bắc Ninh, mặc dù gia đình của anh ta không khá hơn thế hệ giàu có thứ hai như Trịnh Hiểu Phong nhưng nhiều người vẫn biết đến anh ta. Đối với một người thông thạo các ngõ ngách như Tiêu Tấn, tìm một người như Vương Tử Tuyên thực sự rất dễ dàng. Trong vòng 15 phút một trong những đàn em của Tiêu Tấn biết được tin tức. Vương Tử Tuyên cùng với hai người phục vụ và hai cô gái đang hưởng thụ tại karaoke Trịnh Khả. Hơn chục chiếc Audi A6L màu đen nhanh chóng đến trước mặt karaoke Trịnh Khả, Tiêu Tấn và 34 người người trực tiếp xông vào. Nhân viên bảo vệ nội bộ của karaoke Trịnh Khả không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng làm ở đây đã lâu rồi, biết những người này không phải ở đây để tiêu tiền, mà là để làm loạn. Gọi Vương Tử Tuyên cút ra đây. Tiêu Tấn hét lên khi bước vào. Anh bạn, tốt hơn hết là đừng làm loạn ở đây. Vài nhân viên an ninh nội bộ vây quanh, một người trong số họ cảnh cáo Tiêu Tấn. Bốp, Tiêu Tấn tắt nhân viên bảo vệ nội bộ và không nói chuyện vô nghĩa với đứa trẻ này. Nhìn thấy Tiêu Tấn dữ tợn như vậy, những bảo đảm bên trong khác cũng không dám làm gì, bởi vì Tiêu Tấn mang theo quá nhiều người, những bảo vệ này cũng rất thức thời. Xin chào anh trai, Tôi là quản lý ở đây, có việc gì cần sao? Quản lý karaoke Trịnh Khả chạy tới sau khi nghe tin, thực ra tên này là xã hội đen, gọi là quản lý nhưng thực tế là bảo kê. Vương Tử Tuyên ở phòng nào? Đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Tấn nhìn về phía quản lý. Mặc dù quản lý không biết Tiêu Tấn, nhưng có thể thấy người đàn ông trước mặt không phải là người anh ta có thể gây sự. Anh trai, cậu chủ Vương ở đây, nhưng anh tốt nhất không nên làm gì. Người quản lý thảo luận với Tiêu Tấn. Đừng nói nhảm, mang hắn ra đây. Tiêu Tấn đang tức giận, còn hứa với anh Hoàng 30 phút, làm sao có thời gian để lãng phí nước bọt. Người quản lý chạy đến phòng riêng của Vương Tử Tuyên để tìm anh ta. Lúc này Vương Tử Tuyên rất tự đắc, đêm qua Hoàng Thiên đánh gãy sống mũi, hôm nay đánh gãy chân Hoàng Linh. Hừ, Hoàng Thiên, cái thứ không biết điều, dám đấm ông đây. Bây giờ chắc là khóc với em gái rồi, ha han. Vương Tử Tuyên uống bia và cười đắc thắng. Lâm Minh Thủy nép vào vòng tay của Vương Tử Tuyên, bộ dạng tràn đầy quyến rũ. "Cậu chủ Vương, anh thật là tuyệt vời, người ta yêu anh chết đi được." Lâm Minh Thủy nói và vòng tay qua cổ Vương Tử Tuyên. Tố Huệ cũng hài lòng nở nụ cười, "Đúng vậy, Hoàng Thiên bây giờ có lẽ đã sợ hãi rồi, cậu chủ Vương có thể tìm cậu ta, bảo cậu ta nói với chủ tịch Lương giao công trình cho anh." Vương Tử Tuyên ngạo mạn gật đầu cười, "Mẹ kiếp!" còn bảo tôi đến tìm hắn sao? Hắn phải ngoan ngoãn đến cầu xin tôi đừng đánh gãy chân hắn. Hi hi, cậu chủ vương nói đúng, tố huệ tân bốc. Cả ba đang đùa thì cửa phòng riêng mở ra. Người quản lý bước vào với vẻ mặt lo lắng, chưa kịp nói thì tiêu tấn đã cùng người của mình lao vào. Liếc nhìn đám người vương tử tuyên, tiêu tấn xua tay, đưa tất cả những người có mặt đi. Ba người đàn ông và hai người phụ nữ chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị đội bao ải lên đầu và mang đi một nhà máy bỏ hoang ở thành phố bắc ninh tiêu tấn đã mang theo người của mình và đợi ở đây vương tử tuyên và những người khác ba nam hai nữ quỳ trên mặt đất xếp hàng đều sợ chết khiếp anh trai anh trai có chuyện gì sao muốn tiền cứ nói tôi sẽ đưa vương tử tuyên dùng mình một cái nịnh nọt hỏi tiêu tấn tiêu tấn không để ý đến vương tử ba chỉ chờ hoàng thiên đến lâm minh thủy và tố huệ mặt tái mét thành thật quỳ ở đó Họ biết rằng thảm họa sắp xảy ra, nhưng họ không biết đã kích động những nhân vật khủng khiếp này lúc nào. Hai người phục vụ của Vương Tử Tuyên cũng ngẩn ra, quỳ ở đó đổ mồ hôi lạnh. Vài phút sau, một chiếc xe BYD chạy vào nhà máy bỏ hoang. Sau đó, Hoàng Thiên kéo cửa và xuống xe. Lâm Minh Thủy thấy rằng Hoàng Thiên ở đây, cô ta đã rất ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, cô ta đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều cô ta nghĩ rằng hoàng thiên có lẽ cũng khiêu khích đám người này nên đã bị mang đến anh trai này chúng tôi không liên quan gì đến tên phế vật hoàng thiên muốn xử lý anh ta thì cứ việc tha cho chúng tôi có được không lâm minh thủy mỉm cười với tiêu tấn nịnh nọt cầu xin tiêu tấn nghe vậy nhíu mày thầm nghĩ cô gái này đúng là to gan dám gọi anh hoàng phế vật đây không phải là tìm cái chết sao mẹ kiếp im mồm đi nói nhiều nữa tao cào nát mặt mày một trong những người đàn em của Tiêu Tấn lấy dao ra da và hô hô trước mặt Lâm Minh Thủy. Lâm Minh Thủy sợ hãi đến mức tiểu ra quần, đúng quần ướt đẫm, cô ta đã trải qua cảnh tượng này bao giờ. Mấy người vương tử tuyên không dám nói chuyện, đều nhìn Hoàng Thiên. Bọn họ đều ảo tưởng, đều hy vọng Hoàng Thiên xúc phạm nhóm này, bọn họ chỉ vì tiếp xúc với Hoàng Thiên nên bị ảnh hưởng. Hoàng Thiên lúc này đã xảy bước đi tới, lúc này trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, anh Hoàng, anh tới rồi. Tiêu tấn nhanh chóng tiến tới, cúi eo chào hỏi Hoàng Thiên. Anh Hoàng, hàng chục đàn em của tiêu tấn đều cúi xuống cúi đầu, cung kính chào Hoàng Thiên. Điều này, cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Minh Thủy đột nhiên mở to, gần như có thể nhét cả quả trứng vào. Cô ta ngây người nhìn Hoàng Thiên, bạn học cũ mà cô ta coi thường vẫn như vậy, quần áo ăn mặc không thể tâm thường hơn, nhìn thế nào cũng thấy là một người nghèo hèn nhưng lại là một người đàn ông có thể khiến hàng chục kẻ côn đồ máu lạnh phải cúi đầu chào. Cô ta bị ảo giác sao? Hay tất cả những người này đều bị điên rồi? Vương Tử Tuyên hoàn toàn bối rối, anh ta không thể tin được những gì mình thấy trước mắt. Hoàng Thiên không phải chỉ là tên phế vật ăn bám sao? Từ khi nào anh ta có thể diễn như vậy? Tất cả những ảo tưởng vừa rồi đã tan tành, thực tế hàng chục người đang lắng nghe lệnh của Hoàng Thiên. Thật đáng sợ nghĩ đến hoàng linh vừa bị đạp gãy chân vương tử tuyên sợ tới mức dựng tóc gáy cảm thấy khó thở tố huệ cũng bị sợ hãi đến mức mặt trắng bệch hai người phục vụ của vương tử tuyên quỳ xuống đó ngay cả thở cũng không dám trong không khí có sát khí và không hề có một âm thanh nào trong khoảng không gian trống trải của khu nhà xưởng với hàng chục người hoàng thiên không nói lời nào bước tới một bên người của tiêu tấn cầm lấy cây gậy sắt màu đen trong tay Thanh sắt dày một mét sáng chói dưới ánh mặt trời. Vương Tử Tuyên sợ đến mức chiếc áo sơ mi thiết kế ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống cằm. Ngây người nhìn Hoàng Thiên như một kẻ ngốc. Từ khi chạm chán với Hoàng Thiên mấy ngày nay, anh ta đã chế nhạo Hoàng Thiên, coi Hoàng Thiên là kẻ ngố. Cề tối hôm qua anh ta chịu thiệt một chút, hôm nay anh ta liền đánh gãy chân của em gái Hoàng Thiên. Anh ta luôn cho rằng mình sẽ dọa Hoàng Thiên sợ. Làm sao có thể nghĩ rằng thảm họa sắp xảy ra? Lúc này, phế vật trong lòng anh ta giống như biến thành một người khác, toàn thân có khí tức sát khí không gì sánh được, chẳng lẽ là giả vờ làm phế vật. Anh, anh Hoàng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vương tử tuyên lắp bắp kinh hãi, giọng nói run run, cả người run lên. Ai đánh gãy chân em gái tôi? Giọng nói Hoàng Thiên băng giá. Vương tử tuyên không dám nói lời nào, quỳ dưới chân Hoàng Thiên, thân thể co quắp run rẩy. Hai người phục vụ sợ tới mức sợ hãi mất hồn, họ chỉ là tới chơi cùng Vương Tử Tuyên, không ngờ Vương Tử Tuyên lại gây ra tai họa kinh khủng như vậy. Anh Hoàng, chúng tôi không làm, đều là do cậu chủ Vương làm. Một người phục vụ chỉ vào Vương Tử Tuyên, vội vã vã mồ hôi. Đúng vậy, anh Hoàng, chúng tôi từ đầu đến cuối vẫn chưa động đến em gái anh. Chúng tôi bị oan, một người phục vụ khác cũng hét lên. Trong mắt Hoàng Thiên có thể nhìn thấy ngọn lửa, anh đập thanh sắt vào miệng của hai người hầu cận. Bốp bốp, hai âm thanh trầm đục cùng với tiếng gào thét của bi thảm như lợn bị chọc tiết hai người bị đánh tơi tả hộc máu hai người đàn em của tiêu tấn lôi hai người đó sang một bên vừa đấm vừa đá tiếng la hét không dứt vương tử tuyên sợ tới mức ướt cả đúng quần gần như quỳ xuống hai người phục vụ của anh ta không có đánh hoàng linh lại bị hành hạ thê thảm như vậy rốt cuộc đến lượt anh ta sẽ phải chịu những gì vương tử tuyên không dám nghĩ nữa loại hoảng sợ này từng giây từng phút gần như dày vò. Mặc dù Lâm Minh Thủy sợ tiêu tấn, nhưng không sợ Hoàng Thiên, dù sao thì hình ảnh phế vật của Hoàng Thiên đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng cô ta. Lúc này, cô ta tức giận đứng lên, chỉ vào Hoàng Thiên kêu nói, Hoàng Thiên, cậu không thấy là mình rất buồn cười sao? Cậu đã tốn bao nhiêu tiền để tìm những người này đối phó với chúng tôi? Tôi cảnh cáo cậu, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp, nếu không cậu sẽ hối hận khi tố huệ nhìn thấy lâm minh thủy mắng hoàng thiên cô ta cũng có can đảm không quỳ nữa cô ta đứng dậy đi tới hoàng thiên diễu cợt nói hư hư minh thủy nói đúng cậu chủ vương có thể nghèo hơn tên khố rách như cậu sao đang nói chuyện tố huệ nói với tiêu tấn anh trai tên phế vật này sẽ cho anh bao nhiêu tiền cậu chủ vương của chúng tôi có thể cho anh gấp đôi anh có thể giúp chúng tôi đối phó với hoàng thiên tiền không thành vấn đề lâm minh thủy nhìn thấy những gì tố huệ nói trong lòng cô ta có chút chắc chắn, trên đời này không có gì mà Tiên không giải quyết được, cậu chủ Vương không thiếu tiền. Chỉ có Vương Tử Tuyên là không có lời nào, anh ta cảm thấy rằng tiền không thể giải quyết vấn đề hôm nay. Bốp, bốp, Hoàng Thiên vung tay tát vào má Lâm Minh Thủy và Tố Huệ đang tức giận, Hoàng Thiên làm sao có thể đánh bọn họ nhẹ. Đánh hai người chảy máu mũi, mặt mũi sưng vù như cái bánh bao hấp. "Cậu, cậu dám đánh tôi?" lâm minh thủy nhìn hoàng thiên với ánh mắt không tin cô ta không ngờ rằng hoàng thiên lại dám đánh cô ta như đã nói lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho các người hoàng thiên nói với giọng nói lạnh lẽo lâm minh thủy và tố huệ không dám ngạo mạn nữa họ thấy rằng hoàng thiên lúc này thực sự giống như một con người khác hoàng thiên lúc này đi tới gần vương tử tuyên nhìn vương tử tuyên đang quỳ trên mặt đất trong ngực hoàng thiên tức giận không thể kìm nén anh hoàng lần này tha cho tôi Tôi có thể cho anh nhiều tiền hơn." Vương tử Tuyên sợ đến mức không biết nói gì, muốn giải quyết chuyện này bằng tiền. "Đừng nhắc tới tiền, tiền của tao có thể tiêu 18 đời cũng không hết." Hoàng Thiên vừa nói vừa đá Vương tử Tuyên đang quỳ trên mặt đất, sau đó cầm thanh sắt đối đánh vào chân chó của Vương tử Tuyên. Kéo dài hơn nửa phút, sau đó nhìn thấy Vương tử Tuyên đau đớn ngất đi. Bị gãy cả hai chân, không thể nối lại được chắc chắn quãng đời còn lại của anh ta không thể sống thiếu xe lăn nghĩ đến mặt em gái bị đá mấy cái hoàng thiên vẫn còn tức giận lại đá mạnh vào mặt vương tử tuyên vương tử tuyên tỉnh dậy vì đau đớn lăn lộn trên mặt đất trong nháy mắt mặt vương tử tuyên sưng lên xanh xanh tím tím không chỗ nào là lành lặn cha bây giờ ngay cả mẹ mày cũng không thể nhận ra mày hoàng thiên ném thanh sắt lửa giận trong lồng ngực chút xuống chuẩn bị rời đi nơi này hoàng thiên mày chờ đấy cho tao cha tao sẽ không tha cho mày vương tử tuyên khóc lóc hét lên anh ta hiện tại đã hoàn toàn bị phế đi cả đời cũng gần như chết rồi hoàng thiên dừng lại suýt nữa anh đã quên gia cảnh của vương tử tuyên khá tốt cho dù là người tàn tật cũng không thiếu phụ nữ những ngày sau cũng không khổ sở gì anh quay đầu khuôn mặt hoàng thiên lộ ra vẻ khinh bỉ suýt nữa thì quên mất cha mày nửa đời sau hai cha con mày sẽ đi xin ăn Tao cũng nói với mày rằng cho dù mày có xin ăn cũng không dám ở thành phố Bắc Ninh. Không bằng đánh mày thêm cái nữa. Vương Tử Tuyên nhìn vẻ mặt u ám Hoàng Thiên lúc này, anh ta hoàn toàn chìm vào trong sự sợ hãi vô tận. Trước đây, anh ta chỉ coi những gì Hoàng Thiên nói là chém gió, nhưng hiện tại, anh ta không thể không tin. Mày, mày nói thế là ý gì? Trước khi mặt trời lặn, cha mày sẽ dùng tiền để chuộc lại mày, những ngày tốt đẹp của cậu chủ Vương cũng kết thúc từ đây hoàng thiên lạnh lùng bỏ lại câu nói này xoay người bước lên xe vương tử tuyên nằm trên mặt đất trong tuyệt vọng nỗi đau và sự sợ hãi khiến anh ta suýt ngã quy hoàng thiên chẳng phải cậu thích tôi sao bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu được không lâm minh thủy hét lên đuổi theo quy xuống đất ôm đùi hoàng thiên một cách đáng thương người phụ nữ này thật sự không đơn giản cô ta đã nhìn ra vương tử tuyên kém cỏi hơn hoàng thiên nhiều Nói không chừng, Hoàng Thiên mới là người giàu có ẩn. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An đang quỳ dưới chân mình, trong lòng thật sự không nói nên lời. Lâm Minh Thủy như thể một con chim nhỏ, ngoan ngoãn quỳ ở đó, hai mắt to chấp động, phóng miệng trực tiếp với Hoàng Thiên. Phải nói người phụ nữ này rất đẹp, dáng người chắc chắn cũng rất đỉnh. Nghĩ lại những ngày cấp hai, anh bị người phụ nữ này ám ảnh như vậy, đến bây giờ nghĩ lại, Hoàng Thiên lúc đó thật sự còn non nớt. Hồi đó lâm minh thủy thậm chí còn không nhìn thẳng vào ngày hoàng thiên mà chỉ coi anh như một con chó nhưng vào lúc này lâm minh thủy giống như một con chó cái vậy đuôi dưới chân hoàng thiên nghĩ tới cũng đủ thú vị lâm minh thủy cậu không nghĩ mình trông thật rẻ tiền sao hoàng thiên lạnh lùng nhìn lâm minh thủy hồi lâu mới nói lời này lâm minh thủy không cảm thấy xấu hổ chút nào cô ta vẫn rất thông minh cô ta đã thấy hoàng thiên chắc chắn không phải là một kẻ bạc tình càng không phải kẻ nghèo hèn tài chính và quyền lực của người đàn ông này quả là đáng kinh ngạc. C. Nếu không, sao có thể huy động được bao nhiêu người trong xã hội? Vương Tử Tuyên lẽ ra có thể cho Tiêu Tấn rất nhiều tiền, nhưng Tiêu Tấn lại không hề nhắc đến tiền, có thể thấy rằng Tiêu Tấn rất trung thành với Hoàng Thiên. Thế lực và lai lịch gì đằng sau Hoàng Thiên là gì mà có thể khiến một nhân vật như Tiêu Tấn phải bán mạng? Lâm Minh Thủy thậm chí không dám nghĩ xa hơn, Hiện tại cô ta chắc chắn 100% rằng Hoàng Thiên chính là mẫu đàn ông mà cô ta nằm mơ cũng muốn có. Cô ta ôm chặt lấy bắp đùi của Hoàng Thiên, Lâm Minh Thủy khóc như mưa. "Hoàng Thiên, cậu có biết bao năm qua tôi luôn nghĩ đến cậu, nghĩ đến bức thư tình mà cậu viết cho tôi, nghĩ đến lòng tốt của cậu đối với tôi." Vừa nói chuyện, Lâm Minh Thủy vừa lau nước mắt, trông rất mê người. Hoàng Thiên trước hết giật mình, huống chỉ là lời tỏ tình trìu mến của Lâm Minh Thủy, thật sự rất cảm động. Nếu không phải người phụ nữ trước đây đối xử với Hoàng Thiên quá tệ, Hoàng Thiên có thể sẽ cảm động trước lời nói của cô ta. Ha ha, thật không. Hoàng Thiên cười lạnh nhìn Lâm Minh Thủy. Lâm Minh Thủy thấy Hoàng Thiên không tin, lo lắng đến mức không biết phải làm sao, sau đó nhanh chóng nói, đương nhiên là thật. Hoàng Thiên, từ khi tốt nghiệp cấp 2 chúng ta đã không gặp lại nhau, giá như có thể gặp lại cậu sớm hơn, tôi sẽ không ở cùng một kẻ cặn bã như Vương Tử Tuyên. Cô ta càng nói càng nhập tâm. Cuối cùng cô ta bắt đầu nức nở. Hoàng Thiên cạn lời, anh cảm thấy thật đáng tiếc khi Lâm Minh Thủy không trở thành diễn viên, với kỹ năng diễn xuất này, cô ta chắc chắn có thể giành được giải Oscar. Vương Tử Tuyên đau đớn, bây giờ lại còn thêm cả tuyệt vọng. Lúc này, nhìn bạn gái quỳ dưới chân Hoàng Thiên, vừa thốt ra lời tỏ tình, Vương Tử Tuyên liền phun ra một búng máu. Con khốn, mày, mày khiến tao tức chết rồi. Vương Tử Tuyên trợn mắt tức giận chịu đựng cơn đau dữ dội, mắng Lâm Minh Thủy. Lâm Minh Thủy đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay đầu chỉ vào Vương Tử Tuyên đang nằm trên mặt đất như chó chết, anh là đồ khốn kiếp, cả nhà anh đều là đồ khốn nạn. Nếu tôi không tin lời ngon ngọt của anh, tôi đã không khiến anh Hoàng Thiên của tôi phải đau lòng như vậy. Phụt phụt, Vương Tử Tuyên tức giận đến mức phun máu, suýt nữa ngất xỉu. Lâm Minh Thủy ngừng chú ý đến Vương Tử Tuyên, cô ta chấp chấp mắt nhìn Hoàng Thiên, cố hết sức dụ dỗ anh, hoàng thiên đẩy lâm minh thủy ra thản nhiên nói được rồi đừng lãng phí sức lực nữa cậu không thấy mệt sao anh hoàng thiên anh không tin em sao lâm minh thủy trông có vẻ đau khổ quỳ xuống và bò đến dưới chân hoàng thiên vừa định ôm lấy đùi hoàng thiên lần nữa hoàng thiên đã đi về phía tiêu tấn anh hoàng mấy người này xử lý như thế nào tiêu tấn nhanh chóng nhờ hoàng thiên chỉ dẫn anh muốn làm gì thì làm tôi có việc phải đi trước hoàng thiên nói anh chuẩn bị lên xe rời khỏi đây anh phải quay lại bệnh viện để gặp em gái hoàng linh tiêu tấn gật đầu đồng ý sau đó ra lệnh không cần quan tâm đến ba gã kia nữa đưa hai con ả này đi vâng một số đàn em của tiêu tấn đồng thanh và họ đến bắt lâm minh thủy và tố huệ định đưa họ lên xe lâm minh thủy và tố huệ đã rất sợ hãi nếu họ bị một người xã hội như tiêu tấn bắt đi thì còn gì tệ hơn họ không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo anh hoàng thiên anh tàn nhẫn không quan tâm đến em như vậy xa lô giúp em với hu 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 lâm minh thủy khóc lóc cầu xin hoàng thiên lúc này cô ta thực sự rất sợ hãi hoàng thiên vừa định lên xe liền cau mày dừng lại ngay khi hoàng thiên dừng lại lâm minh thủy và tố huệ đều nhìn thấy hy vọng hoàng thiên là vị cứu tỉnh của họ anh hoàng làm ơn nói với tiêu tấn đừng để anh ta mang chúng tôi đi được không tố huệ vừa khóc vừa lau nước mắt run rẩy cầu xin hoàng thiên hoàng thiên quay đầu lại nhìn lâm minh thủy và tố huệ nghĩ rằng lúc trước họ đang mỉa mai và chế giễu mình như vậy hoàng thiên thật sự không muốn cứu họ tiêu tấn trở nên mất kiên nhãn xua tay nói nhanh lên vừa hay câu lạc bộ giải trí thiếu nhân viên hai ả à này chắc chắn có thể rất đắt khách ha han vâng anh tiêu tấn vài tên đàn em đồng ý Họ đi đến bắt lấy Lâm Minh Thủy và Tố Huệ. Lâm Minh Thủy và Tố Huệ lần này đã sợ hãi đến mức sụp đổ hoàn toàn, đến đó thì sẽ ra sao? Mỗi ngày phải phục vụ biết bao nhiêu đàn ông, cuộc sống rất khó khăn. Anh Hoàng Thiên, em xin anh, chúng tôi biết rằng chúng tôi sai rồi, chúng tôi không phải là người, xin anh tha thứ. Lâm Minh Thủy đã khóc, tát vào miệng, tát vào mặt hàng chục lần, khuôn mặt sưng ấy. Tố Huệ cũng khóc lóc thảm thiết, anh Hoàng em không dám nữa anh có thể nói với tiêu tấn em không muốn vào nơi như vậy tố huệ cầu xin hoàng thiên và tự tát mình theo cách giống như lâm minh thủy hoàng thiên cau mày nhìn hai người bọn họ lúc này vẻ mặt xấu hổ nếu để họ vào câu lạc bộ làm gái thì hơi quá đáng để họ đi hoàng thiên thản nhiên nói câu này chắc chắn giống như một sắc lệnh của hoàng gia vì vậy một vài tên đàn em của tiêu tấn ngay lập tức buông tha cho lâm minh thủy và tố huệ tuân lệnh anh hoàng ha ha tiêu tấn cười xấu xa thật ra vừa rồi anh ta chỉ dọa lâm minh thủy và tố huệ thôi chứ không định làm vậy nhưng lâm minh thủy và tố huệ không biết họ cảm thấy như lấy lại được cái mạng liên tục cảm ơn hoàng thiên quỳ dưới đất đập đầu hàng chục lần trước hoàng thiên hoàng thiên nếu mày giỏi thì đừng chạy cha tao sẽ tới ngay thôi Vương Tử Tuyên nằm trên mặt đất như một con chó chết, mặt đầy máu vô cùng xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi hét lên với Hoàng Thiên. Vừa rồi, tên này lợi dụng sự chú ý của người khác và gọi điện cho cha của mình. Bị Hoàng Thiên hành hạ như vậy, Vương Tử Tuyên cảm thấy thả sống còn hơn chết, cái giá phải trả quá cao, muốn trả thù ngay lập tứ. C. Những lần làm việc ác bao năm nay đều trông cậy vào cha anh ta, lúc này trong lòng đương nhiên sẽ nhớ đến cha mình. Hoàng Thiên muốn rời đi, sau khi nghe Vương Tử Tuyên nói, Hoàng Thiên liền đổi ý. Vừa nãy anh đã nói rồi, trước khi mặt trời lặn sẽ khiến nhà họ Vương phá sản, mà còn mang một món nợt ha ha, mày gọi cha mày đến rồi à? Hoàng Thiên cười lạnh nhìn Vương Tử Tuyên đang què quạt. Vương Tử Tuyên tức giận đến sắp co quắp, nghiến răng nghiến lợi, đúng. Hoàng Thiên mày sợ rồi đúng không? Có sợ cũng vô dụng, mày đã khiến tao bị què, cha tao sẽ giết mày, hu hu hu. Mới nói một nửa, Vương Tử Tuyên bắt đầu khóc, nhìn hai chân của mình què quạt, tên này đúng là không chút thương tình. Rất tốt, tao sẽ ở đây chờ người cha chó chết của mày. Hoàng Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói. Sau đó Tiêu Tấn di chuyển một chiếc ghế, kính cẩn đặt bên cạnh Hoàng Thiên, "Anh Hoàng, mời anh ngồi." Hoàng Thiên không nói gì, lập tức ngồi xuống. Hàng chục người đứng sau Hoàng Thiên đột nhiên thể hiện theo thân phận. Lâm Minh thủy ngẩn người ra, trong lòng cô ta rất hối hận nghĩ đến chuyện này ngay cả lương mạnh bắc cũng nghe theo hoàng thiên như vậy cô ta muốn đập đầu vào tường tại sao mình lại ngu ngốc như vậy nên sớm nhìn ra hoàng thiên không phải là người bình thường nhưng bây giờ hoàng thiên cũng không để ý đến cô ta khiến cô ta chán nản muốn chết anh hoàng ba nam hai nữ này thì sao tiêu tấn chỉ vào hai người phục vụ lâm minh thủy và tố huệ và hỏi hoàng thiên để tất cả bọn họ đi đúng tiêu tấn đồng ý sau đó chạy tới chỗ bốn người, các người cút đi. Lâm Minh Thủy bọn họ nghe xong liền bỏ chạy, quần gần như bỏ chạy, vì sợ Hoàng Thiên đổi ý. Trên không gian trống trải của nhà máy chỉ còn lại có Vương Tử Tuyên, tên nhóc này càng cảm thấy sợ hãi. Nhưng anh ta cũng không khác gì phế vật, hiện tại anh ta hận Hoàng Thiên, anh đang chờ cha anh ta đến báo thù. Mười phút sau, bốn chiếc ô tô chạy vào nhà máy bỏ hoang. Xe Mercedes-Benz phía trước có mấy người nhanh chóng lao xuống, một người đàn ông trung niên bụng vệ hướng về phía Hoàng Thiên với vẻ mặt sát khí. Người đàn ông trung niên này là cha của Vương Tử Tuyên, Vương Trung Bằng. Ở thành phố Bắc Ninh, Vương Trung Bằng này vẫn là số một, ông ta có một đội xây dựng dưới quyền và đã đảm nhận rất nhiều dự án, ông ta có một nền tảng vững chắc. Điều quan trọng nhất là ông ta nổi tiếng rất sĩ diện và hầu hết mọi người thực sự phải cho ông ta mặt mũi sau khi nhận được cuộc gọi của vương tử tuyên vương trung bằng gần như phát điên con trai của ông ta đã bị người khác đánh quẻ ông ta có thể không lo lắng sao vương trung bằng mang hơn chục người hùng hổ tới nhưng khi nhìn thấy hàng chục người có mặt ông ta hơi sững sờ những người ông ta mang theo hoàn toàn không phải là đối thủ với người ta tử tuyên tử tuyên vương trung bằng thấy con trai mình khốn khổ như một con chó thì chạy nhanh đến cha Cha nhất định phải trả thù cho con Giết Hoàng Thiên Con chỉ muốn hắn chết Vương Tử Tuyên khóc suốt mướt Không biết là đau đớn hay tuyệt vọng Vương Trung Bằng thấy con mình hoàn toàn bị thủ tiêu Tức giận đến nôn ra máu Hét lớn Hoàng Thiên là cái quỷ gì Vừa mới mang Liền nhìn thấy Hoàng Thiên ngồi ở trên ghế salon Mấy chục người đang đứng Chỉ có Hoàng Thiên đang ngồi Điều này đương nhiên dễ thấy Sau khi nhìn Hoàng Thiên vương trung bằng nghiến răng bởi vì hoàng thiên im lặng ở thành phố bắc ninh vương trung bằng chưa từng nghe đến cái tên này thằng nhãi vương trung bằng tao hôm nay sẽ chặt tay chân của mày để làm gậy cho tử tuyên vương trung bằng hét lên và cùng với đàn em lao đến hoàng thiên hoàng thiên ngồi đó nở nụ cười lạnh lùng nhìn vương trung bằng nói ông tên là vương trung bằng cái tên khá đặc biệt đấy mẹ mày làm đi chặt tay thằng nhãi này cho tao vương trung bằng hét lên với đàn em của mình ông vương ông cũng o mồm đấy lúc này tiêu tấn bước ra khỏi đám đông ngay khi tiêu tấn ở đây vương trung bằng và hàng chục người của ông ta không dám di chuyển ở thành phố bắc ninh nhiều năm như vậy nếu bọn họ còn không biết tiêu tấn bọn họ sẽ bị coi là kẻ ngốc tiêu tấn là cánh tay phải đắc lực của lã việt có ai ở bắc ninh mà không biết tiêu tấn anh tiêu tấn tại sao anh lại hành hạ con trai tôi không nể mặt Vương Trung bằng tôi đúng không? Vương Trung bằng cứng họng phàn nàn một câu. Thật ra ông ta chỉ nói vậy thôi, với thực lực của ông ta làm sao dám thách thức Tiêu Tấn? Nếu tôi đánh con trai ông thì sao? Ông thì là cái thá gì mà Tiêu Tấn tôi cần phải nể mặt ông? Tiêu Tấn chế nhạo đáp lại Vương Trung bằng: Anh? Vương Trung bằng tức giận đến phát run, nhưng không dám manh động. Nhưng có tức giận thì làm gì được, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối ngay cả con rồng cũng phải nằm xuống. Hơn nữa, Vương Trung Bằng chỉ là một con sâu nhỏ bé, so với kẻ có thế lực như Lã Việt thì chỉ coi như rác rưởi. Hoàng Thiên không có thời gian để lãng phí với Vương Trung Bằng, anh nóng lòng đến bệnh viện để gặp em gái. Vào lúc này anh gọi cho Lưu Nguyệt Hoa. "Điều tra Vương Trung Bằng, trước khi mặt trời lặn, tôi muốn thấy ông ta ăn xin trên đường." "Không có vấn đề thưa cậu chủ, tôi biết Vương Trung Bằng mấy năm nay đảm nhận rất nhiều dự án hỏng." Có một tòa nhà dân cư bị sập làm bị thương rất nhiều người. Chỉ cần chuyện này sẽ khiến ông ta không thể chờ mình được nữa." Lưu Nguyệt Hoa nói với Hoàng Thiên. "Không thể chờ mình, không được, tôi không muốn lại nhìn thấy ông ta chạy nhảy bên ngoài nữa." Hoàng Thiên nói. "Đừng lo lắng, cậu chủ, những vi phạm trong hoạt động trước đây của Vương Trung bằng sẽ sớm bị phanh phui. Những khoản tiền phạt do cơ quan quản lý đưa ra cùng với khoản tiền bồi thường thiệt hại khổng lồ cho các nhà phát triển, đủ khiến Vương Trung bằng mệt mỏi. Lưu Nguyệt Hoa tự tin nói. Làm ngay lập tức. Hoàng Thiên nói rồi cúp điện thoại. Nhìn Vương Trung Bằng và Vương Tử Tuyên nằm trên mặt đất, Hoàng Thiên hử lạnh một tiếng. Sử dụng sức mạnh của Tập đoàn Quốc tế Toàn cầu, không cần tốn công sức để hạ gục một Vương Trung Bằng với giá trị tài sản hàng chục tỷ. Hoàng Thiên bây giờ đã nằm quyền điều khiển cỗ máy khổng lồ của Tập đoàn Quốc tế Toàn cầu, xử lý vương trung bằng chẳng phải là chuyện trong vài phút sau vương trung bằng nghe thấy tất cả những gì hoàng thiên nói ông ta tròn mắt tự nghĩ đây là lời khoe khoang của hoàng thiên khiến ông ta ăn xin ông ta có gia tài hàng chục tỷ mà vẫn có thể đi xin ăn đây chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao vương trung bằng cực kỳ không tin nhưng không dám nói ra vì quá sợ tiêu tấn chỉ vài phút sau vương trung bằng nhận được nhiều cuộc gọi là tất cả các cuộc gọi từ các cơ quan quản lý cấp cao hơn cũng như những đối tác đã làm việc trước đó vương trung bằng núp ở một bên nghe điện thoại mỗi lần trả lời một cuộc gọi tim đều thất lại cuối cùng ông ta sụp đổi hết số tiền phạt khổng lồ khác và số tiền bồi thường thiệt hại được thanh lý đều đổ lên đầu ông ta và tất cả những vi phạm trước đó đều bị lật tẩy công ty giám sát mà ông ta đã hối lộ trước đó cũng bị ảnh hưởng bởi ông ta mà phá sản và người phụ trách chính bị bắt giam còn ông ta ngoài việc phạt hết tài sản mà còn quyền nợ đối mặt với tình cảnh bị khởi tố mà bị kết án tùy chỉ trong chốc lát vương trung bằng ngồi trên mặt đất điện thoại rơi xuống ngẩn người ông ta đã từng dùng tiền để làm rất nhiều việc nhưng bây giờ tất cả đều xuống sống xuống biển đè chết ông ta ai là người đứng sau chuyện này người đó có thế lực lớn đến mức nào cơ chứ vương trung bằng có nghĩ nát óc cũng không ra ông ta cảm thấy tuyệt vọng và hoảng sợ cha cha bị sao vậy mau đưa con đi bệnh viện con đau đớn không chịu nổi vương tử tuyên đau đớn hét lên và cầu cứu cha mình mày im đi thằng nghịch tử mày đã xúc phạm đến ai vậy vương trung bằng măng vương tử tuyên ba chuyện gì xảy ra vương tử tuyên cũng biết không ổn liền vội vàng hỏi gia đình chúng ta phá sản tao sắp bị tóm rồi mày sau này sẽ phải đi ăn xin trước chùa vương trung bằng yếu ớt nói khi vương tử tuyên nghe vậy anh ta trợn tròn mắt và hoàn toàn ngất đi hoàng thiên không còn tâm trạng để ý đến chuyện này nữa chào hỏi tiêu tấn rồi lái xe rời khỏi đây sau khi đến bệnh viện chỉnh hình hoàng thiên vào khu của hoàng linh hoàng linh bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều hai người bạn học của cô cũng đã rời đi lúc này chỉ còn lại một mình cô trên giường bệnh thấy hoàng thiên đến hoàng linh khó khăn ngồi dậy đừng nhúc nhích hoàng thiên nhanh chóng giữ cô lại để không cho cô di chuyển anh hai anh không sao chứ hoàng linh lo lắng nhìn hoàng thiên cô biết anh trai nhất định phải đi báo thù cho cô cô thực sự lo lắng anh trai sẽ xảy ra chuyện gì anh trai không sao thằng khốn làm tổn thương em đã bị trừng phạt xứng đáng hoàng thiên sờ đầu em gái nhẹ nhàng nói hoàng linh không hỏi nhiều chỉ nhẹ nhàng gật đầu hoàng thiên biết rằng bệnh viện chỉnh hình này có trình độ trung bình bệnh viện chỉnh hình bắc ninh mới là nơi có kỹ thuật tốt nhất vì vậy hoàng thiên đã làm thủ tục chuyển viện cho hoàng linh và chuyển đến bệnh viện chỉnh hình bắc ninh để hồi phục sau khi sắp xếp hoàng linh xong hoàng thiên nói chuyện với cô một lúc rồi đi đến phòng bệnh của lương mạnh bắc dù sao thì lương mạnh bắc vẫn là cấp dưới trung thành của anh bao lâu nay anh vẫn rất quan tâm đến ông trong phòng bệnh lương mạnh bắc đang nằm ở trên giường không biết đang suy nghĩ gì quản gia trần đã trở về hà nội và lương mạnh bắc chỉ còn lại một mình trong phòng Cậu chủ lương mạnh bắc không nhấc người lên được, ho khan chào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ra hiệu cho ông ngồi xuống, sau đó ngồi ở bên giường. Anh đang muốn hỏi Lương Mạnh Bắc thế nào thì ngay sau đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra và Phan Trí Trung, Chủ tịch Bệnh viện Bắc Ninh, cùng một nhóm đông đảo các chuyên gia và bác sĩ trưởng bước vào. Danh tính của Lương Mạnh Bắc gây chấn động ở bất cứ nơi đâu ông đến. Ông đã phải nhập viện tại đây và ngay cả đạo diễn cũng bị sốc phan trí trung sợ rằng không chăm sóc tốt cho ông và cũng muốn lấy lòng lương mạnh bắc nên đã đích thân dẫn một nhóm người đến thăm chủ tịch lương ông cảm thấy thế nào nếu ông có nhu cầu gì thì cứ nói tôi sẽ thu xếp cho ông phan trí trung đẩy kính và mỉm cười lịch sự viện trưởng phan khách sáo rồi lương mạnh bắc không nói nhiều lúc này mới nhìn về phía hoàng thiên sau đó nói với mọi người mọi người đi ra ngoài trước đi tôi muốn nói chuyện với hoàng thiên Phan Chí Trung lập tức xấu hổ, với địa vị của mình, khó khăn lắm ông mới dẫn người đến thăm, nhưng chỉ nói một lời đã bị đuổi khỏi phòng, thật quá xấu hổ. Những người đi theo sau cũng kinh ngạc, đều nhìn về phía Hoàng Thiên. Người có thể khiến Lương Mạnh Bắc coi trọng chắc chắn không tầm thường. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Thiên, những người này đều kinh ngạc. Không phải chứ, một chàng trai mặc quần áo bình thường như vậy được gọi là anh hoàng sao? Phan Trí Trung không dám lơ là, ông biết người mà lương mạnh bắc coi trọng nhất định không phải người thường ha ha ngại quá anh hoàng chúng tôi đi ra ngoài bây giờ anh cứ từ từ nói chuyện với ông lương phan trí trung rất khách sáo với hoàng thiên gật đầu dẫn mọi người đi ra ngoài hoàng thiên nhìn lương mạnh bắc bị thương nặng ánh mắt lúc này lạnh lùng điều anh muốn tìm hiểu nhất bây giờ là thằng khốn nào đâm lương mạnh bắc rốt cuộc có phải là do mẹ kế phái tới không cậu chủ quản gia trần đã trở về kyoto Tôi tin rằng ông ấy sẽ sớm phát hiện ra liệu có phải là mẹ kế của cậu làm hay không." Lương Mạnh Bắc đoán được Hoàng Thiên đang nghĩ gì, thở mạnh nói. Hoàng Thiên vừa định nói, bên ngoài phòng bỗng dưng có tiếng ồn ào, một thiếu nữ đang chửi bới, nhưng không biết đang chửi ai. Hoàng Thiên trong lòng rung động. Nghe từ giọng nói, chắc chắn là ở trong phòng Hoàng Linh. Bên ngoài càng ngày càng ồn ào, Hoàng Thiên lo lắng em gái sợ hãi nên nói với Lương Mạnh Bắc, "Ông Lương, ông nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài xem. Vâng thưa cậu chủ, Lương Mạnh Bắc đồng ý. Hoàng Thiên đi ra khỏi phòng bệnh, đi vào phòng bệnh của Hoàng Linh. Đi qua hành lang này chính là phòng của Hoàng Linh Phường, rất gần. Trước khi đến cửa phòng bệnh, Hoàng Thiên bỗng thấy có một cô gái trẻ ăn mặc lộng lẫy đang cãi nhau với một người đàn ông trước cửa phòng, lôi kéo xô đẩy, cô gái kia nói năng cũng rất tục, lâu lâu lại chửi người đàn ông, hoàn toàn là một người phụ nữ hung hãn hoàng thiên không quan tâm lắm đến loại tranh chấp nhỏ nhặt này nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông anh bỗng kinh ngạc mà bước nhanh đi tới người đàn ông này không phải ai khác mà chính là hoàng phúc trường cha nuôi của hoàng thiên lúc này hoàng phúc trường đang mặc áo màu xanh trên tay cầm hộp cơm cách nhiệt vẻ mặt bất lực và hoảng sợ cô gái buông ra quần áo của tôi bị cô xé gần hết rồi hoàng phúc trường dè dặt thương lượng với cô gái trước mặt Cô gái này trang điểm đậm và ăn mặc rất thời trang nhưng có phần dữ dẫn. Ông già, tôi đã bảo ngươi tránh ra, nếu không cút ra ngoài, phải đánh ông mới vui đúng không? Cô gái ăn mặc thời trang mắng cổ áo Hoàng Phúc Trường. Xung quanh có rất nhiều người nhà bệnh nhân, một số bệnh nhân cũng ra hóng chuyện, bàn tán xôn xao. Hoàng Thiên nhìn không ra nữa, lúc này mới đi vài bước, nắm lấy cánh tay của cô gái ăn mặc thời trang. Buông tay ra, Hoàng Thiên hét lên cánh tay của cô gái ăn mặc thời trang bị hoàng thiên tóm chặt đến mức đau đớn lúc này mới buông hoàng phúc trường ra anh là thằng nào đến lượt anh tọc mạch chuyện của tôi hả cô gái ăn mặc thời trang rất kiêu ngạo và cô ta chửi thẳng vào mặt hoàng thiên hoàng thiên không khỏi nhíu mày xem ra nữ nhân này thật sự là vô sỉ cha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc này hoàng thiên bỏ qua cô gái ăn mặc thời trang và hỏi hoàng phúc trường Hoàng Phúc Trường nhìn cô gái ăn mặc thời trang, thở dài nói, không sao, Hoàng Thiên, vết thương của Hoàng Linh có nặng không? Không sao đâu, cha đừng lo lắng. Hoàng Thiên an ủi, anh biết cha nuôi chỉ mới biết tin nên đến thăm Hoàng Linh. Ồ, hóa ra là con của ông già này, thảo nào ăn mặc lôi thôi như vậy, hai cha con đúng là một cặp nghèo rách. Cô gái ăn mặc thời trang nhìn Hoàng Thiên diễu cợt cười nói. Người đàn ông tốt không đánh nhau với phụ nữ, hoàng thiên không muốn chấp những thứ như thế này lúc này anh nói với hoàng phúc trường cha chúng ta vào thôi được hoàng thiên hoàng phúc trường muốn nhanh chóng tránh xa người phụ nữ bất cần này vội vàng gật đầu dự định cùng hoàng thiên vào phòng bệnh bất ngờ cô gái ăn mặc thời trang chặn hoàng thiên an ủi anh biết cha nuôi chỉ mới biết tin nên đến thăm hoàng linh ồ hóa ra là con của ông già này thảo nào ăn mặc lôi thôi như vậy hai cha con đúng là một cặp nghèo rách Cô gái ăn mặc thời trang nhìn Hoàng Thiên Diếu cật cười nói. Người đàn ông tốt không đánh nhau với phụ nữ, Hoàng Thiên không muốn chấp những thứ như thế này. Lúc này, anh nói với Hoàng Phúc Trường, cha, chúng ta vào thôi. Được, Hoàng Thiên. Hoàng Phúc Trường muốn nhanh chóng tránh xa người phụ nữ bất cần này, vội vàng gật đầu, dự định cùng Hoàng Thiên vào phòng bệnh. Bất ngờ, cô gái ăn mặc thời trang chặn cửa phòng bệnh. Tôi đã cho các người vào chưa? Cô gái ăn mặc thời trang cong môi nhếch mép hỏi. Hoàng Phúc Trường đưa ra, cả đời này anh đều rất thật thà, trong tình huống này anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn thấy cô gái ăn mặc thời trang này vẫn chưa xong, sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống. Bệnh viện là của người nhà cô mở à? Nay, dù sao ông già này nhất định không được phép vào phòng này. Lát nữa đi ăn cơm, thấy lão bẩn thỉu như vậy khiến bà đây buồn nôn. Cô gái ăn mặc thời trang mỉm cười. Nay bỏ đi Hoàng Thiên khi cô gái này ăn xong bữa trưa cha sẽ vào lại để thăm Hoàng Linh Hoàng Phúc Trường thở dài nói với Hoàng Thiên cút ra chỗ khác Hoàng Thiên sao có thể nhìn được chuyện này lúc này anh kéo cánh tay của cô gái ăn mặc thời trang kéo cô ta sang một bên sau đó dẫn Hoàng Phúc Trường vào trong phòng bệnh cô gái ăn mặc thời trang ngay lập tức trở nên tức giận đi giày cao gót đuổi theo anh còn dám động tay với tôi sao quần áo của tôi cả nghìn đô nếu rách thì anh có mua nổi không cô gái ăn mặc thời trang chỉ vào hoàng thiên và hét lên hoàng thiên bị cô gái này làm cho tức giận nói cô đã xong chưa vậy thì sao mẹ tôi một lát nữa sẽ được chuyển đến khu này tôi nói với anh trước khi mẹ tôi vào các người cút cho tôi nếu không đừng trách tôi không khách sáo cô gái ăn mặc thời trang cực kỳ kiêu ngạo thẳng thừng chửi bới đúng lúc này một vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo lao trắng bước vào trong phòng. "Cục Cưng, có chuyện gì vậy, sao lại cãi nhau?" Vị bác sĩ trẻ đến hỏi cô gái ăn mặc thời trang. Cô gái ăn mặc thời trang càng hãnh diện hơn khi thấy bác sĩ nam này bước vào. "Đại Minh, người ta đói bụng, chuẩn bị ăn cái gì đó, nhưng ông già bẩn thỉu này tới đây, trên người có mùi tanh tưởi, khiến người ta ăn không nổi nữa." Cô gái ăn mặc thời trang phàn nàn với Lục Đại Minh lục đại minh lập tức trợn tròn mắt sau khi nghe thấy lời này anh ta nhìn hoàng thiên và hoàng phúc trường cảm thấy rất tức giận người trẻ tuổi ngày nay chính là như vậy nếu hoàng thiên ăn mặc sang chảnh lục đại minh sẽ không có khí thế như vậy các người làm sao vậy bệnh viện là nơi công cộng ra ngoài không thay quần áo sao làm sao ảnh hưởng đến người khác lục đại minh khiển trách hoàng thiên và hoàng phúc trường hoàng phúc trường không dám nói chuyện ông vốn dĩ rụt rè bị người ta mắng chửi quen rồi. Hoàng Thiên nhìn Lục Đại Minh này, cảm thấy rất cạn lời. Nhìn phẩm chất của anh bác sĩ này thật làm ô uế chiếc áo blau trắng cao quý mà anh ta đang mặc. Quần áo của ông ấy rõ ràng là đồ mới, mùi ở đâu ra? Sắc mặt Hoàng Thiên châm xuống, hỏi Lục Đại Minh. Lục Đại Minh muốn tỏ vẻ trước mặt bạn gái, lúc này mới nhìn chằm chằm anh, nhìn bộ quần áo rách dưới này đi, sao có thể không bốc mùi? Các người ở cùng nhau sao? mau đổi phòng đi tôi sẽ sắp xếp một phòng khác cho các người đừng ở đây nữa vừa nói lục đại minh vừa nhìn thẻ hồ sơ trước giường của hoàng linh dự định sẽ thay phòng bệnh cho hoàng linh cô gái ăn mặc thời trang khá hài lòng với ánh mắt khinh thường nhìn hoàng thiên bạn trai của cô ta là bác sĩ ở đây có người có thể làm được mọi việc dễ dàng cô ta sẽ ở cùng mẹ cô ta mấy ngày trong bệnh viện không muốn mỗi ngày nhìn thấy hoàng phúc trường để tránh bị chán ghét được rồi em gái cô lập tức chuyển tới phòng bệnh trong góc. Lục Đại Minh coi như có tiếng nói cuối cùng, sắc mặt lạnh lùng nói với Hoàng Linh. Hoàng Linh biết rằng khu trong góc có hệ thống thông gió và ánh sáng kém, và đó là khu ổi tệ nhất. Nhưng khi bác sĩ nói, cô chỉ biết lắng nghe. Anh hai, đưa em đi qua đi. Hoàng Linh khẽ thở dài, cô không muốn mọi chuyện trở nên quá rắc rối. Hoàng Thiên nhìn Hoàng Linh, nhẹ giọng nói, em không cần phải đi đâu hết, em cứ việc ở chỗ này, còn có anh trai, bọn họ không dám làm gì em đâu. Hả? Hoàng Linh nhìn Hoàng Thiên với đôi mắt to đẹp, cô không tin. Mặc dù anh trai cô dường như đột nhiên trở nên giàu có, nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện, Lục Đại Minh là bác sĩ ở đây, làm sao anh có thể nói lại người ta được? Hoàng Thiên à, chuyển phòng thì chuyển phòng, chúng ta không có quyền lực như người ta. Hoàng Phúc Trường cũng thuyết phục Hoàng Thiên vào lúc này. Ha ha, anh ta có quyền lực cái rắm. Hoàng Thiên cười lạnh liếc nhìn Lục Đại Minh. Nghe được lời nói của Hoàng Thiên, Lục Đại Minh đột nhiên tức giận, mày đang nói cái gì vậy? Mày nói lại cho tao nghe xem nào. Tôi nói anh có quyền lực cái rắm, anh có nghe rõ không? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Lục Đại Minh. Lục Đại Minh tức giận đến mức xì khói, nhưng dù sao anh ta cũng là bác sĩ ở đây nên vẫn không dám động tay động chân. Cô gái ăn mặc thời trang lúc này rất sung sức, chỉ vào Hoàng Thiên nói, đừng nói nhảm nữa các người tự chuyển hay là tôi giúp các người. Cút ngay, đừng khiến tao tức. Lục Đại Minh cũng mắng. Bác sĩ Lục, anh làm gì ở đây? Đúng lúc này, một giọng nói lớn chuyển đến. Sau đó, viện trưởng Phan Trí Trung bước vào phòng cùng với một số chuyên gia và giám đốc. Vốn dĩ, Phan Trí Trung muốn xem Lương Mạnh Bắc đã nói chuyện xong với anh Hoàng đó chưa? Nếu nói xong, ông có thể đến thăm Chủ tịch Lương một chút. Nhưng vừa đi ngang qua khu nhà của Hoàng Linh, liền nghe thấy tiếng Lục Đại Minh cãi nhau, Phan Trí Trung liền mang người vào. Lục Đại Minh sợ hãi mà co rụt cổ lại như con rùa, vội vàng mất đi nụ cười, gật gật đầu, cúi đầu nói với Phan Trí Trung, viện trưởng Phan, ông, ông đến rồi. Phan Trí Trung bỏ qua Lục Đại Minh, bởi vì ông ta nhìn thấy Hoàng Thiên. Mẹ ơi, đây không phải là anh Hoàng đã nói chuyện với Chủ tịch Lương sao? Phan Trí Trung sửng sốt, ông ta biết tuy rằng bề ngoài Hoàng Thiên bình thường, nhưng thân phận tuyệt đối cao quý ít nhất phan trí trung không thể so sánh với anh hoàng này bởi vì chủ tịch lương đã trực tiếp đuổi ông ta ra ngoài để nói chuyện với anh hoàng bác sĩ của ông ta đã xúc phạm một nhân vật quyền lực như vậy có đáng không nếu không làm gì đó thì sẽ gây ra rắc rối lớn phan trí trung càng nghĩ càng tức giận nhìn lục đại minh hung dữ cô gái ăn mặc thời thượng kia cũng không dám đắc ý nữa cô ta cũng rất biết nhìn tình hình phan trí trung là người lãnh đạo tuyệt đối của bạn trai làm sao cô ta dám làm loạn khi phan trí trung tức giận cô gái ăn mặc thời trang thậm chí càng coi thường hoàng thiên nếu không phải vì thằng nhãi này liệu có thể khiến cấp trên của bạn trai cô ta tức giận không sao anh còn ở đây mau đưa em gái của anh ra ngoài cô gái ăn mặc thời trang chỉ vào hoàng thiên chửi bới lục đại minh cũng có suy nghĩ giống như phụ nữ thời trang liền nhìn chằm chằm hoàng thiên nói mau cút đi mày còn lề mề cái gì? Audio điện tử võ tấn bền Theo quan điểm của Lục Đại Minh, gia đình Hoàng Thiên chỉ là tầng lớp dưới cùng của xã hội. Đối với gia đình nghèo rất mồng tơi kiểu này, anh ta luôn rất coi thường. Nhưng ngay khi Lục Đại Minh nói những lời này, trái tim của Phan Trí Trung liền thắt lại. Đẩy kính, Phan Trí Trung căng thẳng nhìn Hoàng Thiên, vì sợ Hoàng Thiên sẽ tức giận bởi vì phan trí trung đang cố gắng để lấy được thiện cảm của lương mạnh bắc mà hoàng thiên là một người mà lương mạnh bắc kính trọng làm sao phan trí trung có thể dám xúc phạm hoàng thiên à còn mau đổi phòng bệnh cho hoàng linh đi hoàng phúc trường thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng ngay cả trưởng khoa cũng hoảng hốt ông bối rối thuyết phục hoàng thiên chuyển hoàng linh sang khu vực khác hoàng linh cũng nghĩ như vậy xuất thân từ gia cảnh nghèo khó người cha lại nhu nhược cô gái này ngay từ nhỏ đã phát triển tính cách an phận khi gặp chuyện thì thả nghe theo người khác để tránh rắc rối anh em ở phòng bệnh nào cũng được anh đừng cãi nhau với họ hoàng linh lo lắng nhìn anh trai trái tim bồn chồn không yên hoàng thiên nhìn em gái ngây thơ sau đó lại nhìn cha nuôi đang lo lắng trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an vốn dĩ anh không định chấp lục đại minh và cô gái ăn mặc thời trang nhưng đôi nam nữ này vẫn không ngừng khiêu khích anh không sao đâu em gái có anh ở đây không ai có thể đuổi em ra ngoài." Trên mặt Hoàng Thiên Hầu như không có biểu cảm gì, anh bình tĩnh nói với Hoàng Linh. Ngay khi anh nói điều này, cô gái ăn mặc thời trang lập tức trừng mắt bà nó chứ. "Hôm nay tôi sẽ đuổi các người ra khỏi đây. Nếu các người không cút khỏi đây thì đừng trách." Nói xong, cô gái ăn mặc thời trang chạy đến giường bệnh của Hoàng Linh, kéo cái gối của Hoàng Linh, ném xuống đất. Hoàng Linh còn chưa kịp chuẩn bị đã bị cô gái ăn mặc thời trang bứt một nắm tóc cô đau đớn kêu lên. Vì sự việc quá đột ngột nên Hoàng Thiên chưa kịp can ngăn, cô gái ăn mặc thời trang đã mắng mỏ, mẹ kiếp, lại còn dùng kim tiêm truyền nước nữa cơi. Trong khi chửi rủa, cô gái ăn mặc thời trang vừa rút ống truyền nước và trực tiếp thô bạo rút kim của Hoàng Linh. Ái! Hoàng Linh hét lên đau đớn, cô gái ăn mặc thời trang này kéo quá mạnh, cây kim làm xước tay Hoàng Linh, máu chảy ròng ròng. Cô đang làm cái quái gì vậy? Hoàng Thiên tức giận hét lên, đi tới giường bệnh đi vài bước, giơ chân đá vào bụng cô gái ăn mặc thời trang. a à, mẹ kiếp, mày dám đánh tao. Cô gái ăn mặc thời trang bị đá và ngồi dưới đất, ôm bụng và giận dữ mắng mỏ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không muốn đánh phụ nữ, nhưng lúc này anh thật sự rất tức giận, nhìn thấy em gái bị thương, anh không đành lòng. Cô còn dám nói thêm một tiếng, tôi sẽ xé nát miệng cô. Ánh mắt Hoàng Thiên ánh lên sự lạnh lùng, anh nhìn thẳng cô gái ăn mặc thời trang cô gái ăn mặc thời trang mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi tuy rằng trong lòng cực kỳ xem thường hoàng thiên nhưng lúc này ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo của hoàng thiên khiến cô ta kinh ngạc nhìn thấy bạn gái của mình bị đá lục đại minh không nhịn được nữa thằng nhãi này dám đánh bạn gái của tao lục đại minh sắn tay áo chạy tới chỉ vào mũi hoàng thiên chửi bới bốp hoàng thiên lật tay tát một cái ôi mẹ ơi Lục Đại Minh bị tát mạnh đến mức nổ đom đóm mắt, lập tức sững sờ. Hoàng Thiên bây giờ không nể nang ai nữa, trên đời này không ai có thể bắt nạt em gái anh. Có đau không? Hoàng Thiên nắm bàn tay nhỏ bé của Hoàng Linh, đau lòng hỏi cô. Hoàng Linh rơm rớm nước mắt, không phải vì đau, mà là vì cảm giác được bảo vệ và yêu thương của anh trai thật là tốt. Anh, không đau đâu, đừng làm bọn họ tức giận. Hoàng Linh rơi nước mắt thuyết phục Hoàng Thiên nhìn thấy em gái tốt bụng và hiểu chuyện trong lòng hoàng thiên tức giận đôi nam nữ đầu óc thấp hèn này thật sự quá đáng hai người qua đây xin lỗi em gái tôi đi hoàng thiên vẻ mặt trầm xuống chỉ vào lục đại minh cùng cô gái ăn mặc thời trang vừa nói ra lời này đám đông đến hóng chuyện bên ngoài phòng bệnh đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên người nghèo bây giờ đều cứng họng như vậy sao đánh bác sĩ còn dám bắt người ta xin lỗi ừ Tên này sắp gặp nạn rồi, ai bảo đánh người ta làm gì? Đừng nói như vậy, tôi cho rằng vị bác sĩ này và bạn gái đã bắt nạt người ta quá đáng, thật đúng là thứ không tốt. Một vài người nhà bệnh nhân thì thào nói nhỏ. Đại Minh, anh nhìn hắn đánh em kìa, nếu anh không dạy dỗ hắn, người ta sẽ không sống nổi nữa. Hu hu. Cô gái ăn mặc thời trang bắt đầu khóc, nắng nặc bắt lục Đại Minh phải dạy dỗ Hoàng Thiên. Lục Đại Minh tức giận đương nhiên không thể mất mặt trước mặt bạn gái lúc này chỉ vào hoàng thiên chửi bới được rồi mày đợi đấy hôm nay tao không đuổi mày ra khỏi bệnh viện tao không gọi là lục đại minh vừa nói lục đại minh vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho đội trưởng an ninh ông hà mau đưa người tới đây có người đang làm loạn trong phòng bệnh phan trí trung cùng một vài chuyên gia và quản lý xem cảnh này lá phổi của phan trí trung giờ phút này gần như nổ tung Lục Đại Minh, anh làm loạn đủ chưa? Phan Trí Trung hét lên. Lục Đại Minh sợ hãi co rụt cổ lại, vừa rồi anh ta chẳng qua là muốn lấy lại thể diện, suýt chút nữa đã quên Phan Trí Trung vẫn ở đây. Viện trưởng, ông cũng nhìn thấy rồi đấy, thằng nhãi này đã đánh tôi và bạn gái của tôi. Anh đáng bị đánh, tại sao không đánh chết anh luôn cho rồi? Phan Trí Trung chừng mắt nhìn Lục Đại Minh mắng. Viện trưởng, Lục Đại Minh xứng người ngay lập tức, anh ta cho rằng Phan Trí Trung muốn đối đầu với anh ta, dù sao anh ta cũng là bác sĩ ở đây. Anh ta làm sao có thể nghĩ tới Phan chí Trung sẽ có thái độ như vậy, thật sự là khiến anh ta khó hiểu. Xin lỗi em gái của anh Hoàng ngay lập tức. Phan Trí Trung ra lệnh. Lục Đại Minh sửng sốt, nhưng là cực kỳ bất đắc dĩ. Xin lỗi cái gia đình nghèo rất này á, làm thế quá mất mặt rồi. Tôi không nói được anh đúng không? Nếu không muốn làm việc nữa thì cút đi có rất nhiều bác sĩ xếp hàng muốn vào làm việc ở bệnh viện Bạch Mai đấy. Phan Trí Trung chửi mắng. Một lời nói trúng tim, Lục Đại Minh không dám nữa, vội vàng gật đầu, cúi đầu trước giường Hoàng Linh, em gái, thành thật xin lỗi, tôi sai rồi. Phan Trí Trung thở vào nhẹ nhõm, cười nói với Hoàng Thiên, anh Hoàng, xem này, anh hài lòng chưa? Hoàng Thiên liếc nhìn Phan Trí Trung rồi không nói gì. Ngay khi Hoàng Thiên còn chưa tỏ rõ lập trường của mình, Phan Trí Trung vẫn cảm thấy không yên, lúc này mới nhìn chằm chằm cô gái ăn mặc thời trang, còn cô, vừa nấy thật sự rất thô lỗ, mau xin lỗi em gái của anh Hoàng. Cô gái ăn mặc thời trang không ngu ngốc, khi cô ta nhìn thấy ngay cả viện trưởng Phan cũng phải nể mặt Hoàng Thiên như vậy, cô ta biết hôm nay đã đụng phải người không nên đụng. Thật sự nhìn không ra, thằng nghèo này có gì mà được nể mặt như thế? cô gái ăn mặc thời trang hoảng sợ nghĩ lại càng sợ bạn trai không giữ được việc nên vội vàng chạy đến cúi người xuống xin lỗi hoàng linh xin lỗi em gái tất cả là lỗi của tôi đừng giận tôi nữa được không cô gái ăn mặc thời trang tỏ ra hối lỗi cúi đầu xin hoàng linh tha thứ hoàng linh ngẩn người từ nhỏ đến lớn đều bị bên ngoài bắt nạt nhưng lần nào cô cũng cố gắng chịu đựng không ngờ hôm nay một người phụ nữ hung dữ như vậy lại xin lỗi cô đương nhiên tất cả đều là do anh trai cô bảo vệ nhưng tại từ bao giờ mà anh trai lại trở nên lợi hại như vậy hoàng linh nghỉ ngờ nhìn hoàng thiên há miệng nhưng cũng không nói gì anh hoàng nhìn xem phan trí trung căng thẳng nhìn hoàng thiên bỏ đi bảo bọn họ cút đi hoàng thiên xua tay phan trí trung yên tâm nhìn lục đại minh tức giận nói còn không mang theo cô a à cút đi vâng vâng tôi đi ngay Lục Đại Minh Hoàng sợ đồng ý, chuồn ra khỏi phòng bệnh với cô gái ăn mặc thời trang. Để lấy lòng Hoàng Thiên, Phan Trí Trung chỉ vào một chuyên gia 50 tuổi và nói, anh Hoàng, đừng lo lắng, đây là một chuyên gia chỉnh hình ở bệnh viện này, người chịu trách nhiệm về công việc hồi phục của em gái anh. Vậy tốt rồi, Hoàng Thiên thản nhiên nói. Nhìn Hoàng Thiên khá hài lòng, Phan Trí Trung cuối cùng cũng yên tâm. Sau khi chào hỏi Hoàng Thiên, Phan Trí Trung đưa người đến phòng bệnh của Lương Mạnh Bắc sau khi Hoàng Thiên dặn dò em gái xong, anh chào cha nuôi và rời bệnh viện. Lâm Ngọc An chuẩn bị tan sở, Hoàng Thiên lái xe sớm đến đợi trước công ty công ty viễn đạt. Hơn 3 năm trước, Hoàng Thiên đã hình thành thói quen đưa đón vợ vào giờ này mỗi ngày. Trước khi đến giờ tan sở, Lâm Ngọc An đi ra từ công ty. Sau khi lên xe, Lâm Ngọc An không nói gì, hiển nhiên cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hoàng Thiên cảm thấy rất bất ngờ, vợ mình vừa thay Trương Ngọc Huyền trở thành tổng giám đốc của công ty Viễn Đạt, tại sao cô ấy vẫn không hài lòng? Ngọc An, có chuyện gì vậy, làm tổng giám đốc không vui sao? Hoàng Thiên Ngập ngừng hỏi. Lâm Ngọc An cảm thấy mình rất không đúng, nhìn người đàn ông luôn âm thâm quan tâm đến cô như vậy, lúc này cô không nhịn được mà đau lòng. Lâm Ngọc An lao vào vòng tay của Hoàng Thiên và buồn bã nói, Hoàng Thiên, hôm nay em mất hết mặt mũi rồi. Trước toàn thể công ty, em đã bị sa thải vào ngày đầu tiên nhậm chức. Đã bị sa thải, Hoàng Thiên nghe tin này thì rất sốc, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Công ty Viễn Đạt đã được mua lại bởi Tập đoàn Quốc tế Toàn Ô Âu. Hoàng Thiên là người kiểm soát thực tế của Tập đoàn Quốc tế Toàn Cầu, cũng có thể nói rằng công ty nhỏ như công ty công ty Viễn Đạt cũng thuộc về Hoàng Thiên. Ai dám sa thải vợ anh, sợ sống lâu quá hay gì? Nhìn thấy vợ bất bình và buồn bã vào lúc này hoàng thiên thật sự rất thương anh không ngờ rằng lâm ngọc an thực sự sẽ xà vào vòng tay anh để tìm sự an ủi điều này thực sự khó tưởng tượng nhẹ nhàng vuốt tóc vợ hoàng thiên nhẹ giọng hỏi ai đã sa thải em